Quan Lộ Thương Đồ, chương khác. Tập 21. Chương 471, trở mặt thành thù. Mẹ nó, Tạ gia chúng mày là hạng qua cầu rút ván. Triệu Cẩm Vinh cắn môi bật máu chửi. Phép Tạ Kiếm Nam gửi tới đặt trên bàn Triệu Cẩm Vinh đó là bản thảo hợp đồng giữa Khoa Vương và Điện Tử Gia Tín được bàn xong trong mấy ngày Tạ Kiếm Nam tới Hong Kong. Trong bản thảo này, Điện Tử Gia Tín yêu cầu ít nhất chiếm 40% cổ phần của Khoa Vương, mặc dù không nói tới phương án điều chỉnh cổ phần, nhưng Triệu Cẩm Vinh lăn lộn thương trường bao năm, Tạ Kiếm Nam có ý gì, sao ông ta lại chẳng rõ. Tạ Hán Tĩnh và Trần Gia Thiện giao tình mấy chục năm trời, Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh lại là đôi tình lữ có hôn ước trên người, tập đoàn Đại Nhã và Tạ gia cùng một ruột, Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam tất nhiên đảm bảo Tạ gia và Đại Nhã nắm cổ phần quá nửa, như vậy cổ phần để lại cho Cẩm Thành còn chưa tới 10%. Triệu Cẩm Vinh càng nghĩ càng hận, Khoa Vương vốn là nhà máy điện tử của Cẩm Thành phát triển lên, chứ coi trọng thị trường đầu đĩa ra, còn muốn mượn sức ảnh hưởng của Tạ gia hòa hoãn quan hệ căng thẳng với Chu Phú Minh. Con mẹ nó chứ, dẫn sói vào nhà rồi. Từ mới đầu hợp tác, Tạ gia mặc dù không cưỡng cầu nắm quyền khống chế cổ phần, nhưng phái Tạ Chiêm tới giữ chặt lấy quyền kinh doanh, dẫn dắt Khoa Vương đi theo con đường nhất định phải tăng đầu tư mới phát triển được. Tiếp theo đó là đưa Đại Nhã vào đầu tư, Cẩm Thành chính từ bước này đã hoàn toàn mất đi sự khống chế với Khoa Vương. Danh nghĩa cả ba nhà đều không khống chế cổ phần của Tạ gia phân tán trong tay Tạ Chiêm, Hải Thái, Chính Thái còn chưa tới 50%, nhưng thêm vào Đại Nhã. Tạ gia đã nắm tuyệt đối Khoa Vương rồi, Cẩm Thành gần như bỏ toàn bộ tài chính lưu động vào đó cũng chỉ miễn cưỡng nắm được 30% cổ phần. Hiện thì hay rồi, muốn cổ phần của Cẩm Thành áp xuống còn chưa đầy 10%, Triệu Cẩm Vinh lấy thuốc lá ra, mắt ngày càng trở nên âm trầm, điếu thuốc bị vò nát, sợi thuốc lá vàng rơi lả tả trên bàn, kinh người quá lắm. Đêm mùa đông ở Hong Kong chẳng lạnh mấy, Trương Khắc khoác một chiếc áo lông, chống gậy cùng Hứa Tư tản bộ trên bãi biển. Ánh trăng bạc ải khắp bãi cát, Trương Khắc dùng di động gọi điện cho Đường Học Khiêm, thông báo những chuyện xảy ra ở Hong Kong, kỳ thực cũng không cần phải báo cáo cho ông, chỉ vì thuận tiện làm rõ vài chuyện mà thôi. Tạ gia vẫn cứ coi Ái Đạt là kẻ địch giả tưởng, muốn mau chóng san lấp khoảng cách với Ái Đạt, hợp tác với Điện Tử Gia Tín là hết sức cần thiết. Cát Minh Tín không chỉ muốn trả đũa Tôn Thượng Nghĩa và Cát Minh Đức, còn muốn khôi phục lại lòng tin nhà đầu tư Hong Kong vào tập đoàn Gia Tín. Yêu cầu chiếm 40% cổ phần của Khoa Vương không phải là quá đáng với thực lực của Điện Tử Gia Tín, càng huống chi Cát Minh Tín cần hạng mục này để xoay chuyển tình thế khó khăn. Nhưng một điều có thể khẳng định là Tạ gia sẽ không bỏ quyền khống chế với Khoa Vương, cái bọn họ lấy được thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, Trương Khắc đã quá hiểu cách xử thế của nhà họ Tạ rồi. Trương Khắc ngồi xuống bãi cát, Hứa Tư ngồi ở bên, đặt áo khoác trên đùi, nghiêng đầu chăm chú nghe Trương Khắc gọi điện thoại. Từ khi thành lập Khoa Vương tới nay, tài chính của Cẩm Thành gần như bị hút cạn, trừ khi chó đổi được tính ăn phân, nếu không Cẩm Thành sẽ bị Tạ gia làm vật hy sinh. Nhìn Hứa Tư dùng khẩu hình nhắc chú ý ngôn từ, Trương Khắc đưa tay ra đặt lên cánh môi hồng kiều diễm của cô, khẽ ấn một cái, Hứa Tư há miệng định cắn, Trương Khắc cứ để cho cô cắn. Cháu nghĩ nếu Khoa Vương và Điện Tử Gia Tín hợp tác thành công, cổ phần của Cẩm Thành sẽ bị điều chỉnh dưới 10%. Cẩm Thành không tiếc chút tài chính lưu động vào Khoa Vương là muốn kiếm được khoản lớn từ thị trường đầu đĩa sôi động, sao có thể dễ dàng chấp nhận bị thu hẹp cổ phần. Khoa Vương hiện giờ đã tạm hóa giải áp lực tài chính, không cần thiết phải tăng vốn đầu tư, ít nhất với lập trường Cẩm Thành sẽ nghĩ như thế. Tạ gia phải ép Cẩm Thành nghe lời thì chuyện hợp tác này mới thành, cháu nghĩ tới lúc chúng ta cho Triệu Cẩm Vinh một đòn rồi. Trương Khắc chỉ nói rất kín đáo, một số lời chỉ nhắc tới là thôi, y cũng tiếc phí điện thoại đường dài lắm chứ. Đường Học Khiêm hỏi có muốn nói chuyện với Đường Thanh không, Trương Khắc không muốn nói chuyện với Đường Thanh trước mặt Hứa Tư, liền bảo từ bãi biển về sẽ gọi lại. Hứa Tư cũng vờ như hoàn toàn không nghe thấy Trương Khắc nhắc tới Đường Thanh, hỏi. Chúng ta phải làm sao mới đả kích được Cẩm Thành? Chị còn nhớ lời em nói với chị năm 94 không? Cậu nói lăng nhăng suốt ngày, làm sao tôi nhớ hết được? Hứa Tư chề môi ra. Chị nói tên Cẩm Hồ có hơi giống Cẩm Thành. Em nói mua lấy Cẩm Thành không phải là giải quyết xong rồi sao? Trương Khắc nhắc lại. Chị xem, giờ chúng ta cách bước đó không xa nữa. Ồ, thảo nào cậu lại đắc ý như thế? Em nghĩ Tạ gia nhất định sẽ nhắm vào vấn đề tài chính eo hẹp của Cẩm Thành để gây áp lực, ép Cẩm Thành phải chủ động rút khỏi Khoa Vương. Trương Khắc tất nhiên là rất đắc ý. Em cũng muốn nhắm vào điểm đó,
Em vừa rồi gọi điện cho bác Đường là muốn thành phố tăng tốc điều chỉnh quy hoạch thành phố, rõ ràng đã không còn phù hợp với tình thế phát triển 2 năm qua ở Hải Châu nữa. Em chỉ cần phương án này được tu sửa, sẽ lập tức khởi động khai thác thương nghiệp hóa quần thể kiến trúc cổ đông Sa Điền, áp chế hình thành địa ốc thương nghiệp Tây Sa Điền, dưới áp lực hai phía, ngày tháng của Cẩm Thành sẽ ngày càng khó khăn. Triệu Cẩm Vinh cũng hoành hành ở Hải Châu lâu rồi, cần phải được bài học đích đáng, quan trọng nhất tất cả nhìn qua còn có vẻ như bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Có điều tính toán của Trương Khắc hơi nhầm một chút. Sau khi đạt thành hiệp nghị với nội bộ Cát Gia, Cát Minh Tín và phòng 2, phòng 3 cùng mở cuộc họp báo, tuyên bố chuyện nội bộ Cát Gia mâu thuẫn vì tranh tài sản chỉ là suy đoán vô căn cứ của giới truyền thông. Đồng thời cũng công bố ý hướng hợp tác giữa điện tử Gia Tín và Khoa Vương, biểu thị rõ Cát Gia mặc dù gặp phải biến cố lớn, nhưng không mất đi tinh thần tích cực tiến thủ, Khoa Vương vừa đoạt được Tiêu Vương, truyền thông Hong Kong cũng có đăng rầm rộ. Hai hành động này đúng là có tác dụng tăng cường lòng tin nhà đầu tư vào tập đoàn Gia Tín. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam đã đàm phán ổn thỏa tất cả chi tiết hợp đồng với Cát Minh Tín ngay ở Hong Kong, phương án cụ thể là do điện tử Gia Tín mua lại 30% cổ phần trong tay Cẩm Thành, rồi tăng thêm tiền đầu tư có được 10% cổ phần nữa, vì không muốn khởi động đại hội cổ đông tránh gây ra biến cố, điện tử Gia Tín khống chế hạn ngạch đầu tư dưới 200 triệu đô la Hong Kong. Cẩm Thành đã không còn giá trị lợi dụng. Thứ vô dụng thì phải bị vứt bỏ, Tạ Kiếm Nam căn bản không định để lại ngay cả 10% cổ phần cho Triệu Cẩm Vinh, hiện giờ chỉ cần thuyết phục ông ta ngoan ngoãn chuyển nhượng cổ phần cho điện tử Gia Tín là được. Đêm ngày 11, Tạ Hán Tĩnh gọi điện cho Triệu Cẩm Vinh, hy vọng tập đoàn Cẩm Thành chuyển nhượng 30% cổ phần cho điện tử Gia Tín, để tác thành chuyện hợp tác này. Triệu Cẩm Vinh chửi một tiếng rồi đập điện thoại, vậy là đồng minh thương nghiệp tuần trước thôi, còn anh em thân thiết ở Hải Châu đã trở mặt thành kẻ thù. Triệu Cẩm Vinh nhìn chiếc điện thoại bị đập nát, không ngờ dưới vẻ bề ngoài nho nhã của Tạ Hán Tĩnh là trái tim còn tàn nhẫn hơn chó sói, dùng mình, lập tập nghĩ tới gọi điện thoại cho Chu Phú Minh, không được, gọi cho Trương Hiểu Kiện, nhận được câu trả lời trước tiên gọi điện cho Tạ Hán Tĩnh hỏi rõ tình hình xem sao, đáng tiếc Triệu Cẩm Vinh ngồi suốt tới sáng không nhận thêm được một cuộc điện thoại nào. Triệu Cẩm Vinh thẫn thờ ngồi cả đêm, chuẩn bị đi rửa mặt để gặp Chu Phú Minh thì hai vị khách không mời đẩy cửa đi vào. Dương Bá Tuấn, phó giám đốc ngân hàng Kiến Thiết Hải Châu và Cao Chí Hoa, nhân viên tín dụng phụ trách nghiệp vụ Cẩm Thành. Chương 472, say rượu làm bậy. Triệu Ti Minh đi vào cùng bọn họ, rất nhiều chuyện Triệu Cẩm Vinh không cho hắn biết, nhưng hắn không quá mưu xê ngu xuẩn, hắn đã ngồi ngoài văn phòng của cha cả đêm, mắt hơi sưng đỏ. Triệu Cẩm Vinh yếu ớt ngồi xuống, ông ta không quên tháng trước gọi điện cho Chu Phú Minh xin đánh tiếng với ngân hàng Kiến Thiết cho vay 3.000 vạn bổ sung vốn lưu động cho Cẩm Thành. Số tiền đó ông ta ném vào Khoa Vương rồi. Triệu Cẩm Vinh biết trong nước có chuyện không nghiêm túc thì nó chỉ như mắt mũi, nghiêm túc thì nó là ngọn núi đè cho người ta thở không ra. Dương Bá Tuấn lấy từ trong cặp ra một thư thúc giục, tỏ thái độ làm việc công đưa tới trước mặt Triệu Cẩm Vinh. Giám đốc Triệu, hãy viết giấy biên nhận cho tôi. Triệu Cẩm Vinh đọc lý do thúc giục trả tiền trước thời hạn là dùng khoản vay trái quy định. Lý do chó má, Chu Phú Minh đánh tiếng cho ngân hàng Kiến Thiết. Số tiền này dùng vào việc gì ông ta chẳng lẽ lại không biết? Triệu Cẩm Vinh đưa mắt nhìn Cao Chí Hoa, chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay hắn còn do mình đích thân đeo lên tay hắn vào tháng trước, hắn không thể chớp mắt cái đã trở mặt. Dương Bá Tuấn trừng mắt nghiêm khắc nhìn Cao Chí Hoa. Cao Chí Hoa cười khổ nói. Giám đốc Triệu đừng làm khó nhân vật nhỏ bị kẹp ở giữa như tôi. Cẩm Thành vay ở ngân hàng Kiến Thiết chúng tôi không phải mỗi khoản này. Một câu này của Cao Chí Hoa làm Triệu Cẩm Vinh mất đi dũng khí kháng cự, chỉ cần rút khỏi Khoa Vương, ông ta vẫn giữ được Cẩm Thành, trở mặt, Cẩm Thành sẽ sập, không đáng cá chết lưới rách. Nhưng ông ta không cam tâm làm hòn đá lót đường cho Tạ gia, để bọn chúng dẫm qua rồi lại ném xuống sông. Triệu Cẩm Vinh cầm thư thúc giục xem lại lần nữa, rồi nói với Triệu Ti Minh. Con viết giấy cho Giám đốc Dương. Dương Bá Tuấn và Cao Chí Hoa không nói một lời thừa thãi. Dù sao thường ngày bọn họ cũng được Triệu Cẩm Vinh đút cho không ít, cầm biên lai đóng dấu từ Triệu Ti Minh rồi rời đi. Không bao lâu sau Tạ Hán Tĩnh gọi điện thoại tới, giọng ung dung như mọi việc nắm trong lòng bàn tay. Cẩm Vinh này, hiệp nghị giữa Cẩm Thành các anh và điện tử Gia Tín do anh bay tới Hong Kong ký, hay là tôi đưa ông Cát tới Hải Châu gặp anh? Buổi chiều, Trương Khắc từ chỗ Thịnh Thanh biết được tin Cẩm Thành bị ngân hàng Kiến Thiết dục trả tiền, đúng thế, hiện giờ Khoa Vương không cần huy động vốn quy mô lớn. Ép Cẩm Thành chuyển nhượng cổ phần trong tay cho điện tử Gia Tín là cách nhanh gọn nhất. Tạ gia tàn nhẫn lạnh lùng với đồng minh hết giá trị, quả nhiên không làm mình phải coi thường chúng.
Ở điểm này Trương Khắc không phải chưa nếm trái đắng từ Tạ gia, có điều y cũng đã đòi lại món nợ rồi. Với Tạ gia không phải đòi lại nợ thế là xong được, phải đề phòng bọn chúng cắn trả bắn kỳ lúc nào, cho nên luôn phải chủ động lấy gậy đánh cho bọn chúng thật đau. Biết Thịnh Thanh hôm nay sẽ bay tới Thâm Quyến, Trương Khắc bảo hắn xong việc qua Hong Kong tìm mình, dù sao thì quá nửa hắn cũng tới Hong Kong thăm em gái. Buổi chiều Diệp Kiến Bân sẽ về kiến nghiệp, Tôn Tĩnh Hương lấy cớ có sự vụ ở nội địa đi cùng. Cát Minh Ngọc vì tranh chấp gia sản mà thiếu máu, sức khỏe không tốt, Tôn Tĩnh Mông không vội về trường nữa. Trương Khắc muốn ở Hong Kong điều dưỡng thêm vài ngày, đợi chân ổn định hơn một chút mới về Hải Châu, thực ra là muốn ở với Hứa Tư lâu hơn. Ban ngày Hứa Tư phải tới công ty xử lý công việc, thời gian này Mã Hải Long làm tài xế cho Hứa Tư, Phó Tuấn tới phòng tập rèn luyện, ba gian phòng kề sát nhau chỉ có Trương Khắc và Tôn Tĩnh Hương rảnh rỗi. Trương Khắc thì gác cái chân bó bột lên bệ cửa sổ, Tôn Tĩnh Mông nhàm chán ở bên cạnh xem tạp chí. Trương Khắc không có việc gì làm liền nheo mắt nhìn quần áo phơi ở ban công xem cái quần lót nào là của Hứa Tư, cái nào là của Tôn Tĩnh Mông, mặc dù chung cư có cung cấp dịch vụ của khách sạn 5 sao, nhưng những thứ y phục lót hai cô gái đều tự giặt, Trương Khắc cảm thấy hết sức khó hiểu về việc này. Hứa Tư không bao giờ mặc quần lót kiểu mắt lưới nhỏ, Trương Khắc nhìn đôi chân dài cực đẹp trắng muốt đung đưa dưới mép váy ngủ của Tôn Tĩnh Mông, bất giác nghĩ, dưới đó cũng mặc loại quần lót ấy không nhỉ? Nhìn cái gì, có cần tôi vén lên cho anh nhìn đã đời không? Ngữ khí của Tôn Tĩnh Mông rất hung dữ, nhưng mắt lộ vẻ dụ hoặc, tay nắm lấy mép váy như chuẩn bị kéo lên, cổ vũ Trương Khắc nhìn. Trương Khắc hết hồn khiếp vía, cô ả này đẹp thì đẹp đấy, nhưng là vẻ đẹp ma quỷ, không chọc vào nổi, Trương Khắc luyến tiếc liếc đôi chân ngọc thêm hai cái rồi nhìn vào sách số học. Buồn thật đấy, cái chân chết của anh lại chưa lành, nếu không có thể đưa tôi đi dạo rồi. Tôn Tĩnh Mông ném tạp chí lên bàn trà, đi qua đi lại trước mắt Trương Khắc. Đôi chân đó thực sự quá đẹp, chỗ béo chỗ gầy hết sức chuẩn mực, trắng muốt mịn màng không có tỉ vết nào, Tôn Tĩnh Mông học vũ đạo, bước chân đầy nhịp điệu mà hết sức tự nhiên, mỗi bước chân như dẫm lên trái tim của Trương Khắc. Nếu Tôn Tĩnh Mông chỉ như thế, Trương Khắc lúc này nhất định sẽ hình dung tới con hươu non thuần khiết, nhưng y biết dưới vẻ bề ngoài như thiên sứ kia, giấu một trái tim của ác ma, không dám động lòng. Càng không dám động chạm vào cô ta, Trương Khắc khổ não đặt sách xuống nói. Liệu cô có thể suy nghĩ tới năng lực chịu đựng của một thiếu niên ngây thơ không? Hứa Tư có quần ngủ đấy, nếu cô nhất định muốn mặc váy ngủ trong phòng, hay là đổi sang mặc của Hứa Tư, để tôi thoải mái một chút. Thế sao? Tôn Tĩnh Mông cúi đầu nhìn xuống ánh mặt trời chiều lên người, bầu ngực vừa trắng vừa tròn lộ ra một nửa, khe vú sâu hun hút hết sức chết người. Mỗi người có thói quen sinh hoạt khác nhau. Tôn Tĩnh Mông mặc như thế cũng chẳng phải vì muốn quyến rũ ai, đại khái trong đầu cô ta nghĩ, gợi cảm thì sao, cho đám nam nhân chết thèm, nhìn được mà không ăn được. Mùa hè ở Hong Kong các cô gái ăn mặc còn thoáng còn gợi cảm hơn cả Tôn Tĩnh Mông lúc này, nếu không có các cô gái đó, phong tình trên đường phố Hong Kong sẽ giảm đi quá nửa. Trương Khắc thở dài, cố nhịn đi, lâu rồi sẽ quen thôi. Hay là uống rượu với tôi nhé, nếu không buồn chết mất. Tôn Tĩnh Mông chẳng đợi Trương Khắc trả lời, nhảy tới tủ rượu, lấy ra một chai Hennessy và hai ly thủy tinh. Trương Khắc hơi ngán nói. Không chơi mấy trò nguy hiểm chứ? Chẳng lẽ uống không à, hay là anh muốn chuốc say tôi? Tôn Tĩnh Mông cười khanh khách, giọng rất lả lơi. Nhóc con tâm tư không thuần khiết, yên tâm tôi chơi trò gì cũng rất công bằng, lại còn không hề chơi trò quá đáng, tôi sợ anh đi mách ba mẹ tôi ấy chứ. Rõ ràng là cô rủ tôi uống rượu. Trương Khắc nói đầy oan ức. Hứa Tư từ công ty về, trên bậc thềm trước đại sảnh có rất nhiều người, trong vòng người có tiếng nhạc truyền ra, hình như là nhạc nhảy rumba, nhưng không nhìn thấy bên trong, chỉ thấy Phó Tuấn và Tôn Thượng Nghĩa đứng ở vòng ngoài cười rất tươi, còn giơ tay lên cao vỗ cùng với mọi người. Hứa Tư cảm thấy tò mò, liền đi tới xem bọn họ đang làm gì. Vừa mới thò đầu vào nhìn liền chố mắt, Tôn Tĩnh Môn đeo kính râm, đi giày cao gót đỏ chót, mặc dạ phục đen không tay. Cổ trễ, cực kỳ gợi cảm đứng trước khoảng đất trống cùng một người ngoại quốc khí độ nho nhã nhảy múa tưng bừng. Trương Khắc thì vác cái chân bói bột ngồi ở một bên, dùng phấn trắng viết, tiểu đệ chân tàn, nguyện dùng bốn thứ tiếng Trung Anh Nhật Pháp tiếp chuyện kiếm ăn. Gia tỷ mắt tật, có thể nhảy vũ điệu tiêu chuẩn xin tiền. Phía dưới lại còn viết, tất cả số tiền thu được đều hiến cho quỹ tàn tật. Quan trọng là mấy chữ này còn viết bốn lần bằng bốn thứ tiếng Trung Nhật Anh Pháp. Bên cạnh còn có nhân viên chung cư mặc đồng phục ôm hòm quyên góp, có phóng viên chụp ảnh.
Chương 473, Vũ Nữ. Mùa đông ở Hong Kong không rõ ràng lắm, nhưng hôm nay nhiệt độ ngoài trời chỉ có 16 độ, Hứa Tư trong áo khoác còn mặc áo len dày, Tôn Tĩnh Mông lại mặc duy nhất cái áo dạ hội mỏng không kém áo ngủ, cánh tay trắng muốt, bờ vai gợi cảm lộ hết ra ngoài. Hứa Tư cứng lưỡi hồi lâu mới lên tiếng hỏi Phó Tuấn. Hai người bọn họ làm gì thế, không phải anh ở cùng Trương Khác sao? Phó Tuấn cười bất lực. Tôi cũng không rõ nữa. Tôi về phòng thì thấy Khác thiếu gia và Tôn tiểu thư đang uống rượu, nói nếu chơi trò mạo hiểm thì không cần kiêng dè gì, phải dám hy sinh vì sự nghiệp từ thiện, phải liều, đem bản lĩnh giỏi nhất ra kiếm ăn, cho dù hy sinh nhan sắc cũng không tiếc. Rồi khích bác đối phương có dám không, nói không dám là đồ hèn v, tôi chưa rõ tình hình thì Tôn tiểu thư đã về phòng thay y phục, tiếp đó là cảnh này. Hứa Tư nhắm mắt tay vỗ trán. Trương Khác đâu có biết nói tiếng Pháp, chỉ xem phim Pháp hơi nhiều. Còn nói là vì muốn xem Sophie Marceau khỏa thân trong phim, chỉ biết vài câu thôi. Khác thiếu gia nói rồi, không biết ba thứ ngoại ngữ thì không gọi là sở trường, muốn lấy sở trường của mình ra kiếm tiền, nếu Tôn tiểu thư kiếm được ít tiền hơn sẽ bị phạt. Họ vốn định tới ga tàu hỏa, Tôn tiểu thư do dự một lúc rồi chọn chỗ này, Khác thiếu gia còn đi mời nhân viên phục vụ giúp. Phó Tuấn trình bày, có điều hiện giờ người ta đang xếp hàng nhảy với Tôn tiểu thư. Còn chẳng một ai ngồi xuống lấy ngoại ngữ tán gẫu với Khác thiếu gia. Tôn Thượng Nghĩa rất vui vẻ nói. Tĩnh Mông rất cá tính, lớn thế này rồi mà nó rất ít khi bị thua thiệt. Bọn họ cười ngặt ngoéo, Trương Khác nhìn thấy Hứa Tư đã về, lừa Tôn Tĩnh Mông làm vũ nữ cũng được hơn 2 tiếng, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, thì thầm vài câu, tiếng nhạc dừng lại. Tôn Tĩnh Mông quay về, cô đeo kính râm không thấy ánh mắt tóe lửa. Nhưng nhìn hai hàm răng trắng siết vào nhau là biết muốn xé xác Trương Khác rồi. Trương Khác chống nạng đứng dậy, chắp tay với mọi người xung quanh. Thưa mọi người, chân tôi chỉ bị trẹo, bó bột vài tháng là khỏi, không tàn phế được, vị Tôn tiểu thư này cũng không phải gia tỷ, mắt tật chỉ vì hôm qua bị ủy khuất khóc sưng mắt mà thôi. Tôn tiểu thư rất có lòng nhân ái, rủ tôi ra đây mua vui cho mọi người, đóng góp một phần vào quỹ tàn tật. Các bạn tàn tật thật sự cùng với việc bất khuất đấu tranh với chướng ngại của mình, cũng tự tôn tự cường phấn đấu sáng tạo tài phú cho xã hội, rất đáng cho chúng ta tôn kính. Nhờ lòng từ thiện của các bạn hôm nay quyên góp được hơn 6 vạn, cá nhân tôi quyên thêm 6 vạn nữa mời Tôn tiểu thư cùng nhảy khúc cuối cùng. Trương Khác tiếp theo dùng 4 thứ tiếng lặp lại một lần, có điều tiếng Pháp rất miễn cưỡng, Hứa Tư nghe ra sai mấy chỗ, may là cũng không ai ý kiến. Người sống ở ảnh Loan Viên đều là trí thức cao cấp Hong Kong hoặc là doanh nhân Âu Mỹ, rất tán thưởng hành vi của Trương Khác, đều vỗ tay hoan hô, những người xếp hàng đằng sau mặc dù không có cơ hội nhảy cùng Tôn Tĩnh Mông nhưng vẫn cho tiền vào hòm quyên góp. Hứa Tư cũng lấy chi phiếu ra, ngồi xuống đặt lên đầu gối viết con số vào, bảo Phó Tuấn đưa tới. Trương Khác mỉm cười với Tôn Tĩnh Hương đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, phe phẩy tấm chi phiếu. Nhảy với tôi một điệu được không? Tôn Tĩnh Mông bỏ kính râm xuống, nhìn Trương Khác khiêu khích. Anh thế này nhảy nổi không? Đôi mắt ánh lên vẻ tức tối cũng không thiếu quyến rũ man dại, môi hồng đỏ thắm, gò má phơi phới xuân sắc, lúc này sức hấp dẫn của cô mới hoàn toàn phát tán ra ngoài. Chỉ cần cô không cố ý làm khó tôi là được. Không phải lần trước anh nói không biết khiêu vũ sao? Tôn Tĩnh Mông cắn răng nhìn nam nhân với nụ cười tà mị này, lừa mình làm vũ nữ miễn phí suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Thực sự làm người ta hận thấu xương, lại còn vũ hội sinh nhật mình lần trước, muốn mượn y làm lá chắn đỡ cho Cát Âm Quân quấn lấy, không ngờ y thản nhiên nói, không biết khiêu vũ. Lúc này Trương Khác vẫn cười thản nhiên. Lần trước tới giờ đã 1 năm, đủ thời gian để học rồi. Trương Khác đem trọng tâm đặt lên nạng, chỉ cần chân phải không dùng lực là được, vặn người làm động tác mời rất đúng điệu, mọi người vỗ tay khen hay. Tôn Tĩnh Mông đành thở dài, không nhảy khúc cuối cùng với Trương Khác. Chỉ sợ không dễ xuống thang, trước mắt bao người còn không thể làm khó y, thấy cha mình khoanh tay đứng cười vui vẻ, hình như chẳng bận tâm con gái bị người ta bắt nạt, đúng là tức chết. Nhảy thì nhảy. Tôn Tĩnh Mông há miệng ra cắn lấy tấm chi phiếu trong tay Trương Khác, vẻ mặt thì như đang cắn y vậy. Trương Khác không tiện cử động nhiều, đứng yên một chỗ phối hợp với Tôn Tĩnh Mông, lúc này Tôn Tĩnh Mông mới thể hiện hết cơ sở vũ đạo xuất sắc của cô, Trương Khác ngay cả một vũ công nghiệp dư cũng chưa xứng. Vừa không di chuyển được, nhưng điệu nhảy zumba nhiệt tình, lãng mạn, tình cảm vẫn được cô giúp thể hiện tới mức cao nhất, dáng múa mạn diệu, khi thì nhẹ nhàng khi thì sôi động nhiệt tình, toàn bộ vẻ đẹp của nữ giới được Tôn Tĩnh Mông đưa tới tầm cao nhất. Hết khúc nhạc, Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khác một cái gây sự,
thả tấm chi phiếu ngậm trọng miệng vào hòng quyên góp. Trương Khắc tuy nói đứng im nhưng đầu đầy mồ hôi, đang há miệng thở. Nhân viên của chung cư đã gọi điện cho người của Tổng hội từ thiện tới nhận tiền quyên góp, bọn họ chơi nửa ngày trời, tới lúc kết thúc rồi, Trương Khắc đợi nhịp thở đều lại, chắp tay từ biệt mọi người. Một cô bé áo đỏ đi tới, nói. Có phải quyên góp là có thể dùng 4 thứ tiếng nói chuyện với anh không? Trương Khắc đang ngó ra vì ngồi cả ngày tới lúc dọn hàng lại có khách, đang định nói hết giờ, đợi lần sau thì Tôn Tĩnh Mông đã tranh trước. Đương nhiên là được, em mau đi quyên tiền đi, anh ấy nhất định sẽ nói chuyện với em. Có điều tiếng Pháp của anh rất là tệ. Cô bé áo đỏ cười xấu hổ, đưa chi phiếu chuẩn bị trước giơ lên. Anh không nhận ra em sao? Trương Khắc lắc đầu. Còn nhớ lần trước tới Hong Kong trên máy bay gặp cô bé người Đài Loan phóng khoáng nhiệt tình này, y và Phó Tuấn còn giúp cô bé làm thủ tục xuất cảnh, có điều y vẫn vờ không nhận ra. Nhân viên chung cư cầm lấy chi phiếu tuyên bố với mọi người. Vị tiểu thư này quyên góp 20 vạn. Người sống ở ảnh Loan Viên không phú cũng quý, nhưng cô gái này quyên góp một lần những 20 vạn, vẫn làm mọi người kinh ngạc, tất nhiên không ai keo kiệt vỗ tay nhiệt tình. Trương Khắc hết cách, đành nói. Tiểu thư muốn tôi đứng đây trò chuyện với cô, hay là đợi lát nữa tôi mời cô tới phòng ăn ngoài trời uống cà phê? Mời em ăn kem cũng được. Cô gái áo đỏ ngượng ngùng nói, cô có thể xác định Trương Khắc đã nhận ra mình. Có điều trước khi dùng tiếng Pháp nói chuyện với anh có thể học tốt tiếng Pháp được không? Đợi anh học tốt rồi, em sẽ lại tìm anh trò chuyện nhé. Cô bé bẽn lẽn cúi người chào, rồi chạy vào chung cư. Tôn Tĩnh Mông thấy Trương Khắc bẽ mặt thì hơi hả giận một chút. Có điều sỉ nhục bị Trương Khắc lừa làm vũ nữ không dễ dàng rửa sạch như thế, nhất định đòi lại món nợ này cả gốc lẫn lãi. Trò nói thật không thể chơi được, tôi cũng không thể trâng tráo nói dối, nói muốn chơi trò mạo hiểm, uống một ly rượu, lại viết ra một việc muốn đối phương làm, đến khi uống hết cả chai rượu, liền chọn trong đó ra một việc dễ làm nhất. Trong thang máy Trương Khắc kể lại chuyện xảy ra buổi chiều. Tôi không biết cô ấy sẽ chơi tôi thế nào, nhưng biết thế nào cô ấy cũng cho tôi sượng mặt. Tôi cũng đoán cô ấy biết tôi không có tinh thần hiệp sĩ, chắc chắn làm khó cô ấy. Còn có khả năng là cô ấy cho rằng tôi là người nhà quê, không biết người Hong Kong chơi điên cuồng thế nào. Mọi người không biết chứ, trong những điều cô ấy viết, bắt tôi bán khuôn mặt đẹp trai này kiếm tiền là điều ít quá đáng nhất rồi đấy. Mọi người cười đau bụng, Hứa Tứ cười chảy nước mắt hỏi. Vậy Tĩnh Mông còn viết gì bắt cậu làm nữa? Chương 474, ba người ngủ chung. Tôn Tĩnh Mông trợn mắt uy hiếp. Anh dám nói à? Trương Khắc giơ tay đầu hàng. Tôi không nói. Rời khỏi thang máy, Diệp Kiến Bân gọi điện thoại tới, nói hắn và Tôn Tĩnh Hương đã xuống máy bay. Trương Khắc tất nhiên đắc ý đem chuyện Tôn Tĩnh Mông làm vũ nữ cả chiều ra khoe khoang. Nghe tiếng cười truyền cả ra ngoài điện thoại của Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Mông muốn cướp lấy điện thoại của Trương Khắc, nhưng chẳng ai giúp cô. Ăn tối xong, Trương Khắc bàn chuyện trong phòng Tôn Thượng Nghĩa, đến khi Cát Minh Ngọc về. Tôn Thượng Nghĩa lại đem chuyện Tôn Tĩnh Mông ra kể một lần nữa, Cát Minh Ngọc ôm bụng cười. Nếu ông ngoại nó còn sống, biết chuyện này thế nào cũng nổi cơn lôi đình. Cát Cảnh Thành qua đời, đại khái tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hứa Tư gõ cửa nói. Đài Minh Châu đang phát tin, có nói tới chuyện buổi chiều. Tôn Tĩnh Mông cướp lấy điều khiển không cho bật TV, Cát Minh Ngọc cố giành lấy từ trong tay con gái, muốn xem chuyện buổi chiều rốt cuộc thú vị thế nào. Tiếc là bật được TV thì tin đã hết, hỏi Hứa Tư. Trên TV nói gì? Cháu còn nhớ tiêu đề thôi, là trước ảnh Loan Viên, cô gái nhà giàu hiến thân nghệ thuật vì quỹ tàn tật, nói không chừng ngày mai báo sẽ đăng tin. Trương Khắc hớn hở chỉ vào mũi mình. Có nói tới em không? Cậu căn bản chỉ là một cái đạo cụ, có tin tức nào đi giới thiệu một cái đạo cụ không? Hứa Tư trêu. Nghĩ cũng phải, dù khúc múa cuối cùng, mình cũng cơ bản là đứng im. Kỹ thuật múa cao siêu của Tôn Tĩnh Mông mới là thứ chinh phục người khác. Tôn Tĩnh Mông vừa thẹn vừa tức, tóm lấy tay Trương Khắc nói. Chúng ta đi uống rượu tiếp. Thế có chơi trò mạo hiểm nữa không? Trương Khắc nháy mắt. Anh hại tôi làm vũ nữ cả chiều còn chưa thỏa à? Tiếp rượu tôi và Hứa Tư không được sao? Anh có phải là đàn ông không? Tôn Tĩnh Mông vừa kéo vừa đẩy Trương Khắc, nhất định lôi y đi bằng được. Trương Khắc mời vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa đi cùng, ông ta lắc đầu. Đám trẻ các cháu chơi với nhau là được rồi, tôi quen ngủ đúng 10 giờ. Tôn Tĩnh Mông vào thư phòng của cha cô, lấy 2 chai rượu. Con mượn 2 chai này. Thấy dáng vẻ sót của Tôn Thượng Nghĩa,
Trương Khác mới nhìn nhãn rượu, không phải là những loại rượu danh tiếng bình thường, y cũng không hiểu tiếng tên Pháp của loại rượu này là gì, chỉ thấy hai chữ XO. Tôn Thượng Nghĩa chuyển nhà ra khỏi Đại Trạch chỉ là làm ra thái độ thôi, đồ đạc không mang theo, có điều sách và rượu thì mời hẳn công ty vận chuyển chuyên nghiệp mang tới nơi này, hai chai rượu ấy chắc được ông ta cất giữ nhiều năm. Có thứ rượu quý như vậy, Trương Khác không ngại chuốc say Tôn Tĩnh Mông, Tôn Thượng Nghĩa hơi do dự, hai chai rượu này ông định dành cho những ngày kỷ niệm đặc biệt mang ra uống, nên đứng lên định đi theo. Tôn Tĩnh Mông hoàn toàn chẳng có ý thương hại cha. Ba đừng có theo, ba là con ma rượu, ba mà tới thì bọn con còn uống được bao nhiêu. Người cha đáng thương chỉ biết nhìn theo hai chai rượu quý một đi không trở lại, gian phòng của Hứa Tư chỉ có sảnh nhỏ, phòng ngủ rất rộng. Ngoài ban công đặt bàn và mấy cái ghế tròn, ngồi đó có thể ngắm rừng dừa bên bờ biển, uống rượu trong phòng ngủ của Hứa Tư, không khí còn êm đềm hơn cả quán ba tầng thượng. Mở âm nhạc du dương, tắt đèn trong phòng đi, ánh trắng tràn vào, người như tắm trong ánh sáng huyền ảo. Trương Khác chống nạng đi lấy ly, đồ mờ chai, ba người ngồi xuống bên bàn. Nếu là ở nhà đó, xảy ra chuyện chiều nay, về nhà thế nào cũng bị chửi mắng té tát. Tôn Tĩnh Mông cảm khái một câu. Tiếp đó sắc mặt thay đổi, hung dữ nhìn Trương Khác. Đừng tưởng chuyện này thế là xong. Trương Khác chắp tay vái, cợt nhả nói. Đánh cuộc phải chấp nhận, cô nhớ chứ, hôm nay tôi kiếm được nhiều tiền hơn cô, tôi có thể yêu cầu cô làm một việc nữa cơ đấy. Không công bằng, tôi thắng anh lại không có điều kiện gì. Ai bảo cô tự tin cho rằng mình không thể thua được. Trương Khác ung dung nâng ly rượu lên mời. Nếu cô muốn quỵt, tôi cũng chẳng làm gì nổi cô. Tôn Tĩnh Mông cắn môi, còn dây dưa chủ đề này với Trương Khác thì cả đời cũng không đòi nợ được, cô chống tay lên bàn, người hơi ngả về phía trước, bầu vú dưới chiếc cổ trễ càng lộ ra hết sức khiêu khích, giữa hai ngọn đồi là khe sâu hút hồn. Cô bé buổi chiều là ai, nhìn không ra anh rất được các cô bé yêu thích đấy, vì nói chuyện với anh mà chịu bỏ ra 20 vạn. Tôi nói bao lần rồi, lần trước tới Hong Kong ngồi cạnh nhau mà thôi, chị Hứa Tư cũng biết đấy. Hứa Tư mặc áo chun mỏng bó sát người. Đường cong là lướt gợi cảm không thua kém Tông Tĩnh Mông, cô cười kể chuyện Trương Khác ăn kem trên máy bay làm cô bé kia ghê tởm kể ra. Thế mà cũng được à? Tôn Tĩnh Mông tròn mắt, ôm vai Hứa Tư cười. Thôi xong rồi, thế mà cũng làm cô bé đó thích, nhất định anh ta là tên công tử phong lưu biết làm các cô gái vừa yêu vừa hận. Rồi lấy chân trần mềm như bông đá chân Trương Khác, y chỉ cảm thấy ngứa ngứa dễ chịu. Nói không chừng cô bé đó sẽ chủ động tới dạy anh tiếng Pháp đấy. Anh chủ động một chút nhé, cô bé đo trong nhà tài sản cũng tới hàng tỷ đấy. Tôi mà cần dùng mặt kiếm cơm à? Trương Khác bũi môi nói, lấy tay gạt cái chân bắt đầu không biết an phận của Tôn Tĩnh Mông ra. Hứa Tư cười không ngớt, trên người Trương Khác là sự hòa trộn giữa sự ngây thơ và thành thục, quyền lực tài phú không làm tính cách y trở nên kiêu ngạo, mà khiến y thoát khỏi u ám thế tục, thêm tự nhiên siêu thoát, dù không thể thành người yêu, ở cùng y. Cũng làm người ta nhận thấy y là người bạn khiến người ta vô cùng dễ chịu, đó chính chỗ có sức hút nhất của y. Như Tôn Tĩnh Mông hùng hổ đanh đá là thế, nếu thực sự ghét Trương Khác, cô đã tránh xa rồi, chứ chẳng bám lấy y quấy rầy như vậy. Ba người ngồi dưới ánh trăng uống rượu chuyện trò, chủ yếu là Tôn Tĩnh Mông thổ lộ những điều uất ục tủi hờn phải chịu đựng khi sống trong Cát Gia Đại Trạch, chẳng trách tính cách cô như ngọn lửa nóng bỏng. Nếu không nhờ ngọn lửa đó, chắc chắn cô đã bị vùi lấp dưới bóng tối lạnh lẽo trong căn nhà đó rồi. Tôn Tĩnh Mông một mình uống gần hết một chai XO, say khướt rồi vẫn nằm gục trong lòng Hứa Tư kể chút u uất trong lòng ra, còn chạy về lấy album ảnh 2 triệu em cô lật cho Trương Khác và Hứa Tư xem, một lúc sau ngủ trên đùi Hứa Tư. Trương Khác và Hứa Tư hợp lực khiêng cô ta lên giường, Tôn Tĩnh Mông ngủ say tít, miệng còn chóp chép, Trương Khác chỉ biết cười, không sợ Tôn Tĩnh Mông tỉnh lại, ôm Hứa Tư vào lòng. Hiện ở Hong Kong chỉ có chuốc say Tôn Tĩnh Mông hai người mới có thể âu yếm nhau chốc lát, Hứa Tư tửu lượng rất kém, Trương Khác cũng gần như uống cả bình. Mơ mơ hồ hồ chẳng biết ngủ mất lúc nào, nửa đêm tỉnh lại, Hứa Tư nằm chôn lòng y, nhưng đằng sau còn có tấm thân mềm mại, cảm giác được hai bầu vú áp sát vào lưng mình, vừa êm vừa căng, sự đàn hồi đó làm người ta hồn siêu phách lạc, một cánh tay trắng như ngó sen ôm lấy hông y, mũi người thấy hai mùi nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Hơi thở Hứa Tư mát dịu như ánh trắng bên ngoài, còn hơi thở Tôn Tĩnh Mông hết sức nóng bỏng. Mặc dù trái ôm phải ấp, cả hai đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng Trương Khác không dám làm bậy chút nào, vì cô gái ôm cứng lấy y từ đằng sau kia là một khối thuốc nổ cực kỳ nguy hiểm. Trương Khác cẩn thận cử động cứ như đang gỡ mìn,
đầu tiên là tách lưng khỏi bầu vú căng tròn kia, sau đó hết sức nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay trắng mịn. Đột nhiên Tôn Tĩnh Hương khẽ ưng một cái, Trương Khác giật nảy mình, tay giữ nguyên trạng không dám nhúc nhích chút nào, nhưng tay Tôn Tĩnh Mông thì không nó cựa quậy trượt xuống dưới. Ơn Chúa, còn cách chỗ hiểm một chút nữa, lưng Trương Khác lấm tấm mồ hôi, lấy dũng khí quay đầu lại, đôi mắt Tôn Tĩnh Mông vẫn nhắm nghiền, vừa rồi chỉ là động tác vô thức. Trương Khác còn nhớ trước khi sai mình nằm trên đùi Hứa Tư, chẳng hiểu sao Hứa Tư lại kéo mình lên giường nằm cạnh quả bom chết người này. Tôn Tĩnh Mông ngủ quá hỗn, mép váy đen cuốn lên tới tận eo, khoe hết bộ mông tròn trịa, cô mặc chiếc quần lót mắt lưới trắng muốt, hai màu đen trắng tương phản đã đủ cám dỗ rồi, đã thế cái quần lót mỏng tang kia còn nhìn thấy rõ cả mảng lông đen rậm rạp. Mẹ tôi ơi, chỉ nhìn một cái thôi thiếu chút nữa làm Trương Khác mất đi lý trí, tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Vội cẩn thận khéo mép váy xuống che đi, như thế không quá kích thích nữa, nhưng lại hết sức mê người, rất gợi trí tưởng tượng. Ánh mắt lại chuyển sang tấm thân cuốn tròn của Hứa Tư, cảm giác cổ khô khốc mới đỡ hơn một chút, đưa tay ra vuốt gò má tuyệt mỹ của Hứa Tư, mái tóc đen nhánh che mất nửa khuôn mặt cô, hàng mi dài vẫn hiện vẻ đẹp yêu tinh đầy linh khí. Chương 475, Lý tưởng chủ nghĩa. Chương Khác bình ổn lại hơi thở, vén chăn ra, nhích từng chút một xuống giường. Lắc đầu cưới khổ, cẩn thận đắp chăn che đi hai cơ thể vô cùng dụ hoặc, ngửa mặt thở ra một hơi dài, rồi chống nạng lê cái chân tật nguyền về phòng. Phó Tuấn đã ngủ, Mã Hải Long còn ngồi ở phòng khách, thấy Trương Khác vào mới đi ngủ, hai người ở bên Trương Khác, lúc nào cũng giữ một người tỉnh táo. Đầu óc còn hơi váng vất, rượu đắt tiền tới đâu cũng làm người ta khát nước, Trương Khác tu hết một chai nước khoáng rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Khi tỉnh lại cảm thấy có bóng người lay động trước mắt. Người thấy mùi quen thuộc của Hứa Tư, mắt chẳng muốn mở ra, Trương Khác đưa tay của quảng lung tung, tóm được tay Hứa Tư. Đêm đi lúc nào thế? Hứa Tư ngồi xuống giường, vuốt cái cằm lún phún râu của Trương Khác, hai ngày chưa cạo rồi. Nằm trên giường cùng hai mỹ nữ, chịu không nổi, đành bỏ chạy thôi. Trương Khác ôm lấy eo Hứa Tư, gối đầu lên cái đùi săn chắc đàn hồi của cô. Phó Tuấn ở ngoài à? Tôi vào, bọn họ liền ra ngoài chạy bộ. Lúc này chắc là đã ra tới bãi biển. Trương Khác chống người dậy, mặc dù có thể nhìn thấy bãi biển, nhưng xa như thế, làm sao nhìn rõ ràng được. Đè Hứa Tư xuống giường, hôn nhau say đắm dưới ánh ban mai ấm áp, không có quá nhiều tình dục, chỉ muốn hưởng thụ giây phút tình cảm bên cô, Tôn Tĩnh Mông gõ cửa phá đám, đành buông nhau ra, Trương Khác ôm chăn nằm xuống, Hứa Tư ra mở cửa. Tôn Tĩnh Mông mặc váy bò cùng áo sơ mi lam nhạt, ở trước mặt cha mẹ. Cô rất ít khi trang điểm kiểu khủng bố, gò má mỏng nong nớt, thanh thuần dịu ngọt, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, khác với Hứa Tư vẻ đẹp tĩnh lặng, Tôn Tĩnh Mông cho người khác một vẻ đẹp rất chủ động. Mặc dù giây phút riêng tư bên Hứa Tư bị phá vỡ, nhưng có hai mỹ nhân trước mắt cũng là hưởng thụ không tệ. Trương Khác có thói quen thức đêm, nên trong phòng lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn, Hứa Tư mau chóng làm ra bữa sáng ngon lành, Tôn Tĩnh Mông tất nhiên cũng không tới nhà ăn nữa. Ba người ngồi trên giường Trương Khác ăn răm, bông, bánh mì nướng, uống cà phê, tán gẫu vui vẻ, chẳng biết Tôn Tĩnh Mông có biết chuyện đêm qua ngủ với Trương Khác không, mặc dù cá tính cô ta hướng ngoại, ít giấu được tâm sự, nhưng phụ nữ khó đoán, nếu người nghĩ có thể hiểu hết về một người phụ nữ thì coi chừng có ngày hố to. Giữa Kiến Nghiệp và Tokyo không có chuyến bay thẳng, Từ Học Bình dẫn đoàn đại biểu kinh tế Đông Hải sang Nhật, đây là hoạt động mậu dịch quy mô lớn cuối cùng ông chủ trì với danh nghĩa tỉnh trưởng. Mặc dù trung tổ bộ chưa có văn kiện chính thức, có điều hướng đi của ông đã truyền khắp cao tầng, Trương Khác biết được tin tức chưa xác định xong cũng không chênh lệch bao nhiêu, Từ Học Bình sẽ điều tới Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Quốc vụ Viện, làm phó chủ nhiệm, bí thư đảng tổ. Cái chiều chính chức trong đảng, phó chức hành chính này người thông minh vừa nhìn ra đó là an bài chức vụ cho quan viên sắp nghỉ hưu, Từ Học Bình hết năm nay mới 61 tuổi cách tuổi nghỉ hưu cấp chính bộ còn 5 năm nữa. Trong mắt người thường, Từ Học Bình có lẽ phải ở vị trí này 3 năm nữa mới xuống chính hiệp hoặc hội đồng nhân dân dưỡng lão, người thực sự hiểu con người ông đều thở dài không thôi. Đoàn đại biểu kinh tế Đông Hải chuyển máy bay tại Hong Kong, thời gian rất ngắn, Trương Khác vẫn đến gặp Từ Học Bình, tuy hai ngày nữa y cũng rời Hong Kong về Kiến Nghiệp. Chắc bác không thể ăn Tết ở Đông Hải rồi. Từ Học Bình mỉm cười, trong nụ cười có chút thê lương, ông đã nhận được tin khi ở Nhật Bản, còn một tháng nữa mới Tết. Tin tức truyền ra bây giờ thì văn kiện đại khái không đợi sau Tết mới có. Vậy mọi người cùng tới Bắc Kinh ăn Tết cũng hay. Trương Khác vẫn phải cười theo Từ Học Bình. Mọi người tới, bác không thấy đông người phiền nhiễu chứ.
Sao thế được? Trương Khắc nói thế, tâm tình Từ Học Bình dễ chịu hơn một chút. Chuyện đi Nhật không cần nói ở sân bay, Trương Khắc đem một số chuyện phát sinh gần đây kể vắn tắt cho Từ Học Bình, chuyện nhiều rắc rối, nói một lúc thì tới giờ chuyển máy bay. Chu Du, Tống Chí Hữu làm thủ tục xuất cảnh xong sẽ ở lại Hong Kong cùng Trương Khắc mấy ngày rồi cùng về Hải Châu, nhân viên Tân Quang và Hương Tuyết Hải trở về nội địa trước. Chu Du, đạo hành kiện ngay từ đầu theo Từ Học Bình sang Nhật Bản đàm phán hạng mục, sau hạng mục dẫn tiến dây chuyền sản xuất có tiến triển, đạo hành kiện về do Trần Mạt tới Thế Chân, Tống Chí Hữu thì gần đây mới sang Nhật thẩm tra kỹ thuật dây chuyền sản xuất giấy. Đây đại khái là hoạt động kinh tế đối ngoại lớn nhất trong lịch sử của tỉnh Đông Hải, trừ hạng mục sắt thép liên hợp ra, còn có đường quốc lộ cao tốc, cửa cảng, nhà máy điện, tổng cộng đạt thành hiệp nghị khoản vay chính sách ước chừng 220 triệu đô la Mỹ. Tân Quang, Hương Tuyết Hải tất nhiên không được hưởng khoản vay tính chính chính sách, nhưng dù là khoản vay tính thương nghiệp thì cũng có lãi suất thấp hơn so với ngân hàng thương nghiệp trong nước rất nhiều. Chu Chu cảm khái nói. Hạng mục này của chúng ta hoàn thành, Tân Quang sẽ có thiết bị làm giấy cấp 2, nhưng có thiết bị xử lý nước thải cấp 1. Trương Khắc ngồi trong xe nhìn bầu trời trong xanh nối liền với biển cả, nói không biết xấu hổ. Nếu ở Hải Châu nhìn thấy bầu trời thế này, có lãng phí thêm cũng đáng. Chu Du hỏi Tôn Thượng Nghĩa ở bên. Ông Tôn có hứng thú đầu tư vào Tân Quang không? Tôn Thượng Nghĩa mỉm cười. Là một thương nhân, tôi sẽ không đầu tư, nhưng là con người, tôi rất tán thưởng thái độ có thứ phải lấy, có thứ không lấy của khác thiếu gia. Nếu tài chính dư giả, tôi cũng đầu tư vào một doanh nghiệp giấy như vậy. Trương Khắc khiêm tốn vài câu rồi bảo với Chu Du. Hiện anh là đại biểu pháp nhân của Tân Quang. Những quyết định này của tôi làm anh có thể đường đường chính chính vỗ ngực với xã hội với công chúng. Tân Quang là doanh nghiệp có trách nhiệm, tuyệt đối không tạo thêm chút gánh nặng môi trường nào cho Hải Châu, ngược lại nước chúng ta thải ra còn sạch hơn nước đưa vào. Còn có gì anh chưa hài lòng? Tôi đính chính một chút, thứ nước sạch hơn này là chúng ta dùng tuần hoàn đấy. Chu Du nghiêm túc hỏi Trương Khắc. Khắc thiếu gia định lấy doanh lợi của Ái Đạt nuôi Tân Quang sao? Đúng như thế. Trương Khắc gật đầu. Chúng ta chưa trồng đủ lượng rừng sẽ tuyệt đối không lập hạng mục làm bột giấy, nếu không sẽ gây áp lực cho tài nguyên rừng, bột giấy cũng tuyệt đối không bán cho những nhà máy chặt phá rừng bừa bãi. Tôi hy vọng Tân Quang thành lá cờ đầu cho ngành giấy, tận dụng tất cả thủ đoạn, chính sách, pháp luật, dư luận ép doanh nghiệp làm giấy khác phải đi theo bước tiến của Tân Quang, làm được điều này có lẽ bầu trời sẽ xanh hơn một chút. Cảm khái một hồi Trương Khắc xấu hổ nói. Tôi lại lý tưởng chủ nghĩa rồi. Đúng là có hơi chút. Tôn Thượng Nghĩa tán thưởng. Thiếu niên có lý tưởng là chuyện tốt, không giống như người qua nửa cuộc đời chúng tôi, không dám có suy nghĩ như thế nữa. Tân Quang đầu tư lớn vào thiết bị bảo vệ môi trường còn có thể nói là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao, nhưng Trương Khắc đầu tư vào trồng rừng như thế thì đúng là lý tưởng chủ nghĩa rồi. Chu Du nghe những lời này của Trương Khắc lại thấy hưng phấn. Người ngài có lẽ cảm thấy Cẩm Hồ làm hạng mục này là vì mục đích chính trị. Nhưng làm Từ Học Bình rời khỏi Đông Hải là tổn thất cực lớn, làm sao bù lại bằng cái ghế phó thị trưởng Tân Vu được. Chẳng qua là người tụ theo bầy mà thôi, từ Từ Học Bình, tới Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành rồi Trương Khác đều là người có lý tưởng chủ nghĩa, người tụ tập xung quanh ít nhiều cũng bị bọn họ ảnh hưởng. Chu Du theo Trương Khác 2 năm rồi, nhiệt huyết nguội lạnh nhiều năm cũng bị y khơi lên, huyết tay Tống Chí Hữu nói. Làm việc ở Tân Quang không cảm thấy có áp lực đạo đức chứ hả? Tống Chí Hữu cười. Áp lực đạo đức thì không, áp lực công việc có chút ít. Chương 476, Thương nhân Hong Kong. Ba người Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh ngày 9 tháng 12 tới Hong Kong, tang lễ của Cát Cảnh Thành kết thúc vào ngày 11, cho dù trước đó bọn họ có hợp tác tiếp xúc, có điều chỉ dùng 10 ngày đàm phán xong tất cả chi tiết hợp tác, phải thừa nhận tốc độ rất nhanh. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa khi chia tài sản tỏ ý bỏ cổ phần của điện tử Gia Tín được những người khác đồng ý. Cho nên Triệu Cẩm Vinh bay giới Hong Kong thảo luận chi tiết đàm phán, bọn họ không biết. Cát Minh Đức thế như nước lửa với Cát Minh Tín, song quan hệ với những người trong Cát gia lại hết sức hòa hợp, cho nên bọn họ vẫn nắm được tiến độ đàm phán như lòng bàn tay. Cẩm Thành hoàn toàn rút khỏi Khoa Vương, toàn bộ cổ phần chuyển sang tay điện tử Gia Tín, tiếp tục tăng đầu tư, đạt tỷ lệ cổ phần tới 40%. Mấy chuyện này Trương Khắc không quan tâm. Chỉ muốn biết nội dung khai thác việc thị trường Đông Nam Á trong hiệp nghị hợp tác của bọn họ, cùng với Cẩm Thành nhường ra 30% cổ phần thu lại được bao nhiêu tiền? 80 triệu đô la Hong Kong. Cát Minh Đức đáp. Triệu Cẩm Vinh chắc là uất lắm đây. Trương Khắc vỗ trán cười lớn.
Tôi tính Cẩm Thành đầu tư vào Khoa Vương gần 70 triệu, tôi thấy Khoa Vương từ khi thành lập tới nay, 30% doanh lợi đã vượt quá con số này rồi. Cát Minh Đức phân tích rõ hơn. Điện tử Gia Tín lấy 30% cổ phần của Cẩm Hồ, đánh giá giá trị tài sản của Khoa Vương chưa tới 300 triệu, nhưng 10% cổ phần còn lại dùng 50 triệu, nói trắng ra, chuyến giao dịch này Cẩm Thành phải tổn thất tới 40 triệu, chẳng hiểu thế nào mà thành công được. Triệu Cẩm Vinh chẳng qua là bị đẩy vào đường cùng thôi, qua cầu rút ván, Tạ Gia đâm sau lưng đồng minh chưa bao giờ nương tay cả. Trương Khắc đem chuyện Triệu Cẩm Vinh bị thúc trả món nợ 30 triệu với lý do, dùng sai mục đích kể ra. Khoản vay vi phạm thì Cẩm Thành phải trả gấp. Chu Du biết kế hoạch tổng thể của Trương Khắc, không muốn Cẩm Thành có ngày tháng an lành. Nếu tin tức truyền ra, 50 triệu còn lại kia Cẩm Thành có giữ lại được không khó mà nói được, đây gọi là nhà dột lại gặp mưa rào. Khoản vay dùng trái quy định bị ngân hàng đòi lại, tin tức này truyền ra, ắt khiến chủ nợ khác khủng hoảng ùa tới đòi trả nợ. Mà tài sản quan trọng nhất của Cẩm Thành, là mảnh đất khai phát chậm chạp ở Tây Sa Điền, trừ khi bán được những mảnh đất đó đi, nếu không Cẩm Thành không sao giải quyết được nguy cơ tài vụ. Vấn đề này không cần thảo luận với Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức làm gì, Trương Khắc hỏi tới nội dung khai thác thị trường Đông Nam Á trong hợp hiệp nghị hợp tác kia. Sẽ đăng ký một công ty độc lập. Mỗi nhà đầu tư theo tỷ lệ, do tên tiểu tử kia phụ trách. Chi tiết hơn thì thuộc hàng cơ mật thương nghiệp, Cát Minh Đức không thể biết được, nhưng chừng đó là đủ rồi. Trương Khắc nghĩ tên tiểu tử kia mà Cát Minh Đức nói là Cát Ấm Quân, cũng bình thường thôi, dù sao cũng tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, thực tập ở xí nghiệp dưới quyền Cát Gia 4 năm, được đánh giá có năng lực tương đối. Điện tử Gia Tín có nhà máy ở Malaysia, Singapore, có thể cho Khoa Vương mượn. Cát Ấm Quân tuy kinh nghiệm của hắn còn ít, nhưng có cha nó ở đằng sau cùng sức ảnh hưởng của Cát Gia ở Đông Nam Á, lập nên hệ thống phân phối không khó. Tôn Thượng Nghĩa tiếp lời. Tiếp theo xem bọn họ giải tiền khai phá thị trường, chắc là động tác của bọn họ không chậm đâu. Ý chưa nói hết của ông ta là bên mình cũng phải tăng tốc. Trương Khắc làm bộ nói. Chúng ta đúng là nên đẩy tốc độ lên, có điều tài chính của tổng bộ rất căng. Tiền triển khai nghiệp vụ tôi thấy nên để các công ty trú ở các nơi tích cực vay từ ngân hàng. Giám đốc Cát có quan hệ tốt với thương nhân Hoa ở Đông Nam Á chứ? Cát Minh Đức nhìn Tôn Thượng Nghĩa. Tôn Thượng Nghĩa chỉ biết cười. Khác thiếu ra đúng là cố chấp, cho dù bỏ cơ hội áp chết đối thủ, cũng không bỏ phán đoán của mình. Lo lắng về kinh tế Đông Nam Á là một chuyện, nhưng áp lực thực tế tới từ đối thủ cạnh tranh là chuyện khác, điều Tôn Thượng Nghĩa nói là rất đúng. Nếu không phải biết rõ cơn bão tài chính châu Á khó tránh khỏi, Trương Khắc cũng sẽ ra sức khai thác thị trường đầu đĩa Đông Nam Á vào năm 97. Hiện giờ Trương Khắc chỉ có thể lấy lý luận của Diệp Chăn Dân ra nói đi nói lại thuyết phục bọn họ. Đành chịu thôi, tính tôi không đụng vào tường vỡ đầu thì không quay lại, nếu dễ dàng thay đổi cũng không có bài học sâu sắc. Đương nhiên vì tăng sự chú ý của Khoa Vương, Tân Khoa, bộ cao vào thị trường Đông Nam Á, để giảm bớt áp lực thị trường trong nước. Chúng ta cũng phải có vài hành động bề ngoài. Điện tử Ái Đạt và Thực Nghiệp Gia Tín đều đã lật lượt công bố đầu tư vào thị trường Đông Nam Á, không thể chỉ để nói suông được. Bác Tôn có thấy đúng thế không? Bề ngoài cũng chỉ là bề ngoài thôi. Tôn Thượng Nghĩa thấy thái độ Trương Khắc như thế, còn biết nói sao? Không thể phủ nhận, quyết định của Trương Khắc gây chia rẽ nhất định trong nội bộ, mặc dù tương lai sẽ chứng minh tất cả an bài là chính xác, nhưng lúc này không thể lấy ra thuyết phục người khác. Trương Khắc và Diệp Gia có số cổ phần lớn hơn hai người Tôn Cát, hơn nữa việc khai thác thị trường Đông Nam Á không thể thiếu sự ủng hộ của Ái Đạt. Quan trọng nhất là sự viện trợ của Trương Khắc có tác dụng trọng yếu phục hưng Thực Nghiệp Gia Tín, cho dù có một số chia rẽ, kiến nghị của Trương Khắc vẫn được chấp hành tốt. Trương Khắc mấy lần tới Hong Kong đều ở khu vực gần Đại học Hong Kong, trong ấn tượng của Tôn Thượng Nghĩa, có vẻ Hong Kong không có mấy sức hấp dẫn, ông từng kiến nghị Trương Khắc chuyển Việt Tú từ chỗ hẻo lánh kia sang nơi tinh túy của Hong Kong. Trung Hoàn. Đó mới là khu vực thể hiện sự phồn hoa hiện đại của Hong Kong, có tòa tự lâu cao nhất Hong Kong, có trung tâm mua sắm, có trung tâm tài chính, ở Trung Hoàn chứ có thể hưởng thụ mỹ cảnh, còn có thể nhìn ngắm những mỹ nữ tuấn nam tới từ khắp nơi trên thế giới. Đi qua Trung Hoàn, Trương Khắc muốn dừng lại xem, ở trên đường có thể nhìn thấy tòa nhà Trung Ngân được coi là kiến trúc tượng trưng cho Hong Kong vào năm 96 cũng có ở đó. Mọi người theo Trương Khắc xuống xe. Cát Minh Đức thấy Trương Khắc nhìn về hướng tòa nhà Trung Ngân, nói. Với tiềm lực của Cẩm Hồ, tương lai không xa cũng sẽ có một phần trong đó. Mục đích chuyến đi của bọn họ hôm nay cũng là tòa nhà Trung Ngân.
Trương Khác nhìn bầu trời xanh bao la, nói. Nơi đấy thì thôi vậy, Cẩm Hồ nên thành thực giúp ở Hải Châu thì hơn. Bác Tôn, cháu có xem một bài viết giới thiệu văn hóa Hồng Kông có câu lấy thương nghiệp kiếm tiền, lấy tiền giữ gốc rễ, cháu thấy nó nói lên tư tưởng thương nghiệp của người Hồng Kông, kiếm tiền mua bất động sản, rồi lấy bất động sản tiến hành kinh doanh kiếm tiền. Quá trình tuần hoàn này thể hiện lịch sử trăm năm qua của Hồng Kông, bác thấy có đúng không? Tôn Thượng Nghĩa thập niên 80 mới chuyển tới Hồng Kông, chỉ có thể nói là một nửa người Hồng Kông thôi. Thương nghiệp là mạch máu của Hồng Kông, nói thế cũng không sai chút nào. Đáng tiếc tài sản tăng lên khiến người Hồng Kông chỉ còn biết tận tình hưởng thụ khoái cảm do tiền mang lại, quên mất đi nguy cơ ẩn trong đó rồi. Trương Khác chỉ tòa nhà Trung Ngân hỏi. Hiện giờ mỗi mét vuông trong đó là bao nhiêu nhỉ? Cát Minh Đức suy nghĩ một lúc, tính. Nếu có người chịu chuyển nhượng, mỗi mét vuông cũng phải 18 vạn. Chu Du ở đằng sau tặc lưỡi, 18 vạn có thể mua được cả một căn nhà ở Kiến Nghiệp rồi. Nó sẽ còn tăng lên điên cuồng hơn nữa, nói vậy tuy hơi thiếu khách khí, nhưng xã hội Hồng Kông hiện nay mất đi tinh thần sáng nghiệp của thập niên 40, thay vào đó là tâm thái đầu cơ kiểu đua ngựa vào đánh bạc, đó là sự thực. Năm 97 quay về, kẻ đầu cơ là cái cớ không thể tốt hơn. Người Hồng Kông đều mong mỏi phú hào trong nội địa tới Hồng Kông mua nhà đầu tư, nên đẩy giá lên cao, tôi nghĩ trước thời điểm quay về, mỗi mét vuông có thể lên tới 27 vạn. Trương Khác làm động tác đẩy tay từ dưới lên trên. Khi kế thức tài sản, nhà bác chọn cổ phần của địa ốc Hằng Đại, cháu cho rằng lúc này là thích hợp, song tới lúc trở về sẽ. Tay Trương Khác hạ mạnh xuống. Đó là điều chắc chắn. Lần này chia tài sản. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa chọn kế thừa 4% cổ phần của địa ốc Hằng Đại, khấu trừ thuế di sản, ước chừng được hơn 600 triệu đô la Hồng Kông. Tôn Thượng Nghĩa cười. Điên cuồng cũng không phải chuyện xấu, nếu không nhờ vào khí thế này, phương án của chúng ta cũng giảm sút khả năng thành công. Nói tình hình trước mắt nhé, nếu không phải Cát Minh Tín muốn chấn hưng lòng tin nhà đầu tư, ra sức tuyên truyền đầu đĩa, chỉ e chứng khoán Ngân Hành cũng sẽ không vội vàng tiếp xúc với chúng ta như thế. Chương 477 Nhóm triệu phú mới. Chứng khoán Ngân Hành nằm ở tầng 12 của tòa nhà Trung Ngân. Trước đó Tôn Thượng Nghĩa phụ trách tiếp xúc sơ bộ với Ngân Hành, bắt đầu từ năm nay chính thức hợp tác đàm phát, Trương Khác về lễ tiết phải có mặt. Ngân Hành trước đó không hứng thú với phương án tăng cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín, quá khó, nếu không thành công sẽ hỏng bét, mang lại ảnh hưởng không tốt với danh tiếng của Ngân Hành. Thuận lợi thế này là phải nhờ đám Cát Minh Tín, Tạ Kiếm Nam. Nếu không với sức ảnh hưởng nhỏ bé của Thực Nghiệp Gia Tín, không thể khiến đầu đĩa được ngành đầu tư chứng khoán chú ý mấy. Cát Minh Đức nói với giọng khinh miệt. Chọc giận Cát Minh Tín cũng có cái lợi đấy. Hai bên tòa nhà Trung Ngân đều có một đình viện, bên trong có suối nước, có thác đổ, có hòn giả sơn cao lớn, và khoảng cây nhỏ, tiếng nước chảy rào rào có thể hấp thụ tiếng giao thông ồn ào xung quanh. Nhưng với người Hồng Kông truyền thống như Cát Minh Đức, nước chảy ngụ ý là tiền tài không dứt. Trương Khác đứng trước tòa nhà Trung Ngân, nhìn bức tường pha lê ánh chiếu sắc xanh bầu trời, làm người ta hoa mắt. Tựa hồ chỉ cần bước vào một bước, có nghĩa là chính thức bước vào hàng cự phú thương nhân người Hoa, còn Trương Khác chỉ thích thú ngắm nhìn kiến trúc nổi danh nhất châu Á năm 96 này, những người còn lại kiên nhẫn đợi hứng thú vô vị bất chợt của y. Lục Luật Cầm phó tổng giám đốc Ngân Hành và trợ thủ đứng ở trong đại sảnh chờ nhóm Trương Khác, Tôn Thượng Nghĩa tới. Thấy nhóm Tôn Thượng Nghĩa từ trong xe đi ra nhưng không vào mà đứng ngắm nhìn tòa nhà, nhân viên Ngân Hành bĩu môi khinh miệt, thời đó vào được công ty chứng khoán làm việc toàn là tinh anh thời đại, đúng là không coi phú hào nội địa vào đâu. Lục Luật Cẩm thì rất kiên nhẫn chờ đợi, ông ta đã được nghe nói tới người sáng lập Ái Đạt rồi, nhìn Trương Khác chống nạng đi tới, nghĩ, đúng là trẻ quá mức. Mấy ngày qua ông ta xem tỉ mỉ tất cả những tài liệu thu thập được, Ái Đạt để lại ông ta một ấn tượng khác hẳn về những doanh nghiệp nội địa. Dùng ánh mắt khắt khe nhất cũng không tìm được thiếu sót rõ ràng về quản lý của công ty này. Đương nhiên có chỉ là cảm quan từ tài liệu, thế nên Lục Luật Cẩm muốn mau chóng tới Hải Châu để được tận mắt quan sát. Gần đây Khoa Vương vì hợp tác với điện tử Gia Tín mà danh tiếng nổi lên như cồn ở Hồng Kông. Nhưng thực sự đem so sánh thì Khoa Vương kém Ái Đạt quá xa, đặc biệt có cự đầu điện tử của Mỹ như T-Tham dự hợp tác với Ái Đạt, càng đáng làm nhà đầu tư Hồng Kông tín nhiệm, ngoài ra còn có Philip chuyển nhượng kỹ thuật hạch tâm. Tất nhiên khiến người ta tràn ngập kỳ vọng vào Ái Đạt, doanh nghiệp này có gì kéo được hai cự đầu đầu điện tử vào hợp tác. Đây là lần đầu tiên Trương Khác tiếp xúc với tinh anh chứng khoán Hồng Kông, bọn họ dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn y thì y cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn bọn họ, hiện giờ trong họ ăn mặc bóng bẩy thật đấy,
nhưng nửa năm nữa thôi, nếu còn người nào chưa nhảy lầu tự tử là đáng chúc mừng rồi. Cuộc đàm phán diễn ra với cấp độ bảo mật cao nhất. Ngày 3 tháng 1, công ty đầu tư quốc dụ có tên trên thị trường chứng khoán London, là doanh nghiệp tham gia lần tăng cổ phần lần này phát công bố nêu rõ, lấy 20 triệu đô la Mỹ đổi lấy 50 vạn cổ phiếu của điện tử Ái Đạt. Đây vốn là một tin tức không có gì đáng chú ý, công ty mẹ của City Quốc dụ, tập đoàn quốc dụ có tên trên thị trường chứng khoán Hong Kong cũng đồng thời phát ra thông báo. Tạ Kiếm Nam khi đó đang lại một lần nữa từ Hải Châu bay tới Hong Kong mời cha con Cát Minh Tín tới Hải Châu tham gia nghi thức động thổ trung tâm nghiên cứu Khoa Vương. Bọn họ không ngần ngại bán đứng Cẩm Thành, chuyển nhượng 10% cổ phần của Khoa Vương mới có được 50 đô la HK triệu đầu tư, mà Á Đạt chỉ chuyển nhượng chưa tới 5% cổ phần đã thu được 20 triệu đô la Mỹ. Mặc dù Ái Đạt năm 96 thu được lợi nhuận lớn, nhưng Cẩm Hồ, Hải Dụ đã nuốt gần hết số lợi nhuận này rồi. Tạ Kiếm Nam ước chừng tài sản cố định của Ái Đạt chừng 300, 400 triệu, mà các cổ đông bọn họ đầu tư vào Khoa Vương cũng hơn 300 triệu, vậy mà giá trị cổ phiếu lại chênh lệch như thế, chẳng lẽ chỉ vì tụt hậu một năm sao? Tạ Kiếm Nam sau khi tới Hong Kong, tâm tình đúng là hết sức tồi tệ. Trước đó hắn tràn trề lòng tin vào việc hợp tác với điện tử Gia Tín, cho rằng chỉ cần có kỹ thuật, tài chính, nhân lực từ điện tử Gia Tín, khoảng cách giữa Khoa Vương và Ái Đạt sẽ thu hẹp. Đồng thời với ưu thế Tiêu Vương, cuối năm 97, Khoa Vương sẽ có ưu thế rõ ràng. Nhưng Khoa Vương nỗ lực, Ái Đạt cũng không dừng bước, Khoa Vương đưa vào khoản đầu tư 50 triệu đô la Hong Kong, Ái Đạt ngay sau đó đưa vào 20 triệu đô la Mỹ. Đáng tiếc, buổi tối Tạ Kiếm Nam liền nhận được điện thoại của Trương Hiểu Kiệt, điện tử Ái Đạt báo cáo ban ngành công thương cùng cục ngoại quản lý ngoại hồi tỉnh, kim ngạch không phải chỉ 20 triệu đô la Mỹ mà là gấp đôi. Ngày 5 tháng 1. Trương Khác tháo bột ở bệnh viện Trường Quỳ Hong Kong, cả tháng trời không vận động, cơ bắp teo tóp, để hai chân cạnh nhanh thấy chênh lệch rõ ràng. Tôn Thượng Nghĩa còn tiến cử bác sĩ phục hồi cho Trương Khác, dù y về Hải Châu, bác sĩ phục hồi cũng có thể đi theo chỉ đạo y vận động khôi phục sức khỏe. Trên đường từ Hong Kong bay về kiến nghiệp, Tôn Thượng Nghĩa nói tới chuyện này. Đi cùng với bọn họ còn có đoàn người Lục Luật Cẩm, trừ Trương Khác, Phó Tuấn, Mã Hải Long ra. Những người khác đều là thành viên tiểu tổ tăng phát hành cổ phiếu, ngoài ra còn thêm vào Tô Tân Đông, Tương Vi, Chu Nhất Bình ở Hải Châu. Bọn họ bao toàn bộ khoang cao cấp, chẳng phải vì xa xỉ, đoàn người bọn họ cũng chiếm gần hết cả khoang rồi, lại thuận tiện bàn bạc cơ mật thương nghiệp. Lục Luật Cẩm nghe thấy cuộc đàm thoại của bọn họ, ngạc nhiên hỏi. Khác thiếu gia không có bác sĩ phục hồi chuyên môn sao? Tôi có thể tiến cử giúp Khác thiếu gia. Sau hơn 10 ngày tiếp xúc, ông ta hết sức khâm phục tri thức thương nghiệp, kỹ xảo đàm phán cùng khí độ của Trương Khác, thế mới biết rằng có những người từ khi sinh ra đã khiến người khác đuổi theo thế nào cũng không kịp. Trương Khác cười từ chối. Tôi đâu khó tính như thế, ở Hải Châu cũng không phải là không có bác sĩ phục hồi, cái chân này của tôi thong thả đi bộ vài ngày là bình phục thôi, sau này tôi cũng không định làm vận động viên, có kém một chút cũng không sao. Chu Du ở bên cạnh cười nói. Về tới Hải Châu mời hai cô y tá xinh đẹp chạy bổ cùng có khi còn ích lợi hơn. Trương Khắc búng tay đánh tách một cái. Kiến nghị không tệ. Đôi mắt đẹp của Hứa Tư mở to hơn thường lệ một chút. Tôi cũng muốn xem cậu chạy bộ với hai mỹ nữ y tá thế nào. Hi hi, chỉ là tưởng tượng thôi mà. Trương Khắc cười khì, Hứa Tư không ở Hải Châu lâu, có điều nghĩ tới tìm Đường Thanh, Tạ Vãn Tình chạy bộ với mình, không hề kém hai cô y tá xinh đẹp. Lục Luật Cẩm đã quen với cách nói chuyện không nghiêm túc lắm của Trương Khác, cười nói. Lần này Ái Đạt sẽ giúp sinh ra một nhóm triệu phú cho Hải Châu, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ một chút cũng đáng mà. Sau khi thực thi kế hoạch lấy cổ phập khích lệ năm 95, Chu Du được thưởng 10 vạn cổ phiếu của Ái Đạt, tính giá trị cổ phiếu Chu Du có gần 400 vạn. Thái Phi Quyên, Tương Vi, Lỗ Khánh Sinh đều chia cổ phần bước vào hàng ngũ phú ông phú bà. Lần này Trương Khác trở về Hải Châu. Sẽ phê duyệt phương án cổ phần khích lệ, đám Dương Vân, Chu Nhất Bình và các nhân viên cấp chủ quan sẽ được thưởng từ vài trăm tới một vạn cổ phiếu, như thế lại sinh ra một nhóm phú ông nữa. Những chi tiết nhỏ này tất nhiên phải công khai với tiểu tổ, một nửa số người trong tiểu tổ là luật sư, kiểm toán, kế toán, ở Hong Kong bọn họ cũng là những nhân viên cao cấp, nhưng không khỏi hâm mộ nhân viên quản lý của Ái Đạt được nhận cổ phiếu khích lệ. Cuộc sống xa xỉ chỉ trói buộc bản thân trong cái vòng nhỏ. Trương Khắc nói, chẳng phải y cố ý bác bổ quan điểm của Lục Luật Cẩm mà quan niệm cuộc sống giữa hai vùng khác biệt quá lớn, song tùy tiện dùng quan niệm của mình bác bỏ người khác quá thất lễ,
lại cười nói. Cơ sở của Hải Châu còn quá kém, cho dù muốn hưởng thụ cuộc sống xa xỉ cũng không có chỗ. Tôi có tiếp xúc với khá nhiều doanh nghiệp nội địa, có của nhà nước, của dân doanh, những nhà quản lý doanh nghiệp đó suy nghĩ rất khác với Khác thiếu gia. Lục Luật Cẩm nói, bọn họ luôn nhấn mạnh sức lao động giá rẻ nội địa. Đó là một ưu thế của nội địa mà. Trương Khác nói xong câu đó thì chuyển thái độ. Nhân lực giá rẻ đúng là một ưu thế chủ yếu thu hút nhà đầu tư hiện nay, nhưng nhà tư bản bóc lột luôn tỏ ra đầy tình cảm, nói thế nào cho đường hoàng một chút nhỉ? À, để nhân viên trung thành với công tác có cuộc sống đàng hoàng hơn là chức trách của doanh nghiệp hiện đại, ái đạt gặp thời cơ tốt, lợi nhuận sung túc, cho nên lúc này tất nhiên không lộ ra bản mặt hung dữ, nên lấy tấm mặt nạ tình cảm thắm thiết che mặt vậy. Chu Du cười lớn. Chẳng nhà tư bản gia nào đi vạch mặt mình tàn tệ như Khác thiếu gia. Vì tránh việc tăng phát hành cổ phần mua lại và sát nhập, khiến giới truyền thông chú ý quá mức, Trương Khác phân tán cổ phần của Cẩm Hồ ở Ái Đạt phân tán tới Tân Quang và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử. Nhưng người biết nội tình đều biết Trương Khác thực tế 5-700 vạn cổ phần, tính theo giá lần hiệp nghị phát hành riêng này, y đã có số tới sản giá trị tới 280 triệu đô la Mỹ. Chương 478, Từ Học Bình sắp điều đi. Bay về nội địa, Trương Khác quyết định đêm nay ở lại tỉnh thành, còn những người khác tiếp tục tới Hải Châu. Hai ngày nữa Từ Học Bình, hai ngày nữa tới Bắc Kinh nhậm chức rồi, cho nên Trương Khác mới vội trở về gặp ông, thay thế Từ Học Bình là Phó Tỉnh trưởng Thường vụ Lý Viễn Hồ. Lý Viễn Hồ hai năm trước điều từ vị trí Bí thư Thành ủy Huệ Sơn tới, ý của tổ chức là để ông ta thay thế tỉnh trưởng bấy giờ là Lý Văn Trinh, ai ngờ Lý Văn Trinh vì vấn đề của Đinh Hướng Sơn phải lui về, Từ Học Bình chen ngang lên làm tỉnh trưởng. Chuyện này chắc chắn khiến Lý Viễn Hồ để bụng, nếu nói chuyện Từ Học Bình bị điều khỏi Đông Hải trước dự kiến không liên quan tới ông ta thì Trương Khác không tin. Có mâu thuẫn mới cần có chính trị, chiếu cố tới cảm thụ của Từ Học Bình, Trương Khác chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với Lý Viễn Hồ, lúc này tới lấy lòng có chút giống mất bò mới lo làm chuồng, làm thế trong mắt Đào Tấn sẽ thành kẻ quá vụ lợi, chính trị không cho phép lấy lòng các phía một cách thái quá. Giữa thập niên 90, thế lực tư bản trong nước phải sống giữa khe hở của các thế lực chính trị, đó là sự thực không thể khác. Lý Viễn Hồ tuổi mới trên 50, truyền thông bên ngoài khi đánh giá về các nhân vật chính trị trong nước liệt ông ta và thế lực chính trị đời mới. Mặc dù Đào Tấn ở Đông Hải chức cao quyền trọng, nhưng năm tháng không tha người, năm nay Đào Tấn đã 63, hai năm nữa bất kể ông ta có thể nhảy lên TW hay không thì chức bí thư tỉnh ủy cũng sẽ rơi vào người khác. Có điều Lý Viễn Hồ còn chưa đủ tư cách hai năm sau thay thế Đào Tấn, nói như thế Từ Học Bình đúng là làm ông ta trễ mất hai năm, oán hận càng thêm sâu. Nhà khí tượng dự báo nói đêm nay tuyết sẽ rơi, đằng xa đèn đường băng lập lòe, máy bay lên xuống có hơi mơ hồ, Lý Nghĩa Giang tới đón Trương Khác. Lý Nghĩa Giang tới Hải Châu làm phó bí thư khu ủy, khu trưởng khu Thành Nam đã được định đoạt, đợi sau khi Từ Học Bình rời Đông Hải, hắn sẽ tới Hải Châu nhậm chức. Thành phố muốn lấy ba trấn. Hai khu công nghiệp của khu Thành Nam ra để lập khu khai phát cấp tỉnh à? Lý Giang Nghĩa hỏi. À, hình như là có ý này. Trương Khác thu ánh mắt khỏi khung cảnh âm u bên ngoài cửa sổ. Chưa xác định cuối cùng, anh Lý đã quan tâm tới chuyện Hải Châu rồi cơ à? Thì cũng phải tìm hiểu một chút chứ, nếu không khi triển khai công tác sẽ bị động. Đới Văn Tiến là người như thế nào? Sao không tranh với thành phố? Bản thảo quy hoạch khu nội thành của thành phố đưa Tây Sa Điền vào khu Tây Thành, làm khu Thành Nam bị nhỏ đi một khối rồi. Lý Giang Nghĩa hơi cau mày. Đới Văn Tiến thì tôi cũng chưa tiếp xúc qua, nghe nói khi làm việc ở huyện Tân Liên rất có phương pháp. Lý Nghĩa Giang tới khu Thành Nam không được làm bí thư khu ủy mà chỉ được làm khu trưởng, tâm lý có chút hụt hẫng. Lúc này Lý Nghĩa Giang nói tới chuyện đó, Trương Khác hiểu tâm tư của hắn, chưa nói Trương Khác cũng mong đưa ba trấn Tân Kiều, Tượng Sơn, Ích Long tách ra kinh doanh độc lập, hiện Lý Nghĩa Giang còn chưa tới Hải Châu đã vội tranh cái này là quá gấp rồi, Trương Khác không thể nói gì, chỉ ậm ừ ứng phó rồi chuyển sang chủ đề khác. Huyện Tân Liên là một huyện mọi phương diện đều xếp bét Hải Châu, Đới Văn Tiến tới làm bí thư khi ủy Thành Nam, căn bản không có mấy tư cách phát biểu, chứ chẳng phải tính cách hắn mềm yếu bị người ta bắt nạt. Đây là những chuyện xảy ra trong thời gian Trương Khác ở Hồng Kông. Ở Tân Mai Uyển ăn cơm. Từ Học Bình nói nhiều nhất tới chuyện kinh tế, hạng mục thép liên hợp thành công, lập nên cơ sở sản xuất sắt thép thuộc top 5 trong nước, nhưng không thay đổi được cục diện sản xuất sắt thép phân tán trong tỉnh, rồi tăng tốc kiến thiết mạng lưới giao thông trong tỉnh, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp v.v.v. Từ Học Bình nói rất nhiều,
Sở dĩ ông nói chiều như thế là lo Lý Viễn Hồ sau khi thay vị trí của ông, sẽ làm theo hướng hoàn toàn khác. Đó là điều rất có khả năng, người kế nhiệm tựa hồ cho rằng nếu làm theo đường lối của người tiền nhiệm, cho dù có hiệu quả, đại bộ phận công lao cũng quy vào người tiền nhiệm, cho nên người kế nhiệm luôn trung thành thể hiện tinh thần khai thác đường lối, sáng tạo cái mới. Từ Học Bình có lo lắng này là hết sức bình thường, chẳng qua không nói rõ mà thôi, Trương Khác chẳng thể làm gì nổi, những chuyện này y chưa thể xen vào được. Giờ Tân Mai Uyển thì sắp 12 đêm giờ rồi, trước khi về biệt thự ở Sư Tử Viên, Trương Khác muốn tới 1978 một chút, trong thời gian ở Hong Kong, Trương Khác nghĩ quan hệ với Tôn Tĩnh Mông đã được cải thiện phần nào rồi, trong đêm âm trầm thế này, lại vừa bàn chuyện nặng nề, chẳng biết khi nào mới ngủ được, tới quán ba uống rượu là lựa chọn không tệ. Xe tới ngõ Học Phủ, Trương Khác xuống xe mới phát hiện trời đã đổ tuyết, trước đó ở trong xe y luôn nghĩ một việc, bác Từ đi rồi. Thế cục sẽ trở nên phức tạp thế nào đây? Trương Khác hỏi Phó Tuấn. Thầy Hứa ở đâu? Phó Tuấn không chỉ làm vệ sĩ kiêm lái xe, còn dần dần gánh vác vai trò trợ thủ, động tĩnh nhân sự của Cẩm Hồ, Phó Tuấn luôn giúp Trương Khác chú ý. Phó Tuấn thời cao trung thành tích học tập xuất sắc, chỉ vì nhà nghèo nên mới vào quân đội, về sau Lý Minh Du bị làm nhục, hắn xách dao đi trả thù rồi vào tù, ra tù không tìm được công việc phải theo Thịnh Thanh. Trương Khác còn hỏi Lý Minh Du bọn họ có phải yêu nhau từ thời cao trung không, Lý Minh Du cười kể Phó Tuấn ở trường vừa ngốc vừa ngây thơ, tới khi nhập quân ngủ mới viết thư qua lại, đa phần còn viết chuyện học tập. Có lần Trương Khác tới nhà Phó Tuấn ăn cơm, đúng lúc Lý Minh Du đang dọn dẹp nhà cửa, thấy được thư tình Phó Tuấn gửi cho Lý Minh Du, nội dung toàn là kiểu hỏi đáp, lại còn viết rất trang trọng bạn Lý Minh Du, làm người ta cứ tưởng viết vào thời cách mạng văn hóa. Mấy ngày trước nghe nói thầy Hứa lên núi gặp mưa bị cảm, về tỉnh thành nghỉ ngơi. Ồ, thầy Hứa ở tỉnh thành à, muộn thế này thôi vậy, mai đi thăm thầy. Tuyết rơi vào cổ, lạnh tê tái, Trương Khác dựng cổ áo lên đi vào ngõ Học Phủ, Phó Tuấn đi tìm chỗ đỗ xe. Cuối học kỳ rồi, đêm ở ngõ Học Phủ náo nhiệt hơn thường ngày một chút, một số sinh viên quen tới gần kỳ thi mới thức khuya ôn bài ra ngõ Học Phủ mua đồ ăn. Lúc này trong túc xá trường chưa có điều hòa. Mùa đông ở Kiến Nghiệp vừa lạnh vừa ẩm thấp, đêm khô lạnh giá, thực sự chẳng có chỗ nào ôn bà thích hợp hơn quán cà phê, quán ba âm nhạc du dương nữa, khoảng thời gian này ở quán ba cũng không bật nhạc huyên náo. Những cô gái xinh đẹp ở Học viện Âm nhạc Đại khí là quần thế sinh ý thức tiểu tư sản sớm nhất thành phố này, Đại học Sư phạm cũng không tụt hậu quá nhiều, còn đỡ ít Đông Hải danh tiếng lại hơi quê mùa một chút. Các đại mỹ nữ của Học viện Âm nhạc Đỡ ít Sư phạm không hứng thú lắm với các chàng sinh viên nghèo của Đại học Đông Hải, nhưng đừng buồn, khi tốt nghiệp vào xã hội, những tinh anh bọn họ lại được lọt vào mắt xanh của các cô. Trương Khác đẩy cửa vào 1978, người đang rét run vì lạnh vào căn phòng ấm áp như mùa xuân, tức thì dễ chịu hơn nhiều, trong quán ba không nhiều người lắm, tiếng nhạc êm dịu truyền vào tai, Tôn Tĩnh Mông vẽ mắt tím đậm đang ngồi sau quầy ba đọc sách, Trương Khác cầm lấy xem, chố mắt ra nhìn. Không ngờ là cuốn lý luận kinh tế học xã hội chủ nghĩa, trả lại cho Tôn Tĩnh Mông. Sinh viên khoa vũ đạo Học viện Âm nhạc phải học cái này à? Giật cả mình, anh học làm trộm à? Tôn Tĩnh Mông vỗ ngực. Anh về khi nào thế, cái chân thứ ba của anh đâu? Biết Tôn Tĩnh Mông hỏi tới cái nặng, nhưng Trương Khác lại liên tưởng tới cái khác, có điều trêu ghẹo cô ta chưa chắc có kết cục tốt đẹp, ngồi xuống trước quầy ba, nói. Lấy rượu của anh Diệp ra uống trộm đi. Có điều số rượu cô uống trộm trước đó không được tính lên tôi nhé. Chương 479, đêm gió tuyết. So đo với cả phụ nữ, đồ bùn xỉn. Tôn Tĩnh Mông lấy ra chai Chivas. Chỉ còn lại nửa chai thôi, uống hết là tủ rượu trống rồi, quý khách có muốn hưởng thụ đãi ngộ đặc thù ở tệ quán không ạ? Thôi xin, giặc rượu khó phòng. Từ khi Tôn Tĩnh Hương giao quán ba cho Tôn Tĩnh Mông, Diệp Kiến Bân rất ít khi qua đây, Trương Khác còn nhớ lần trước tới đây còn 7-8 chai Chivas đỉnh cấp, chắc là Tôn Tĩnh Mông thường xuyên rèn luyện tửu lượng rồi. Trương Khác nhìn thấy Lâm Băng và bạn trai thư sinh yếu đuối ở cùng một góc ôn bài, y và Lâm Băng giao tình hời hợt nên không muốn tới quấy rầy, hỏi Tôn Tĩnh Mông. Hai người khác đâu, sao hôm nay có mỗi cô? Về tập trung ôn thi rồi, mấy ngày nay đều không tới. Lâm Băng luôn chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, kỳ thi bình thường không làm khó được cô, chắc lúc này cùng bạn trai đang ôn thi nghiên cứu sinh. Hứa Duy, lệnh Tiểu Yến dù có tới đây ôn bài cũng không thể ngồi yên bỏ mặc truyền quán ba, nên ở nhà trọ ôn bài cho xong. Phó Tuấn đi vào, nói với Trương Khác là Hứa Hồng Bá gọi điện thoại tới.
Thầy Hứa sợ quấy nhiễu cậu nói chuyện với tỉnh trưởng Từ, đợi đến giờ mới gọi điện cho tôi. Sao thầy ấy biết tôi về? Trương Khắc vỗ đầu. Nếu thấy Hứa còn chưa ngủ thì anh lái xe tới gặp thầy ấy vậy. Thầy Hứa thích uống rượu, tôi đón thầy ấy tới uống rượu nhé. Phó Tuấn kiến nghị. Cũng được. Trương Khắc nhìn Tôn Tĩnh Mông rót rượu vào hai cái ly, cười nói. Chúng ta uống hết mau đi, người sắp tới là con sâu rượu thực sự đấy, chỗ cô không còn rượu ngon như thế để chiêu đãi thầy ấy đâu. Loại rượu này có 43 độ, Trương Khắc thường thích uống với đá pha nước khoáng, còn cốc tai thì y rất ít uống. Khi Hứa Hồng Bá tới nơi thì Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông đã uống hết rượu trong ly của mình, Trương Khắc toàn thân nóng ran, Tôn Tĩnh Mông mặt đỏ kiềm diễm, mắt có 3 phần say. Trương Khắc nghe Hứa Hồng Bá vừa đi vừa ho nói. Thầy còn chưa khỏe, sao không nghỉ thêm đi? Chỉ cảm thôi mà, sắp khỏi rồi, hơi ho một chút. Hứa Hồng Bá phất tay. Làm vài ly rượu là khỏe. Trương Khắc bảo Tôn Tĩnh Mông. Cô giúp thầy Hứa làm một ly kim tửu thêm vào chút mật ong nhé. Lại giải thích với Hứa Hồng Bá. Kim tửu là một loại cốc tai, có thể giải cảm, đêm rét mướt thế này mời thầy ra đây. Nếu để thầy cảm nặng hơn thì cháu tội lớn rồi. Trương Khắc và Hứa Hồng Bá ngồi trong một góc quán ba nói chuyện, từ học bình rời đi, Lý Viễn Hồ thế chân, thế cục trở nên phức tạp, y nhìn không thấu. Hứa Hồng Bá phân tích. Tỉnh trưởng Từ đi hơi sớm, nếu không có thể duy trì thế cục Hải Châu không biến động gì, nhìn lần trước là biết bên trên không công bằng lắm với Đường Học Khiêm, nhưng lúc này Chu Phu Minh cũng chẳng gây được chuyện gì, nên duy trì cục diện là tốt nhất cho mọi người. Hiện khả năng cao nhất là đầu năm sau Chu Phú Minh lui về tuyến 2 tới Hội đồng Nhân dân, Đường Học Khiêm hiển nhiên lên thay quyền, tỉnh thế nào cũng không để bí thư thành ủy và thị trưởng hòa hợp, vậy sẽ có thị trưởng nhảy dù xuống, Đường Học Khiêm làm bí thư thành ủy, nhưng bị kẹp giữa thị trưởng và chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, cục diện sẽ khá khó chịu. Lúc này còn chưa thể nói với người khác từ học bình có cơ hội quay trở lại, Diệp Chân Dân về chính trị muốn phát triển mạnh cũng cần thời gian. Nghĩ tới thời gian đó phải nhịn đám tiểu nhân đắc chí đã cảm thấy ức rồi. Đặc biệt trong nước có truyền thống người đi trà lạnh, từ chức vụ của Từ Học Bình, nhìn qua có vẻ không còn tiền đồ gì nữa, ai biết trên tỉnh có kẻ nhảy ra gạt chân cầm hồ hay không. Trương Khắc đã tính sau khi hoàn thành chuyện tăng cổ phần sát nhập thực nghiệp Gia Tín lần này, ngoan ngoãn sống 2 năm sinh viên, không gây ra sóng gió gì nữa. Sao cậu lại ở tỉnh thành? Lâm Băng Thu dọn đồ chuẩn bị về, thấy Trương Khắc, vui vẻ chào hỏi. Vừa mới tới, thấy bọn chị ôn tập chăm chỉ, nên không làm phiền. Trương Khắc vẫy tay đáp. Hàn huyên vài câu, không thấy Lâm Băng và bạn trai trả tiền đã đi, Trương Khắc còn nhớ bạn trai Lâm Băng từng khinh bỉ người có tiền. Sắp tới giờ đóng cửa, người trong quán ba lục tục rời đi. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đưa Hứa Hồng Bá về, dặn ông Mai về Hải Châu, nghỉ ngơi tới khi khỏe rồi hắng tính, hỏi Tôn Tĩnh Mông. Tôi đưa cô về nhà trọ nhé. Ở đấy điều hòa hỏng rồi, lạnh lắm, anh đưa tôi về túc xá đi. Nhớ lại lần trước đưa Tôn Tĩnh Mông về túc xá không được hay ho lắm, Trương Khắc nói. Cô sẽ không đập vỡ cửa túc xá rồi đổ cho tôi nữa chứ. Nhìn cái lá gan của anh kìa. Tôn Tĩnh Mông bĩu môi. Phòng của chúng tôi có cô bạn đi đêm không về, giường để trống, anh có gan ngủ ở đó không, phòng tôi còn 2 mỹ nữ nữa đấy, anh có bản lĩnh thì xử lý cả đi. Cuối năm ngoái sinh nhật Tôn Tĩnh Mông có mời mấy cô bạn tới Hong Kong, Trương Khắc coi như là quen biết, nhưng nếu ngây thơ cho rằng có thể dễ dàng chiếm được cô em của học viện âm nhạc thì quá ngốc rồi, nói không chừng bị Tôn Tĩnh Mông chụp ảnh uy hiếp ấy chứ. Trương Khắc lắc đầu. Tôi đưa cô về thôi, còn ngủ lại đúng là tôi không có gan. Rời quán bar, phát hiện mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày, tuyết bị gió bắc thổi bay mù mịt, Tôn Tĩnh Mông khoác áo nhung màu vàng, bên trong là váy dệt kim. Áo choàng lẫn váy đều phủ tới gối, bên trong mặc quần tất mỏng, tuy gợi cảm vô cùng, nhưng lúc này thì nếm đủ, hai tay ôm chặt lấy người run lẩy bẩy, đi được vài bước thì trượt chân, gọi Trương Khắc đến gần, ôm chặt lấy cánh tay y. Trương Khắc từ Hong Kong về buổi sáng 20 độ C, tới kiến nghiệp nhiệt độ đã hạ xuống 4 độ, lúc này gió nổi lên, chắc nhiệt độ còn thấp hơn nữa, Trương Khắc cũng lạnh tới run người, chân đi lún sâu trong tuyết, tuyết thấm vào tất, bàn chân cũng lạnh như có kim đâm. May mà trong quán ba uống không ít rượu. Tuyết dày thế này chắc Phó Tuấn lái xe cũng khó khăn, Trương Khắc gọi điện cho hắn, quả nhiên xe đang nhích từng chút một trên đường, liền nói. Anh đưa thấy Hứa về nhà khách rồi cũng ở đấy luôn đi, không cần quay lại đón tôi nữa, tôi tự kiếm chỗ ngủ. Không phải anh muốn ngủ ở phòng chúng tôi thật đấy chứ?
Tôn Tĩnh Mông ngạc nhiên nhìn Trương Khác. Cô tưởng tôi có cái gan đấy à? Trương Khác giang tay ra. Đợi lát nữa đưa chìa khóa cho tôi ngủ tạm trong quán ba một đêm là được, cũng chẳng mấy tiếng nữa là tới trời sáng rồi. Vậy tôi còn về túc xá làm gì nữa? Tôn Tĩnh Mông ôm cánh tay Trương Khác quay trở lại quán ba, hơi ấm điều hòa bên trong còn chưa tan hết. Trong quán ba tối om, Trương Khác lấy di động ra, nương theo ánh sáng từ màn hình mò tới công tắc điện. Lại đây giúp tôi lấy rượu, chúng ta vào trong phòng bóng bàn uống, ở ngoài bất điều hòa tốn điện lắm. Trương Khác bật cười, tài sản Tôn gia kế thừa ít ra cũng 600 triệu đô la Hong Kong, Tôn Tĩnh Mông từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, dù thủ nhỏ ở trong nước, điều kiện Tôn gia cũng cực tốt. Năm xưa Tôn Thượng Nghĩa kết hôn với Cát Minh Ngọc là cuộc hôn nhân chính trị, cha của Tôn Thượng Nghĩa địa vị trong nước không hề kém Diệp Tổ Phạm, chỉ có điều Tôn gia ít người, không hình thành lên được mạng quan hệ phức tạp như Diệp gia. Trương Khác bị tuyết lọt vào giày, lúc này ướt hết rồi. Giày tất ướt hết cả, chỗ này có dép cho tôi thay không? Vậy anh vào trước đi, chân phải của anh vừa tháo bột, đừng để bị lạnh. Tôn Tĩnh Mông không quên chân Trương Khác chưa lành hẳn. Trương Khác còn nhớ từ Tân Mai Uyển ra tuyết chưa rơi, tới ngõ học phủ tuyết tuy lớn nhưng mặt đường chưa đọng tuyết, không ngờ hai tiếng sau tuyết đã ngập quá mắt cá chân trồi. Đi vào phòng bóng bàn, bọn họ vừa rời đi, phòng chưa lạnh. Trương Khác ngồi xuống cởi giày tất ướt ra, để chân trần gác lên bàn. Chương 480, hình tượng hỏng hết cả. Tôn Tĩnh Mông xác một đôi dép kiểu nữ đi vào. Anh đi tạm cái này đi. Trương Khác không ngại, chỉ là Tôn Tĩnh Mông cởi quần tất ra, dưới cái váy chỉ che tới gối là đôi chân dài trắng trẻo, trong đêm tuyết bốn bể vắng lặng cực kỳ khơi gợi ý tưởng không hay. Thế nào đẹp không, có cần cho anh xem thêm một chút không? Tôn Tĩnh Mông kéo váy lên thêm một chút. Trương Khác lắc đầu, vội lấy nghị lực thu lại ánh mắt luyến tiếc. Đôi chân này nam nhân nào nhìn thấy nó cũng cam tâm để cho nó giày vò, nếu có khả năng, Trương Khác cũng chẳng muốn làm Liễu Hạ Huệ. Tôn Tĩnh Mông cười ngọt ngào. Nhìn con mắt hào háo của anh kìa, cho anh nhìn chút là sướng lắm rồi, nếu anh có ý đồ gì, đừng nói chân phải bị gãy, cẩn thận cái chân thứ ba của anh cũng đi luôn. Giọng cố ý làm ra vẻ êm ái, nhưng lời nói lại khiến người ta sởn gai ốc. Tôi làm gì có gan, tôi sợ cô có ý đồ gì với tôi thì có. Trương Khác thầm nghĩ, thì ra cô ả này biết chân thứ ba là cái gì, đồ gian xảo nói đầy vô tội. Hay là tôi ra ngoài lấy rượu nhé? Hi hi, anh nhớ hộ nhé, nếu tôi uống say có ý đồ gì với anh nhớ phải chống cự đấy. Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích. Tôi đi lấy rượu, không để chân anh bị lạnh được. Trước khi đi còn không quên liếc Trương Khác một cái rất khiêu khích. Trương Khác vỗ trán, sớm biết thế này đã theo Phó Tuấn đưa Hứa Hồng Bá về nhà khách, ở cùng cô ta tới sáng mai, không biết còn thống khổ thế nào nữa, không biết có nên sang phòng khác uống rượu không. Tôn Tĩnh Mông xách hai chai rượu vào, nói chơi bóng uống rượu, thua một chén, thắng nửa chén, còn nhớ Tôn Thượng Nghĩa nói Tôn Tĩnh Mông đánh bóng bàn rất giỏi, Trương Khác nghĩ mình thắng được cô ta 2-3 ván là giỏi rồi. Ai ngờ Tôn Tĩnh Mông uống cả hai chai rượu vào bụng. Gia vợt vẫn chính xác vô cùng không cho Trương Khác cơ hội nào. Trương Khác uống tới 4 chai rượu vang, trước đó còn uống Chivas nhiều lắm rồi, may là uống suốt một đêm chứ không nốc ngay vào một lúc, có điều cầm cự tới tờ mờ sáng thì tinh thần tiêu tan, thấy Tôn Tĩnh Mông càng uống càng hưng phấn thì biết hôm nay gặp nạn rồi. Trương Khác tỉnh lại, nhưng ý thức còn chưa tỉnh táo lắm, mở mắt ra thấy Hà Huyền chăm chú nhìn mình, vô thức nói. Nhìn cái gì, cô em lớn chừng này chưa thấy anh chàng đẹp trai à? Xem ra cuộc sống của em cũng thê lương quá, hay là hôm nay để anh thương em nhé? Nói xong câu này Trương Khác mới sực nhớ ra là mình bị Tôn Tĩnh Mông chuốc say chứ không phải hôm sinh nhật 30 tuổi của Hà Huyền, mình tới Huệ Sơn giúp cô tổ chức sinh nhật, uống say tỉnh lại thấy Hà Huyền chăm chú nhìn mình. Hà Huyền nghe Trương Khác nói một câu như thế, đầu tiên là ngớ ra, đột nhiên không kìm được cười phá lên, còn lo hình tượng thục nữ, một tay che miệng, một tay chống hông, cười rũ rượu, ôm lấy Tô Nhất Đình ở bên cạnh. Nói đứt quãng. Ha ha, đây chính là Hải Châu đệ nhất hoa thiếu gia anh Tuấn phi phàm, phong lưu tiêu sái mà bạn nói đó hả? Ha ha ha. Trương Khác lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra hoàn cảnh của mình, không biết một mình Tôn Tĩnh Mông sao có thể kéo mình lên quầy ba, đôi giày da của Italia ở dưới má, thảo nào mà ngửi thấy mùi chua chua. Cái hình tượng này không tới mức quá xấu, dù sao Tôn Tĩnh Hương còn chưa tàn tệ tới mức lột sạch mình nèm lên quầy ba. Thậm chí cô ta còn phơi khô tất đi hộ vào chân. Trương Khác sờ má, trên đó chỉ có vết hằn bị giày đè lên,
các cô gái vẫn còn đang cười không ngừng. Tô Nhất Đình cười tới chảy cả nước mắt, chỉ Trương Khác nói. Hi hi hi, hôm nay tôi mới được biết bộ mặt thực sự của anh, tỉnh lại chưa rõ tình hình, thấy mỹ nữ một cái là những lời tán tỉnh vọt ngay ra được, bản lĩnh này. Đúng là, Tôn Tĩnh Mông vốn ngồi trên ghế, cười tới mức ngã xuống đất, đầu đập vào quầy ba, vừa xoa đầu kêu đau vừa người không ngừng, còn có cả Lệnh Tiểu Yến cũng cười không nói ra lời. Trương Khác nhún vai, cố làm ra vẻ trấn tĩnh đứng dậy, ngồi ngay ở quầy ba đi giày, xem đồng hồ, chưa tới 9 giờ sáng, thường thì quán ba tới 3 giờ chiều mới mở cửa. Hà Huyền, Tô Nhất Đình, Lệnh Tiểu Yến chắc được Tôn Tĩnh Mông kéo tới tham quan cái xấu của mình. Chuyện này Trương Khác đã làm với anh em trong túc xá rồi, có điều tên đó không bị ném ra được, mà ném tới trước phòng cô gái hắn yêu 4 năm trời mà thôi. Xem ra Hà Huyền cũng không vì 1978 đổi nữ chủ nhân mà không tới đây làm việc. Trước kia mình chẳng phải vì 1978 có một bà chủ xinh đẹp và cô nhân viên khả ái mới tìm mọi cách vào đây làm việc sao? Đáng tiếc toan tính của mình bị Hà Huyền nhìn một cái thấu ngay, rồi Trần Ninh kịp thời xuất hiện, tâm tư xấu xa ban đầu đó hòa thành nỗi buồn năm tháng. Bạn Hà Huyền cười vui thật đấy. Trương Khác nhìn khuôn mặt rạng ngời xinh tươi của Hà Huyền. Chắc đã biết mình là ai rồi phải không? Ấy, anh biết tôi thật sao, sao thế được nhỉ? Hà Huyền ngừng cười, thấy trong mắt y không hề có vẻ lừa gạt, mặc dù thấy nam nhân quá buồn cười, có điều đôi mắt đó thật cuốn hút, có chút xấu hổ, quay sang phân bua với Tô Nhất Đình. Mình thực sự không biết anh ấy mà. Tô Nhất Đình còn chưa ngừng cười. Biết hay không biết không sao cả, giờ biết là được, lại còn nhìn ngay ra bản chất cả cậu ta, không tới mức bị vẻ bề ngoài của cậu ta mê hoặc. Thế là suốt cả buổi sáng, ai thấy người khác không cười nữa liền lấy câu nói của Trương Khác ra nhại lại. Còn học cả điệu bộ, khiến cho tới chiều, bốn cô gái đều kêu đau bọng, ai mà cười suốt nửa ngày trời cơ bụng cũng không chịu nổi. Trương Khác còn mặt mũi nào ở lại nữa, cố giữ vẻ trấn tĩnh, đợi Phó Tuấn lái xe tới đón rồi đến tòa nhà Tân Hoa Đô, tổng bộ Thịnh Hâm đã chuyển tới tầng 12 tòa nhà, siêu thị chính cũng đang khẩn cấp chuẩn bị. Tuyết trên đường đã bị dọn đi, mặc dù trời vẫn còn tuyết rơi không ngớt, nhưng xe qua xe lại, tuyết không chất đống lên được, có điều đường cao tốc đóng cửa rồi. Xem ra chỉ còn cách ngồi tàu thủy về Hải Châu. Cũng giống như việc Trương Khác đem chuyện Tôn Tĩnh Mông làm vũ nữ đi khoe khắp nơi, Tôn Tĩnh Mông cũng chẳng giữ kín việc Trương Khác gối đầu lên giày ngủ ở quầy ba. Chưa được nửa ngày trời, những người quen biết Trương Khác ở Kiến Nghiệp đều biết hết, hình tượng bị hủy sạch, tới Tân Hoa Đô bị Diệp Kiến Bân, Thiệu Tâm Văn cười quên cả công việc. Giữa trưa Tôn Tĩnh Mông gọi điện tới với giọng khiêu khích, hỏi có muốn đi ăn cơm cùng không, nghe bên kia điện thoại có tiếng cười. Tuyệt đối không phải chỉ có ba người, Trương Khác lúc này không lấy nổi dũng khí đi gặp cô ả đó nữa. Kiến Nghiệp nằm vắt qua Tiểu Giang, đất mềm xốp, không thích hợp xây nhà cao tầng, chi phí xây dựng cũng tốn kém hơn ở các nơi khác. Đứng trên văn phòng của Diệp Kiến Bân ở tầng 38, có thể nhìn thấy hết tường thành cổ phía đông, đất trời bao phủ một màu tuyết trắng phao phao, chỉ có con đường là có màu đen, trông giống như một cái mạng nhện lớn chụp lấy cả thành phố. Ngõ học phủ gần như bị chìm vào trong màn tuyết trắng chỉ nhận ra được phương hướng. Sao, động lòng với ngõ học phủ rồi à? Nơi đó đã được đưa vào kế hoạch cải tạo năm sau, xem ra giải tỏa thật rồi. Diệp Kiến Bân nhìn theo ánh mắt của Trương Khác. Không hứng thú. Trương Khác lắc đầu. Tỉnh trưởng Từ đi rồi, cậu sẽ học cách giữ mình chứ? Có đi bái phỏng Lý Viễn Hồ không? Ông ta đang là quý nhân ở Đông Hải, chắc gì muốn thấy một thằng nhãi mở cửa nhà mình. Chẳng lẽ tôi lấy tiền ném cửa mở ra? Không đi. Trương Khác cười ha hả. Con người đều sẽ phải học cách thu mình lại, không phải có người đứng ra phê bình bài viết của chú hai gây ra ảnh hưởng xấu cho hoạt động kinh tế Đông Nam Á sao? Chương 481, Dạ Uy. Trương Khác gọi Diệp Chăn Dân là chú hai để kéo gần quan hệ hai nhà, ít tuổi đúng là có cái lợi, bây giờ thành quen miệng rồi. Có một số đoàn thể lợi ích không thích nhìn thấy luận điệu đó. Tỉnh chỉnh đốn công ty vay tín dụng không phải cũng bị phê bình là quá cẩn thận sao? Người ta nói kệ người ta, việc chúng ta thì chúng ta cứ làm. Ngồi đây ngắm phong cảnh không tệ, Tân Hoa Đô còn có vài tầng trống, cậu có muốn mua một tầng không? Diệp Kiến Bân ngồi ngả mình trên ghế xoay quay mặt ra cửa kính, phải thừa nhận cảm giác trên cao nhìn xuống này rất đã. Trương Khác cười. Nếu giá thích hợp thì tôi sẽ cân nhắc. Trương Khác định ngồi tàu thủy về Hải Châu. Buổi chiều nhận được điện thoại của Tô Tân Đông, nói Trần Tín Sinh buổi chiều sẽ bay tới Hải Châu, ngày mặc tới Thượng Hải trước một ngày, vốn định cùng Trương Á Bình tới Hải Châu,
không ngờ đường cao tốc bị đóng cửa. Vì để tối kịp đón Trần Tín Sinh, Trương Khắc quyết định đi tàu hỏa tới Tân Thái, rồi đi xe ô tô về Hải Châu. Trương Khắc nhờ thư ký của Diệp Kiến Bân đi xem giờ tàu, Diệp Kiến Bân thấy Trương Khắc đột nhiên nóng vội về Hải Châu, trong lòng tất nhiên rất tò mò, vội hỏi hắn có phải Ái Đạt có hành động gì lớn không? Ái Đạt thì có hành động gì lớn được? Trương Khắc nhún vai. Khoa Vương mời Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân tham gia lễ khởi công trung tâm nghiên cứu gì đó, tôi về xem náo nhiệt thôi. Không nói dối kiểu đó được đâu. Diệp Kiến Bân đâu dễ lừa. Đám Tà Kiếm Nam chẳng phải còn ở Hong Kong à. Mặc dù tôi không biết cái lễ khởi công đó bao giờ cử hành, nhưng tôi không tin bọn chúng về Hải Châu trước cậu được. Tôi thấy Thiệu Tâm Văn sớm cáng đáng được rồi, hay là anh cũng tới Hải Châu? Trương Khắc chẳng giải thích. Diệp Kiến Bân đương nhiên muốn đi. Ném chuyện ở đây cho Tâm Văn thì tôi có vẻ lười biếng quá. Kỳ thực Diệp Kiến Bân đang đợi Thiệu Tâm Văn vào ở rể nhà họ Diệp thì đem quản lý thường ngày của Thịnh Hâm cho hắn, lúc này không được, sẽ bị người trong nhà nói ra nói vào. Ông chủ không lười biếng sao, nhân viên thể hiện được tài năng. Trần Tín Sinh hôm nay tới Hải Châu, tôi về đón anh ta, chuyện cụ thể các bên đã hẹn nhau giữ kín tôi không thể nói cho anh ở đây được. Diệp Kiến Bân tức lắm, biết y báo thù mình chuyện cười y hồi sáng. Đáng cho tôi đi một chuyến không? Lúc này thư ký của Diệp Kiến Bân đi vào, nói giờ tàu, vé thì có thể mua luôn ở ga, Trương Khắc xem đồng hồ nói. Sợ tắc đường, tôi không tốn thời gian ở đây nữa, lên tàu chơi cũng được. Trương Khắc khoác áo đi ra khỏi văn phòng, Diệp Kiến Bân do dự một chút rồi đuổi theo, qua phòng Thiệu Tâm Văn không thấy hắn đâu, liền lên xe gọi điện giao dặn công việc. Từ Kiến Nghiệp tới tỉnh thành có tàu hỏa, nhưng phải đi vòng một quãng, hơn nữa toàn là tàu chậm. Không có ghế ngồi êm, Trương Khắc thường không đi tàu hỏa. Mặc dù không có khoang nằm, nhưng đám Trương Khắc được an bài ở khoang nhân viên, tới Tân Thái có hơn 100 km mà phải đi mất 3 tiếng rưỡi. Từ Tân Thái tới Hải Châu không có đường cao tốc, 8 giờ tối mới về tới nơi, lúc này tuyết đổ xuống rất dày, muộn thêm 2 tiếng nữa nói không chừng kẹt ở Tân Thái. Diệp Kiến Bân than vãn. Không bằng mua cái máy bay riêng cho tiện. Nói thế không phải là quá, năm 97. 98 phú hào trong nước mua máy bay riêng thành tiêu điểm tin tức trong nước, thủ tục mua máy bay cũng không phức tạp. Nhưng muốn được bay lên trời thì không đơn giản, mỗi lần cần hàng không, không quân tầng tầng kiểm tra, cách khả thi duy nhất là mua máy bay giao cho hãng hàng không quản lý, mình chỉ thuê dùng, nhưng đường băng lại phải báo trước 2-3 ngày mới được. Thôi cứ ô tô cho tiện. Đoàn người Trần Tín Sinh 5 giờ chiều đã tới Hải Châu, nghe nói Trương Khắc về, đợi đến ở viện nghiên cứu Cẩm Hồ tới 8 giờ chưa ăn tối. Trương Khắc về tới nơi liền đến thẳng viện nghiên cứu, cơm tối có thể ăn luôn ở nhà ăn của viện, nói không chừng phải triển khai công tác cả đêm không nghỉ. Ngày 8 tháng 1 năm 2007, từ Học Bình, Chu Thục Huệ ngồi tàu hỏa rời Đông Hải, không cho Trương Khắc đi tiễn, chỉ để Tạ Vãn Tình tới tỉnh thành đón chỉ đồng, hai ngày trước đó Lý Viễn Hồ chính thức nhậm chức tỉnh trưởng tạm quyền. Ngày hôm đó cũng là ngày khởi công trung tâm nghiên cứu của Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam mời từ Hong Kong tới cha con Cát Minh Tín cùng Dương Tiến Nông Tổng Giám đốc Điện tử Gia Tín, ngoài những quan viên bản địa như Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm, Lục Giật Quang còn có cục mời gọi đầu tư tỉnh và một nhân vật gây chú ý Tô Giật Quần, Phó Thư ký trưởng Chính phủ tỉnh. Khoa Vương còn mời cả Trương Khắc, Tô Tân Đông, vốn Trương Khắc không muốn đi, song không thể để lại ấn tượng kiêu ngạo ngang ngược với Tô Giật Quần, cho bọn chúng có cớ nhắm vào, nên cũng có mặt. Khi Lý Viễn Sơn làm bí thư thành ủy Huệ Sơn, Tô Giật Quần làm thư ký trưởng thành ủy, do Huệ Sơn và Kiến Nghiệp ngang cấp, Tô Giật Quần theo Lý Viễn Sơn lên tỉnh làm phó thư ký trưởng chính phủ coi là điều động ngang cấp, nhưng mọi người đều dự đoán Lục Văn Phu sẽ điều khỏi chính phủ tỉnh cho hắn lên thay thế. Trương Khắc trước đó đã xem xét kỹ quan hệ giữa Lý Viễn Hồ và Tạ Gia, năm 87 Chu Cẩn Du điều tới Huệ Sơn, năm 89 Lý Viễn Hồ điều tới Huệ Sơn đến năm 94 thì đi, hai người làm việc cùng nhau mấy năm. Đáng lẽ với tính cách của Chu Cẩn Du, không thể để lại ấn tượng tốt lắm với người làm cùng, Trương Khắc cũng cho nghiêm túc điều tra, nhưng không ai chịu hé răng nói gì, chỉ biết từ Triệu Dương quan hệ Lý Viễn Hồ và Chu Cẩn Du khó có thể nói là hài hòa. Nhưng chính trị không có đồng minh mãi mãi, không có kẻ địch mãi mãi, chân lý này chắc là mọi người nghe phán ngán rồi. Lý Viễn Hồ phải Tô Giật Quần tới đây lấy thanh thế cho Khoa Vương, xem ra phải đánh giá lại quan hệ bọn họ rồi. Trương Khắc định kết thúc buổi lễ rồi len lén chuồn đi. Ai ngờ Tô Giật Quần để phóng viên chụp ảnh xong hỏi Chu Phú Minh. Trương Khắc của thành phố Hải Châu đâu, hôm nay cậu ta không tới à?
Trương Khắc muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, Tô Dật Quần làm gì có chuyện không nhận ra mình, chẳng qua muốn lên mặt thôi. Nói ra thì Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm cấp bậc còn cao hơn Tô Dật Quần, nhưng phải nhịn vì hắn ta tỏ thái độ đại diện cho Lý Viễn Hồ, Chu Phú Minh hơi khó chịu, mặt Đường Học Khiêm tối lại. Trương Khắc đành đi ra, cố giữ nụ cười trông tự nhiên một chút không giống như đang cười lạnh, nói. Thư ký trưởng Tô đúng là quý nhân hay quên, tôi đứng đây nửa ngày trời, tưởng thư ký trưởng không thèm để ý tới. Tô Dật Quần tuổi tương đương Đường Học Khiêm, đeo kinh gọng đen, trông có vài phần trí thức, do suốt ngày trốn trong văn phòng nên mặt trắng bệch, trông trẻ hơn Đường Học Khiêm khá nhiều. Trương Khắc đi tới phát hiện gọng kính có ký hiệu của Armani, tuy không biết giá cụ thể nhưng chắc chắn là không hề rẻ. Tô Dật Quần không biết Trương Khắc đang nhìn gọng kính của mình, liếc y một cái, rất thái độ nói. Cậu là Trương Khắc à? Đừng trách tôi không nhận ra cậu, nghe nói cậu tới chỉnh phủ tỉnh vài lần rồi, nhưng chỉ tới văn phòng tỉnh trưởng thư ký trưởng Lục, nên chúng ta lỡ mất cơ hội gặp nhau, vốn tôi cũng rất hứng thú với thần đồng thượng nghiệp Đông Hải. Trương Khắc chịu không nổi giọng điệu ngọt nhạt này, nói. Ai nói với thư ký trưởng Tô tôi là thần đồng thế? Rồi ngó nghiêng xung quanh, thấy Tạ Hán Tĩnh đứng bên phải hắn. Chẳng lẽ chủ tịch Tạ khoe khoang hộ tôi à? Về cấp bậc Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn ngang với Đỗ Dật Quân, nhưng hôm nay bị an bài ở vị trí thứ yếu, nên tụt lại luôn phía sau, nghe tới đây, chọc hông Đỗ Tiểu Sơn, cười khẽ. Khác thiếu ra bắt đầu rồi đấy. Đỗ Tiểu Sơn cau mày, nói nhỏ. Lý Viễn Hồ vừa lộ diện đã ra uy rồi, không ngờ Tạ gia và ông ta còn tình hữu nghị, nhưng không khỏi hơi gấp. Chương 482, xung đột. Lời của Trương Khác không thể nói là châm chọc. Nghe ra còn có chút ý tự chê bản thân, nhưng nghe thế nào cũng không thấy dễ chịu, Tô Dật Quần sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Trương Khá trẻ quá mức, trong lòng càng thấy khó chịu, hắn phải vật lộn tranh đầu mới leo lên được vị trí này, còn tên nhóc kia gần như vươn tay ra là lấy được. Cậu nói tôi tin tức không đủ linh thông, nên không kịp thời nhận biết cậu sao? Nụ cười Tô Dật Quần hơi héo đi, quay sang nói với Chu Phú Minh. Khoa Vương tổ chức lễ khởi công này rất tốt, mời rất nhiều người, rất náo nhiệt. Làm tôi làm được rất nhiều người bạn của Hải Châu. Đương nhiên đó chỉ là thứ yếu, quan trọng là Khoa Vương đưa vào khoản đầu tư nước ngoài lớn như thế, đây chắc là đầu tư mang tính kỹ thuật lớn nhất trong tỉnh ta trước nay phải không? Hắn không rõ lắm nên hỏi, nhưng người khác sao đi cản trở hắn tự sướng làm gì, nên hắn nói tiếp. Tôi nhớ là thế mà, vốn tỉnh trưởng đích thân tới, nhưng không bỏ thời gian ra được, nên ủy thác tôi tới. Thường nói kỹ thuật mới là sức sản xuất chủ yếu. Nhưng ai làm nổi điều này? Ái đạt quy mô to lắm, nhưng về kỹ thuật phải học tập Khoa Vương, tôi nhất định đem kinh nghiệm của Khoa Vương báo cáo cho tỉnh trưởng. Tô Dật Quần trợn mắt nói láo, Cát Minh Tín không rõ còn tưởng là thật. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam im lặng, bọn chúng mời Trương Khác tới đây là để cho Tô Dật Quần trấn áp, còn nói gì chỉ cần nghe thôi, đều không quan trọng. Trương Khác nụ cười không hề giảm, nói. Ái đạt làm ăn nhỏ, chẳng có động tĩnh gì lớn cho thư ký trưởng Tô tới xem. Là lỗi của chúng tôi. Tô Dật Quần không hề khách khí nói. Ái đạt có điểm này không tốt, không tôn trọng lãnh đạo, lại còn trách lãnh đạo không đủ quan tâm. Nghe hắn nói không hề che giấu gì như thế, Trương Khắc quay sang bảo Tô Tân Đông. Thư ký trưởng Tô không hài lòng với công tác của chúng ta đấy, lát nữa mời thêm phóng viên tới tổ chức họp báo, tỏ thái độ trước giới truyền thông và công chúng, cho thư ký trưởng Tô thấy quyết tâm của chúng ta. Giọng y cực lạnh. Đường Học Khiêm thấy Trương Khắc bắt đầu làm theo cảm tính rồi, mặc dù không cần phải khuất phục, nhưng tranh chấp trước mặt là không tốt, vội giàn hòa. Ái Đạt có quyết tâm này là được, thư ký trưởng Tô nếu còn dư thời gian mời tới chỉ đạo công tác cho Ái Đạt rất coi trọng thư ký trưởng. Trương Khắc quay mặt đi, nhìn thấy chú cháu nhà họ Tạ cười rất tiểu nhân đắc chí, lòng thầm khinh bỉ, họ Tạ thành đạt trên thương trường đa phần nhờ vào trò bẩn thỉu, không phải là thương nhân chân chính, càng lúc y càng ghét đám người này. Miệng tuy cười, giọng thì âm trầm. Hai vị chủ tịch Tạ nếu có hứng thú thì cũng tới chỉ đạo một phen, chắc cuộc họp báo của Ái Đạt không làm các vị thất vọng đâu. Rồi bảo Tô Dật Quần. Họp báo vào lúc 2 giờ, tôi phải về chuẩn bị một chút, nếu thư ký trưởng Tô thấy phải nhận được thiếp mời mới cảm thấy được tôn trọng thì tôi cho người mang tới. Nói một câu khiến Tô Dật Quần cứng người ở đó rồi dẫn đám Tô Tân Đông rời đi. Lên xe, Trương Khác nói với Tô Tân Đông. Sớm biết thế ở nhà ngủ cho xong, tới đây còn bị chó cắn. Nhưng nếu hắn cho rằng có thể cắn được thịt của tôi thì đợi làm thị trưởng Hải Châu hắn tính,
tưởng Lý Viễn Hồ đứng sau lưng thì tôi không dám cho một gậy chắc. Đừng nói Lý Viễn Hồ mới là tỉnh trưởng tạm quyền, có Đào Tấn ở bên trên, dù ông ta có làm bí thư tỉnh ủy cũng không tới mức vội vàng bày ra bản mặc hung ác chân áp Cẩm Hồ, chắc Tô Giật Quần và Tạ Gia có tư giao tốt nên mới ra mặt thay Tạ Gia thôi. Xe đi ra đường cái, Đường Học Khiêm gọi điện thoại tới, Trương Khắc nghĩ, bác Đường thoát khỏi tay họ Tô nhanh thật. Hiếm khi thấy cháu nổi nóng như vậy, dừng lại đợi bác một chút. Trương Khắc quay đầu lại thấy xe của Đường Học Khiêm cũng lái ra khỏi cửa rồi, chẳng ông không chịu nổi Tô Giật Quần chỉ tay múa chân, nên nhân lúc mình trở mặt làm hắn không xuống nước được liền bỏ đi luôn. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đỗ xe lại bên đường, y xuống xe, chui vào xe của Đường Học Khiêm, cả Đỗ Tiểu Sơn và Tống Bồi Minh cũng ở trong đó. Tống Bồi Minh quan sát sắc mặt Trương Khắc một lúc rồi cười. Còn tưởng cậu giận rồi cơ. Giận gì à? Chỉ không muốn Tô Giật Quần tưởng dễ chơi muốn làm gì thì làm thôi. Trương Khắc nhếch mép cười, miệng nói thế nhưng giọng rõ ràng rất kiên quyết. Mấy ngày trước cháu có tới tỉnh thành gặp thầy Hứa, nghe thầy ấy phân tích tỉnh khả năng có thể có biến hóa, lại nhìn cảnh hôm nay, có lẽ Tạ Gia có thể thuyết phục Chu Phú Minh chủ động lui về tuyến 2. Hả? Đường Học Khiêm cau mày, ông ta đoán ngay ra được mấu chốt vấn đề. Ý cháu nói Tô Giật Quần sẽ tới Hải Châu à? Tống Bồi Minh vỗ đầu. Lão Đỗ vừa rồi còn thắc mắc vì sao Lý Viễn Hồ lại nóng vội như vậy, hoàn toàn không phải họ Lý nóng mà là họ Tô vội. Xem ra Khác thiếu gia cứng rắn đúng lúc lắm. Chu Phú Minh lùi về tuyến 2 nhiều lắm là nhường chức bí thư thành ủy của Đường Học Khiêm, tuyệt đối không lùi khỏi vị trí chủ nhiệm hội đồng nhân dân. Trong thể chế này, thông thường chủ nhiệm hội đồng nhân dân không đủ đấu lại bí thư thành ủy, nếu Tô Giật Quần tới Hải Châu làm thị trường, kết đồng minh với Chu Phú Minh, thì Đường Học Khiêm dù có toại nguyện làm bí thư thành ủy, cũng tuyệt đối không có ngày tháng thoải mái. Dưới tình huống này nếu không muốn bị người ta chèn ép thì ngay từ đầu phải tỏ một thái độ mạnh mà, phải ăn miếng trả miếng, không cho những kẻ mang thái độ theo gió chờ cờ có cơ hội ngả về phía đối phương. Đường Học Khiêm gật gù. Tô Giật Quần hôm nay quá đắc ý rồi, cho hắn một gậy là thích hợp. Tuy sau lưng Tô Giật Quần là Lý Viễn Hồ, nhưng quan trường là kiềm chế lẫn nhau, Lý Viễn Hồ không thể dung túng Tô Giật Quần quá hống hách, ông ta đâu phải không có đầu óc chính trị, dù ông ta muốn, Đào Tấn cũng cho chắc. Đỗ Tiểu Sơn hỏi, cái cuộc họp bảo kia của Ái Đạt phải chăng có chuẩn bị trước? Cũng không thể nói là chuẩn bị trước. Trương Khắc lắc đầu, bọn chúng nhào tới thì cho chúng một gậy thôi. Trương Khắc bỏ lại một câu rồi đi, Tô Giật Quần tức tới tay chân run lên, may còn khống chế được không phát tác tại chỗ, hắn cũng biết khúc xương này không dễ gặp, phát tác rồi mình sẽ rơi vào thế bị động. Đợi Đường Học Khiêm cáo từ đi, Tô Giật Quần mới buông câu. Bọn chúng căn bản không để tỉnh trưởng Lý vào mắt. Đương nhiên hắn không dám kể rõ chuyện này với Lý Viễn Hồ, chơi bẩn sau lưng thì chắc chắn. Chu Phú Minh trước đó không ngờ Tô Giật Quần và Tạ Gia có quan hệ mật thiết, nhìn cảnh vừa xảy ra, ông ta cân nhắc, thế này Tô Giật Quần không thể hòa hợp với Đường Học Khiêm rồi, nếu mình chủ động lui về hội đồng nhân dân, hình thành cục diện liên minh kháng Đường, ít nhất tốt hơn hiện một mình phải chống đỡ. Kim Quốc Hải đã quay về Viện Kiểm sát tỉnh, chức vụ mới chưa xác định. Sở dĩ tới giờ còn chưa thảo luận vị trí của hắn, là vì rất nhiều kẻ không muốn từ Học Bình trước khi rời khỏi Đông Hải nâng hắn lên. Nhóm Đường Học Khiêm vừa đi, Dương Húc Thăng, Dương Văn Thanh, Trần Tấn Cường, Phương Hoành Thanh cũng lần lượt kiếm cớ có chuyện rời đi, bọn họ không nhìn thấu thế cục biến hóa vi diệu, cũng không cho rằng từ Học Bình đi rồi, Đường Học Khiêm sẽ lập tức thất thế. Đường Học Khiêm lập nên được địa vị ở Hải Châu không phải là nhờ Đường Học Bình đứng sau lưng. Nếu năng lực Chu Phú Minh bằng một nửa Đường Học Khiêm thì cũng không bị mất đi sự ủng hộ của người khác, dù sao trong tay ông ta nắm đại quyền nhân sự. Tạ Hán Tĩnh trầm mặc, cảnh vừa rồi ông ta quan sát hết, Ái Đạt có hành động gì thì ông ta không biết, nhưng có thể khẳng định một điều, nếu có chuyện xấu xảy ra thì cũng là điều không thể tránh khỏi, phát sinh trước chưa chắc đã tệ hơn, quan trọng là phải mau chóng làm Chu Phú Minh rõ tình thế hiện nay, liên minh kháng Đường là lựa chọn duy nhất của ông ta. Chương 483, chờ bom tấn. Tạ Kiếm Nam xem đồng hồ, gọi Lưu Minh Huy tới hỏi chuyện chuẩn bị tiệc ở nhà khách Văn Sơn, biết đã chuẩn bị xong, liền nói. Thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta về dùng cơm trước rồi thảo luận hoạt động buổi chiều. Cát Ấm Quân sắc mặt khá kém. Cuộc họp báo của Ái Đạt cũng nên đi xem một chút chứ. Tạ Hán Tĩnh bình đạm nói. Chấp bọn đấy làm cái gì, tùy tiện kiếm một người tới là được. Bên phía chúng tôi còn có an bài. Cát Ấm Quân là hào tộc Hong Kong,
Tô Dật Quần nghe hắn nói đụng chạm tới vết thương của mình cũng đành nhịn, Tạ Hán Tĩnh nói thế, lòng Tô Dật Quần dễ chịu hơn, hỏi Tạ Kiếm Nam. Cậu của cậu lúc này có ở thành phố không? Tính thời gian thì chắc là rời đường cao tốc rồi, cậu tôi không quen dùng di động nên không liên hệ được, cậu tôi đã nói tới uống rượu với thư ký trưởng Tô thì nhất định không nuốt lời. Tạ Kiếm Nam đáp, điều này tôi tin. Tô Dật Quần quay sang Chu Phú Minh. Tôi được xem như quen biết rất nhiều người, nhưng làm tôi bội phục nhất là tỉnh trưởng Lý và Chu Cẩn Tì. Tỉnh trưởng Lý cũng hay nhắc tới ông ấy, nói ông ấy lui về sớm như vậy thật đáng tiếc, muốn mời ông ấy ra làm vài việc. Chu Phú Minh nghe thế lòng máy động, rất ít người biết Chu ra ngoài Chu Cẩn Du còn có Chu Cẩn Tì. Chu Phú Minh có biết vài việc không tường tận, nhưng đoán Tô Dật Quần có quan hệ không tệ với Chu Cẩn Tì. Xe đi tới, Tạ Kiếm Nam mời đám Chu Phú Minh lên xe, tới nhà khách Văn Sơn thì Chu Cẩn Tì đã đứng đợi bên đường, Tô Dật Quần là người đầu tiên nhìn thấy, bảo lái xe dừng lại, vội đi xuống. Anh tới sao không gọi điện nói trước một tiếng? Đã hẹn ăn cơm ở đây rồi, cần gì làm thêm việc thừa thãi? Chu Cẩn Tì vẫn cái giọng khàn khàn ấy. Lúc này Chu Cẩn Tì thân phận là giáo sư kinh tế học Đỗ Ết Đông Hải. Dù người không biết sức ảnh hưởng của Chu gia trong nước cũng không coi ông ta là ông già chỉ biết vùi đầu nghiên cứu học vấn. Chu Cẩn Tì năm nay 56 tuổi, cao gầy, tóc hoa râm, nhưng trông giống một ông già 70 quắc thước, đôi mắt sáng có thần đặc biệt gây ấn tượng với người ta. Tất cả tới tiểu lâu của Chu Phú Minh, trong quá trình nói chuyện, Chu Cẩn Tì hiểu được chuyện xảy ra ban sáng, cười khẽ nói. Chuyện nhỏ thôi, không cần để ý, người trẻ khó tránh được tính khí nóng nảy. Cậu ta không hiểu Dật Quần anh có ý tốt với cậu ta thôi. Kiếm Nam trước kia cũng hay cãi tôi, cứ như đám người đất chôn quá nửa người chúng ta nên nằm xuống luôn cho lỗ tai bọn chúng khỏi bị làm phiền vậy. Trong miệng ông ta, nhưng lời khắc bạc dối trá không ngượng mồm của Tô Dật Quần lại thành kỳ vọng lớn vào Ái Đạt cho nên mới có yêu cầu khắt khe, quả nhiên giỏi đổi trắng thay đen, điển hình loại người chỉ đạt mục đích bất chấp thủ đoạn. Cát Minh Tín bản lĩnh nhìn người không tệ, vừa tiếp xúc đã thấy Chu Cẩn Tì là kẻ lợi hại. Chu Cẩn Tì nói thế Tô Dật Quần càng cảm thấy mình bị ủy khuất, oán hận với Trương Khác càng sâu. Đám Chu Phú Minh, Tô Dật Quần, Tạ Hán Tĩnh không một kẻ nào xuất hiện, Trương Khác chẳng hề ngạc nhiên, từ Học Bình rời khỏi Đông Hải, trong mắt bọn chúng Ái Đạt đã chẳng là cái gì nữa, không hề biết mình chẳng hề coi bọn chúng vào đâu, chẳng qua bọn chúng cắn cản mới cho một gậy, để bọn chúng ngoan ngoãn mà thôi. Cuộc họp báo hôm nay, Ái Đạt không phải chuẩn bị thêm cái gì. Tất cả là nhờ đám Tạ Kiếm Nam mời rất nhiều phóng viên nội địa lẫn Hong Kong tới Hải Châu tham gia lễ khởi công, những phóng viên này quá nửa tập trung dưới tòa nhà hành chính tổng hợp của Ái Đạt. Những phóng viên này mặc dù không rõ chuyện đang sau vụ va chạm nho nhỏ ban sáng, nhưng Ái Đạt lúc này đột ngột tuyên bố họp báo, tất nhiên nghĩ tới phản kích Ái Đạt nhắm vào Khoa Vương. Đám phóng viên chỉ sợ hai xí nghiệp này cạnh tranh không đủ đẫm máu, nếu chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc hai công ty xông vào đánh nhau tại chỗ. Đám phóng viên này có ngủ cũng bật dậy cười, chuyến đi Hải Châu này thật đáng giá. Lần này đa phần phóng viên tới Hải Châu là người săn tin chuyên nghiệp về tin tức điện tử, nên rất am hiểu những nhân vật trong ngành này. Bọn họ bất ngờ phát hiện ra tứ cự đầu Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngải Mặc, Tô Tân Đông đều có mặt, còn có Lý Hữu Luân chủ tịch điện tử Minh Luân Đài Loan. Mà năm người này trừ Tô Tân Đông, không ai tham gia buổi lễ của Khoa Vương. Đám phóng viên tức thì trở nên hưng phấn. Điện tử Gia Tín cũng có chút tên tuổi đấy, nhưng so với Philip, T, C, Q, Ư, thôi đừng nói ra khỏi miệng thì hơn. Nếu tầng quản lý của Khoa Vương biết cả tam cự đầu kia rều tề tụ ở Hải Châu, sao có thể không mời bọn họ tham dự lễ khởi công? Câu giải thích duy nhất là Khoa Vương không hay biết gì. Trước tháng 1, Khoa Vương còn ký kết hiệp nghị hợp tác phát triển chip điều khiển với Minh Luân, tuy nói Khoa Vương hợp tác với điện tử Gia Tín. Độc lập nghiên cứu chip điều khiển có khả năng gây sức mẻ tình cảm với Minh Luân, nhưng dù sao Minh Luân hiện là nhà cung cấp chip điều khiển cho Khoa Vương, vậy mà đám người Khoa Vương không hề biết chủ tịch của Minh Luân xuất hiện ở Hải Châu. Các phóng viên lập tức ý thức được Ái Đạt sẽ tung ra một quả bom lớn rồi. Tuy có rất nhiều phóng viên tới tham cuộc họp báo của Ái Đạt, nhưng cũng có một phần tiếp tục theo đăng tin về Khoa Vương, dù sao buổi chiều Khoa Vương có hoạt động quyên tặng từ thiện đáng để đưa tin. Lúc này những phóng viên tới chỗ Ái Đạt đều ý thức được có tin gây sốc, người ích kỷ giữ kín, cũng có người nhiệt tình thông báo cho đồng nghiệp tới khỏi lỡ thời cơ. Bên phía Khoa Vương có Tạ Chiêm và Úc Bình tới, mặc dù không bị ngăn ngoài cửa, nhưng có hai bảo vệ theo sát, không được đi lại tùy tiện, bọn họ thấy cảnh này lập tức ý thức chuyện chẳng lành,
Trương Khác không phải vì buổi sáng xung đột với Tô Dật Quần mà nổi giận tổ chức họp báo, y đã có chuẩn bị trước. Tạ Kiếm Nam nhận được điện thoại của Tạ Chiêm thì bọn họ đang rượu chè tưng bừng ở nhà khách Văn Sơn, ở đây có quan lớn, có tỷ phú, có trí thức cấp cao, tưởng chừng là tâm điểm đáng chú ý nhất ở Hải Châu rồi, những người tham gia bữa tiệc này đều có chút kiêu hãnh. Buổi sáng Trương Khác nói muốn tổ chức họp báo, ai cũng nghĩ là y tuổi trẻ nóng tính, muốn tổ chức họp báo phản kích. Tạ Kiếm Nam biết Trương Khác sau nhà máy sản xuất mắt đọc còn có chiêu khác, nghĩ thế cũng không tệ, y nổi giận nói ra, càng tiện cho Khoa Vương biết sau này đuổi theo thế nào, cho nên mới ung dung uống rượu tán gẫu, tới 2 giờ chiều vẫn không vội an bài hoạt động buổi chiều. Ai ngờ Ái Đạt đã có chuẩn bị trước, ngay cả Tam Cự Đầu cũng tới Hải Châu tụ họp, làm người ta quá bất ngờ. Tạ Kiếm Nam cúp điện thoại mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, cố trấn tĩnh nói. Không có gì, Ái Đạt mở họp báo rồi, làm vẻ thần bí một chút, Tạ Chiêm gọi điện báo cho tôi. Mọi người còn chưa kịp nâng chén uống tiếp thì Lưu Minh Huy gõ cửa đi vào, ghé tai Tạ Kiếm Nam thì thầm, nói những phóng viên được Khoa Vương mời tới nhà khách Văn Sơn ăn cơm đã bỏ đi hết, tựa hồ tới nhà máy Ái Đạt. Vì đề phòng các phóng viên bị Ái Đạt kéo đi, khiến các hoạt động buổi chiều quá vắng vẻ, Tạ Kiếm Nam khẳng khái bày tiệc ở nhà khách Văn Sơn mời các phóng viên, còn chuẩn bị có quà lót tay. Vừa rồi hắn xem giờ thấy thời gian thấy sắp tới giờ, bảo Lưu Minh Huy đi phát phong bì trước, ai ngờ 10 phút sau hay tin đám phóng viên đó ăn no uống say, nhận tiền của Khoa Vương rồi bỏ đi hết, Tạ Kiếm Nam suýt nữa không kìm được đập bàn chửi bới. Lần này Tạ Kiếm Nam không che giấu được nữa rồi, Tạ Hán Tĩnh biết chuyện chẳng lành, hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngải Mặc với cả Lý Hưu Luân đầu ở Hải Châu. Tạ Kiếm Nam nghiến răng nói. Tô Dật Quần ngơ ngác hỏi. Bốn bọn họ là ai? Chương 484, cả đám bẽ mặt. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam có ý khiến Tô Dật Quần khinh thường Ái Đạt, nên không muốn nói thật, do dự một lúc, biết che giấu mãi là không thể, Trần Hán Tĩnh nói. Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngải Mặc cùng với Tô Tân Đông của Ái Đạt được giới truyền thông gọi là bốn cự đầu của ngành đầu đĩa, Lý Hữu Luân là nhà cung cấp chip điều khiển cho Khoa Vương. Bọn họ cũng có hợp tác với Khoa Vương chúng tôi. Các vị không biết bọn họ ở Hải Châu à? Tô Dật Quần rất ngạc nhiên. Nếu bọn họ quan trọng như vậy, sao Khoa Vương lại không hay biết gì việc họ tới đây? Tô Dật Quần ý thức được vấn đề có chút phức tạp, trong lòng hơi khó chịu, nghĩ, những lời mình nói buổi sáng có quá lỗ mãng không? Buổi sáng hắn nói Ái Đạt phải học tập Khoa Vương, tăng cường đầu tư kỹ thuật, còn muốn báo cáo cho Lý Viễn Hồ, liệu người khác nghe thấy có coi là trò cười không? Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Cát Minh Tín giờ nghe ra buổi sáng Tô Dật Quần trợn mắt nói láo rồi, đại khái là bị đám Tạ Kiếm Nam lợi dụng chơi xấu Ái Đạt, còn Tô Dật Quần căn bản không biết gì về sản nghiệp đầu đĩa, ngu ngơ bị chú cháu họ Tạ lừa. Hiện ông ta có cổ phần ở Khoa Vương, tất nhiên phải nói giúp Tạ Hán Tĩnh. Tên nhóc Trương Khác kia tôi chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng qua hành động việc làm của y mà xét thì đó là hạng tiểu nhân thích nấp đằng sau chơi thủ đoạn đê tiện. Lần này y mời cả em vợ và anh họ tôi tới Hải Châu mà tới hôm qua gặp ở khách sạn tôi mới biết đấy. Tô Dật Quần sắc mặt hòa hoãn hơn, nhưng trong lòng khúc mắc chưa gỡ bỏ hết. Chu Cẩn Tỳ vờ không hay biết gì, hỏi Tạ Kiếm Nam. Thằng nhóc đó bị người ta ghét như vậy sao? Tạ Kiếm Nam đang suy nghĩ vì hành động của Ái Đạt, có hơi mất tập trung, Tạ Hán Tĩnh đáp thay. Cậu thiếu niên đó không đơn giản, cho nên chúng tôi mới muốn toàn diện làm lớn Khoa Vương. Không ngại đầu tư lớn vào kỹ thuật, thu hút nhân tài từ Hong Kong, Đài Loan, còn khai thác thị trường Đông Nam Á trước Ái Đạt. Chu Cẩn Tỳ gật gù. Hán Tĩnh hơn 10 năm qua gây dựng chính thái lớn tới mức này, không dám nói là xí nghiệp dân doanh số 1 của tỉnh thì cũng phải thuộc ba hạng đầu, cậu ấy phải dùng toàn lực đối phó thì cậu thiếu niên kia không đơn giản đâu. Ông ta làm như không hề hay biết gì về Cẩm Hồ và Ái Đạt. Tô Dật Quần là người thân cận bên Lý Viễn Hồ. Tất nhiên biết một số tin tức tuyệt mật, ví như tài liệu Cẩm Hồ báo lên tỉnh ủy, Tô Dật Quần có xem qua, nhưng không coi trọng, giờ nghe nói thế mới biết trước kia mình không đủ xem trọng Trương Khác. Giống tình hình đại hội nhà phân phối tháng 11, Khoa Vương tổ chức hoạt động gì, Ái Đạt kéo hết phóng viên sang, làm người ta tức hộc máu. Tạ Kiếm Nam đành phải quyết định chuyển hoạt động từ thiện sang khu công nghiệp điện tử, thời gian còn phải đợi cuộc họp báo của Ái Đạt tổ chức xong đã, lòng đắng nghét không nói được với ai. Cả đám không ngồi ăn uống được nữa, lên xe tới Trấn Ích Long, tất nhiên không thể tới Ái Đạt để bẽ mặt, nhưng không thể không quan tâm tới hành động của Ái Đạt, tất cả tới văn phòng nhà máy Khoa Vương đợi tin,
Tạ Chiêm và Úc Bình vẫn ở cuộc họp báo sẵn sàng thông báo về. Tô Giật Quần mặc dù ít nhiều khó chịu với chú cháu họ Tạ, song biết muốn được thuận lợi điều tới Hải Châu, không thể thiếu sự ủng hộ của Tạ gia. Hắn năm nay đã 43 rồi, còn không tiến lên thì hết cơ hội, so với chức thư ký trưởng chính phủ tỉnh, hắn muốn làm thị trưởng, bí thư thành ủy có nhiều lợi lộc thực tế hơn. Huệ Sơn, kiến nghiệp thì hắn không dám mơ tưởng, mấy năm qua kinh tế Ái Đạt phát triển mau chóng, nên hắn có ý nhảy xuống cướp thành quả. Trong đại sảnh lầu tổng hợp Ái Đạt, lúc này các nhân viên công tác đang chuẩn bị máy chiếu, máy tính xách tay, đó toàn là thứ mới mẻ trong nước vào năm 96, rất nhiều phóng viên còn chưa được thấy mấy thứ này. Úc Bình ngồi vắt chân ở hàng ghế cuối cùng, bị bảo vệ của Ái Đạt theo sát, trong lòng rất khó chịu, nhưng không thể đuổi người ta đi được, vợ trấn tĩnh nhìn về phía trước. Bên trên có Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, lão già háo sắc người Mỹ, còn có rất nhiều người cô ta không quen biết, quay sang hỏi Tạ Chiêm, Tạ Chiêm cũng lắc đầu, hôm nay xuất hiện quá nhiều khuôn mặt mới mẻ. Rốt cuộc có ai biết Ái Đạt muốn làm gì không? Úc Bình bực bội nói. Úc Bình tiểu thư muốn biết vội thế sao? Tôi có thể giải đáp cho cô đấy. Úc Bình quay đầu sang, thấy nụ cười tà mị như có như không của Trương Khác, có chút lúng túng, quay sang nhìn Tạ Chiêm. Sắc mặt Tạ Chiêm u ám, không nói một lời, đây là địa bàn của người ta, tên nhãi này không đuổi mình ra đã là tốt rồi, Tạ Chiêm không hề hoài nghi chút nào là Trương Khác dám làm như thế. Không thèm nhìn Tạ Chiêm, Trương Khác ngắm nhìn những điểm nhạy cảm trên người cô tình nhân của Chu Phú Minh không chút cố kỵ, cô ta mặc áo nhung tím, nhìn biết ngay là hàng cấp cao, giá ít ra phải trên vạn, da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, môi hồng răng trắng, khí chất ưu nhã, có thể tính là mỹ nhân hiếm có. Úc tiểu thư muốn biết gì? Trương Khác gửi thấy mùi thơm không nồng nhưng không tan trên người Úc Bình, một loại nước hoa cao cấp. Ai biết nội tình đều hiểu Trương Khác là một trong số nam nhân quyền lực nhất Hải Châu. Úc Bình ở trước mặt nam nhân này cảm thấy không mấy tự tin, ánh mắt y trong mà sắc bén, cứ như nhìn thấu gan ruột người ta. Mặc dù không biết vì sao chàng trai trẻ này này lại gây cho mình cảm giác như thế, nhưng cô ta biết nhiều người sợ y như vậy. Nhất định y phải có chỗ hơn người, chẳng qua mình thiếu kiến thức mà thôi. Tô Tân Đông đi tới bục phát biểu, mặt bình thản như xuất hiện ở cuộc họp báo bình thường, còn nói gì đó với thư ký, tựa hồ có thứ chưa chuẩn bị thỏa đáng, xem ra đúng là cuộc họp báo gấp gáp. Tô Tân Đông thử micro, tiếng xè xè phát ra từ loa trên trần, hắn gật đầu, không rườm ra mà đi thẳng vào vấn đề. Một năm qua Ái Đạt làm một số việc, nhưng có người không hài lòng, hôm nay chúng tôi bị phê bình. Chúng tôi tiếp nhận phê bình đó. Cuộc họp báo này công bố hai tin tức, một cái khả năng các phóng viên nhạy bén đã biết rồi, trước đó Ái Đạt đã ký hiệp nghị huy động vốn với hai công ty đầu tư quốc dụ, quốc phú của Hồng Kông, Ái Đạt phát hành 100 vạn cổ phiếu cho hai công ty này, thu được 40 triệu đô la Mỹ, hiệp nghị đã được báo lên ban ngành liên quan, có lẽ có bạn phóng viên còn chưa biết, nên chúng tôi nhân cuộc họp báo này công bố. Bên dưới có tiếng xì xào, quả nhiên không ít người chưa biết tin. Tô Tân Đông hắng giọng nói tiếp. Tôi đại diện cho Ái Đạt tuyên bố, số tài trình thu được đem đầu tư cho kỹ thuật sẽ không ít hơn 15 triệu đô la Mỹ, chúng tôi sẽ chuyên môn xây dựng một trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật ở khu công nghiệp điện tử. Chúng tôi cho rằng đây là chuyện đầu tư bình thường của một doanh nghiệp hiện đại, không có gì đáng ngạc nhiên. Trước lễ khởi công, chúng tôi không định công bố tin này, mong các bạn phóng viên thông cảm, làm các bạn mất đi một cơ hội đăng tin. Tô Tân Đông giọng bình bảm. Các phóng viên cười hiểu ý, Khoa Vương có đầu tư một khu nghiên cứu 50 triệu đô la Hồng Kông đã làm dùm beng lên, Ái Đạt đầu tư gấp đôi số đó lại không thèm đưa tin. Một tin nữa làm bọn họ giật mình, Ái Đạt phát hành thêm 100 vạn cổ phiếu thu được 40 triệu đô la Mỹ, vậy toàn bộ cổ phần Ái Đạt giá trị bao nhiêu? Quốc Phú là công ty không có trên thị trường chứng khoán, tin tức không cần công khai, quốc dụ có tên trên thị trường chứng khoán London, tuy đã công bố. Nhưng phóng viên trong nước năm 96 còn chưa đủ chuyên nghiệp, đám Trương Khác cố ý kín tiếng không chủ động công bố ra, lúc này các phóng viên biết được mới cả kinh. Các phóng viên phía dưới không kìm được thì thầm với nhau. Chương 485, thiếu phụ động tình. Trương Khác ngồi ở đây, Tạ Chiêm tất nhiên không thể kịp thời gọi điện thông báo cho Tạ Kiếm Nam. Trương Khác nhìn Tạ Chiêm, Úc Bình nói. Mọi người ngạc nhiên lắm à. Mấy ngày trước Tạ Kiếm Nam chẳng phải tới Hồng Kông mời cha con Cát Minh tin sao? Tôi tưởng anh ta biết rồi chứ, tin tức này có cho đăng ở Hồng Kông mà. Tạ Chiêm nghe thế thì cau mày đi ra ngoài gọi điện cho Tạ Kiếm Nam, nghe giọng điệu bình thản của hắn, hiển nhiên đã biết chuyện này.
Úc Bình nghiêng đầu nhìn Trương Khác, y ngồi thẳng mình chăm chú nhìn phía trước, hoàn toàn không ngờ được nam nhân này có tài phú khổng lồ như thế. Úc Bình đương nhiên biết y có quan hệ với Cẩm Hồ, Ái Đạt và Tân Cưng, cho dù cổ phần mới nhất của Cẩm Hồ không báo lên thành ủy, nhưng không chênh lệch bao nhiêu, tính kỹ càng ra, nam nhân này không ngờ có 280 triệu đô la Mỹ. 280 triệu đô la Mỹ, Úc Bình thầm đổi ra nhân dân tệ, giật mình thêm lần nữa. Tài phú là đặc tính thu hút nhất của một nam nhân, Úc Bình chăm chú nhìn khuôn mặt Trương Khác, cái mũi gầy, môi lúc nào cũng hơi cong cong tựa như cười, vừa mạnh mẽ lại vừa nho nhã, hết sức đẹp trai, lãng tử, nhìn thôi đã thấy thất thần. Nữ nhân nào có thể hưởng thụ được cậu ta đây? Con gái Đường Học Khiêm sao? Quá non, còn nhớ Tạ Vãn Tình tới Hải Châu là hàng xóm với Trương gia, cha mẹ Trương Khác lại ở Tân Vu, quả phụ xinh đẹp đó liệu đã đưa nam nhân hấp dẫn này lên giường chưa? Nghĩ như thế, giữa hai chân không ngờ có chút ngứa ngáy, cô ta đổi tư thế, để có hai chân vào nhau, cảm giác càng thêm rõ ràng, không khỏi mắng bản thân sao có thể có cảm giác đó vào lúc này, chẳng còn để ý Tô Tân Đông đang nói gì nữa. Đột nhiên có phóng viên đứng bật dậy, có người ùa tới phía trước, ai đó hô lên. Siêu cấp VCD, tứ cự đầu liên hợp nhau nghiên cứu đưa ra đầu đĩa thế hệ mới rồi. Tạ Chiêm vừa gọi điện cho Tạ Kiếm Nam quay vào, thấy phóng viên vây lấy Tô Tân Đông. Không hiểu xảy ra chuyện gì, hỏi Úc Bình. Có chuyện gì thế? Úc Bình vừa rồi nhìn Trương Khác tới thất thần, phía dưới hơi ươn ướt rồi, Tô Tân Đông nói gì cô ta đâu có nghe, bị Tạ Chiêm hỏi, có chút hoảng loạn. Trương Khác vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn, tầm nhìn bị phóng viên che mất, cũng chẳng tỏ ra phật ý, quay sang nhìn Úc Bình, thấy má cô ta ửng đỏ, mắt lả lơi, thầm nghĩ cô gái này thật biết lợi dụng vốn liếng của mình, không hề biết cô ta vừa lấy y ra oai oai, cười nói. Mỗi một cái máy thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Vừa rồi Tô Tân Đông nói Ái Đạt huy động được 40 triệu đô la Mỹ mà chẳng thấy phóng viên kích động như thế, lúc này chỉ một cái máy lại khiến tất cả xôi trào, Tạ Chiêm ý thức được chuyện không hay rồi, nghe thấy Tô Tân Đông tiếp tục nói. Các bạn phóng viên, xin mọi người kiên nhẫn một chút, chúng tôi tiếp theo đây sẽ giới thiệu chi tiết kỹ thuật máy mới vượt qua toàn diện máy hiện nay, mấy tháng trước, CTT và CQ đã có kế hoạch liên hợp khai phát chip giải mã đời mới. Đồng thời có được đột phá, tới đầu tháng 11 liên hiệp với Ái Đạt và Philip cùng phát triển kỹ thuật ngoại tầng. Hiện Ái Đạt đã xin bảo hộ độc quyền các kỹ thuật ngoại tầng này, để đẩy nhanh việc phổ biến máy mới, Ái Đạt sẽ đem kỹ thuật chip điều khiển chuyển nhượng cho City Minh Luân Đài Loan. Tạ Chiêm cảm thấy đầu ù ù, nhất thời không để ý tới lời của Tô Tân Đông, chỉ nghĩ tới việc TCQ, Philip, Ái Đạt liên hợp đưa ra máy mới vượt bậc so với đầu đĩa hiện tại, thêm vào phóng viên phía trước không ngừng bàn tán. Làm lời sau đó của Tô Tân Đông không nghe thấy được nữa. Vì sao? Một phóng viên cướp lấy micro, nói. Tôi là phóng viên thông tấn sản nghiệp điện tử, xin hỏi giám đốc Tô, vì sao Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật ngoại tầng cho Minh Luân Đài Loan? Theo lý giải thông thường, cho dù các doanh nghiệp khác muốn phát triển kỹ thuật ngoại tầng tương đương ít nhất sẽ tốn nửa năm, huống hồ là kỹ thuật thăng cấp toàn diện, Ái Đạt không muốn phân ngạch thị trường tăng từ 40% lên 50%. 60% thậm chí cao hơn à? Cái gì? Tạ Chiêm hoài nghi mình nghe nhầm, Ái Đạt không định dựa vào kỹ thuật độc quyền để độc chiếm thị trường. Đúng vậy, muốn đuổi theo Ái Đạt các doanh nghiệp khác cần ít nhất nửa năm, không biết Khoa Vương cầm cự nổi nửa năm không? Tạ Chiêm bất chấp Trương Khác ở bên, vịn lưng ghế muốn đứng lên nhìn cho rõ. Trương Khác nhìn hắn rất ngứa mắt, ra hiệu cho bảo vệ, người đó liền đi lên tóm lấy cánh tay Tạ Chiêm kéo xuống. Tạ Chiêm điên lên giống lên. Kéo cái gì? Trương Khác ngồi trên ghế thoải mái duỗi mình, lạnh nhạt nói. Hình như cởi giày ra hắn trèo lên ghế thì lịch sự hơn một chút. Tạ Chiêm tức tín mặt, nhưng ở địa bàn của người khác không dám làm gì, lại không nghe thấy Tô Tân Đông ở phía trước nói gì, không hiểu micro có vấn đề hay là loa hỏng, phóng viên phía trước cứ nhao nhao không hiểu chuyện gì xảy ra. Tạ Chiêm sốt ruột nhìn Úc Bình nhón chân lên, mặc dù cô ta khá cao. Nhưng bị người phía trước che mắt không thấy gì cả, Tạ Chiêm đành cởi giày teo lên trên ghế, thấy Tô Tân Đông cúi đầu thử micro, hình như micro có vấn đề thật. Thư ký Tô Tân Đông đi tới thử micro, tiếp đó Tô Tân Đông cười xấu hổ nói. Tôi chưa dùng loại micro này bao giờ, vô tình ấn vào nút tắt, câu hỏi của bạn phóng viên vừa rồi. Tạ Chiêm hận ngứa ngáy răng lợi, Tô Tân Đông xuất thân kỹ thuật, làm gì có chuyện không biết dùng một cái micro. Di động trong túi vang lên. Tiếng chuông rất to, có mấy phóng viên quay lại tức tối nhìn hắn,
Tạ Chiêm lấy ra xem thấy số của Tạ Kiếm Nam, ấn nút nghe ngay. Ái Đạt đưa ra máy mới là sao? Giọng gấp gáp của Tạ Kiếm Nam truyền tới, không biết có phóng viên nào vội vã truyền tin đi, tin tức vụn vặt làm bên kia không nhẫn nại được gọi điện tới. Tạ Chiêm không rõ tình hình, giải thích ra làm sao? Trương Khác uể oải nói. Điện thoại của Tiểu Lục à? Vừa xong tôi đã nói rồi, các vị có gì không hiểu tôi có thể giải đáp. Nụ cười của Trương Khắc tuyệt đối được liệt vào loại đáng ăn đòn, làm người ta nhìn thấy là muốn nổi khùng. Thua trận không thua người, Tạ Chiêm vẫn còn có chút khí cốt, kệ những lời gây hấn của Trương Khắc, kẹp di động vào giữa cổ và vai, một giữ lấy lưng ghế, cố nghển cổ lên nhìn, Tạ Kiếm Nam ở bên kia lại hỏi lần nữa, hắn đáp. Tình hình chưa rõ lắm, T và C, Q đưa ra chip giải mãi thế hệ mới, rồi liên hợp với Ái Đạt, Philip phát triển kỹ thuật ngoại tầng, bọn chúng đã làm ra máy mẫu. Ái Đạt muốn chuyển nhượng kỹ thuật ngoại tầng cho Minh Luân. Anh làm rõ tình huống rồi gọi điện cho tôi. Tạ Kiếm Nam ý thức được vừa rồi mình hơi mất kiềm chế, giọng hòa hoãn hơn rồi cúp điện thoại. Một tháng rưỡi trước chúng tôi đã biểu lộ rõ lập trường rồi, không lợi dụng ưu thế kỹ thuật, giá thành để đả kích doanh nghiệp cùng ngành, câu này không phải nói suông. Giọng Tô Tân Đông vang lên. Ngay cả bây giờ Ái Đạt ra máy mới cũng sẽ không tùy ý điều chỉnh mục tiêu thị trường đưa ra đầu năm. Chuyển nhượng kỹ thuật cho Minh Luân, cũng là cùng các doanh nghiệp trong nghề chia sẻ kỹ thuật, làm vậy có lợi cho máy mới được phổ biến rộng khắp. Còn nữa, Ái Đạt và Minh Luân trong quá trình hợp tác sẽ trao đổi cùng nâng cao trình độ nghiên cứu kỹ thuật. Hỗn loạn một hồi, lúc này hiện trường đã ổn định lại một chút, rất nhiều phóng viên đưa tay về phía Tô Tân Đông muốn xin micro, thư ký của Tô Tân Đông đưa micro cho một cô phóng viên khá xinh xắn. Tôi là phóng viên của báo Đông Phương. Giám đốc Tô có thể tiết lộ thêm chi tiết hợp tác giữa Ái Đạt và Minh Luân không? Chúng tôi dự đoán, sau khi Ái Đạt điều chỉnh mục tiêu thị trường, do giá đầu đĩa hạ xuống, dù Ái Đạt có nhà máy sản xuất mắt đọc thuận lợi đi vào sản xuất ở đầu năm, nhưng lợi nhuận năm 97 ắt tụt giảm, chuyển nhượng kỹ thuật cho Minh Luân phải chẳng có được chút bù đắp. Chương 486, Ái Đạt chẳng là cái gì? Micro được trả cho Tô Tân Đông, các phóng viên khác cố gắng chĩa máy ghi âm vào gần miệng Tô Tân Đông. Có một điểm tôi đính chính một chút, công xưởng nhà máy mắt đọc đã hoàn thành từ năm ngoái, thiết bị sản xuất đã lắm xong, chỉ đợi công nhân được Philip bồi huấn xong là có thể khởi động sản xuất. Chúng tôi được T, Philip cung cấp kỹ thuật hoàn thiện, hạng mục nhà máy mắt đọc sẽ sản xuất thuận lợi. Còn chi tiết hợp tác với Minh Luân, hay là chúng tôi mời Chủ tịch Lý giới thiệu một chút. Tô Tân Đông đưa micro cho Lý Hữu Luân, cho dù Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật cho Minh Luân, Khoa Vương cũng khá bất lợi. Khoa Vương sau khi nhận điện tử ra tín đầu tư đã ngừng hợp tác kỹ thuật với Minh Luân. Tạ Chiêm đang nghi Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật Minh Luân, phải làm sao khôi phục quan hệ với Minh Luân thì nghe Trương Khác ở bên cạnh nói với Úc Bình. Không cần nghe ông ấy nói mấy lời xã giao làm gì, cô không nghe được tin tức hữu dụng gì đâu. Để tôi nói cho cô biết chi tiết nhé, có hai điểm, Minh Luân căn cứ vào kỹ thuật ngoại tầng Ái Đạt hỗ trợ, mỗi chip điều khiển Ái Đạt lấy 12% giá coi như phí chuyển nhượng kỹ thuật. Đồng thời giới hạn Minh Luân đồng thời cung cấp chip thử nghiệm tối đa cho 6 doanh nghiệp, còn về phần Minh Luân có gạt Khoa Vương ra khỏi 6 doanh nghiệp đó không thì Ái Đạt và Minh Luân không có hiệp nghị bí mật riêng nào. Nói tới đó nhìn xem vẻ mặt của Úc Bình và Tạ Chiêm có biến hóa gì. Nói cách khác Ái Đạt đút túi 12% mỗi chip điều khiển Minh Luân bán ra, điểm này còn tạm, giá chip điều khiển khá thấp chiếm 5,8% giá thành sản xuất thôi, nhưng bên tăng bên giảm lại thêm lần nữa kéo giãn khoảng cách hai công ty. Nhìn cái bộ mặt của Trương Khác là Tạ Chiêm uất rồi, có điều làm hắn khó chịu nhất là Ái Đạt không ngờ hạn chế Minh Luân cung cấp chip thử nghiệm tối đa cho 6 doanh nghiệp, rõ ràng chơi Khoa Vương một vố. Trước khi ra máy mới, nhà cung ứng cung cấp linh kiện thử nghiệm, doanh nghiệp cố gắng nhanh chóng đồng bộ sản phẩm đưa ra thị trường, nếu không có được chip thử nghiệm này, Khoa Vương không chỉ tụt hậu so với Ái Đạt còn thua kém 6 doanh nghiệp đầu đĩa khác. Trương Khác thấy mặt Tạ Chiêm không có biến hóa mấy. Chỉ khóe miệng hơi giật một cái, mỉm cười nói. Tôi là người không bao giờ dồn người khác vào đường cùng, nhưng các vị ba bốn phen gây hấn hãm hại chúng tôi, không cho một bài học không được. Nói xong câu này y không thèm nhìn Tạ Chiêm và Úc Bình nữa bỏ ra ngoài. Câu nói này của Trương Khác như cái tát đanh gọn lên mặt Tạ Chiêm, hắn không hề có sức chống đỡ. Trong lòng Úc Bình nhộn nhạo một tình cảm lạ, cô ta không ngờ chàng cha này ra uy, dù miệng mỉm cười. Lại có thể gây cho người khác áp lực gần như không thể kháng cự được. Cuộc họp báo cho tới tận 5 giờ chiều còn chưa kết thúc,
không phải vì đám Tô Tân Đông nói rông nói dài mà hơn hai mấy phóng viên có mặt bám lấy không cho họ đi. Các phóng viên không chỉ yêu cầu nhân viên kỹ thuật của Ái Đạt biểu diễn máy mới, còn yêu cầu mang mấy chiếc đầu đĩa đang lưu hành ra để so sánh. Ái Đạt cũng không keo kiệt, thậm chí đồng ý yêu cầu của phóng viên tháo máy mẫu ra cho bọn họ chụp ở khoảng cách gần, cuối cùng Ti, C, Q, Philip, Ái Đạt Minh Luân liên doanh tuyên bố, vì máu chóng phổ biến đầu đĩa mới ra thị trường, 5 công ty sẽ chọn 6 doanh nghiệp có điều kiện phù hợp cung cấp linh kiện lắp máy thử nghiệm. Đợi tới khi các phóng viên quay sang truy hỏi đám Trần Tín Sinh những vấn đề tư nhân, Tạ Chiêm và Úc Bình mới rời đi, hiện giờ không còn một ai là quan tâm tới hoạt động buổi chiều của Khoa Vương nữa, tất nhiên không tính truyền thông Hải Châu. Còn về những người nhận phong bì của Khoa Vương, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, may mà Khoa Vương mau chóng đưa ra tuyên bố hủy bỏ hoạt động quyên tặng từ thiện. Tin tức Tạ Chiêm có được đã gọi điện báo hết cho Tạ Kiếm Nam rồi, không biết bọn họ có thương lượng ra đối sách gì chưa. Khi Tạ Chiêm tới nhà máy Khoa Vương, các lãnh đạo thành ủy đã rời đi, Chu Cẩn Tỳ cũng đưa Tô Dật Quần về thành phố. Tô Dật Quần cũng hiểu lần này Ái Đạt cho Khoa Vương một đòn phản kích dữ dội, không tính toán chuyện chiêu đãi gì nữa, và lại hắn cũng có chuyện muốn trao đổi riêng với Chu Cẩn Tỳ. Tạ Chiêm và Úc Bình về tới nơi thì Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh, Trần Gia Thiện, Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân, Trần Tĩnh đang trong phòng hội nghị, lần này Lưu Minh Huy cũng được tham gia. Người có ý kiến lớn nhất với hắn là Triệu Cẩm Vinh đã bị đẩy khỏi Khoa Vương. Tạ Hán Tĩnh thấy hai người kia thì hỏi ngay. Có thấy máy mẫu không, có thể thay thế máy đang lưu hành trên thị trường chứ? Thấy rồi. Tạ Chiêm ủ rũ gật đầu. Bọn họ không hề ngại tiết lộ bí mật kỹ thuật, sẵn sàng cung cấp máy mẫu cho các doanh nghiệp khác. Tạ Hán Tĩnh bảo hai người ngồi xuống, nói. Ái Đạt Liên Hợp Ti, C, Q, Philip đưa ra hành động này, Tân Khoa. Sony chịu tác động trực tiếp lớn hơn chúng ta, vừa rồi tới mới được tin, Tân Khoa trước giờ hỗ trợ một công ty Đài Loan nghiên cứu chip giải mã, công ty kia đã giành được thành tựu nhất định. Nghe giám đốc Tân Khoa nói, công ty kia nhiều nhất một năm nữa có thể đưa ra chip giải mã hoàn thiện, hiện giờ T và C, Q làm ra chip giải mã đời 3 rồi, không biết công ty kia có từ bỏ không? Tạ Chiêm hỏi, Sony thì sao, vì sao chú nói họ cũng bị đả kích? Chúng ta luôn nghĩ mãi không ra vì sao Philip tích cực hỗ trợ Ái Đạt mặt đọc như thế, chúng ta cũng không hiểu vì sao Ái Đạt lại hạ mục tiêu thị trường, giờ thì tất cả đã có lời giải thích. Tạ Hán Tĩnh đem lời thảo luận trước đó kể lại cho Tạ Chiêm. Giữa Sony và Ái Đạt, Philip lựa chọn Ái Đạt làm đối thủ cạnh tranh, thực chất là Philip bị ép hợp tác khai phát kỹ thuật ứng dụng ngoại tầng với T, C, Q và Ái Đạt, nếu không bọn họ sẽ phát triển siêu cấp VCD trên cơ sở mắt đọc của Sony. Đó là điểm chí mạng với Philip, Philip đã khuất phục, vậy Sony cũng bị đả kích. Tạ Chiêm gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong lại hỏi. Vậy sao Ái Đạt không thừa cơ lũng đoạn thị trường còn đem kỹ thuật ngoại tầng chuyển nhượng cho Minh Luân? Điểm này các tiên sinh suy nghĩ thấu triệt, trong việc khai thác kỹ thuật, hẳn T và C, Q chiếm địa vị chủ đạo, Ái Đạt ở địa vị phụ thuộc, T và C, Q muốn mau chóng phổ biến siêu cấp VCD. Siêu cấp VCD có tính năng gần DVD ra sao nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, bọn họ phải nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trước khi DVD đưa ra. Từ đó có thể thấy T và C, Q không cho Ái Đạt độc chiếm thị trường, như thế ảnh hưởng tới việc phổ biến siêu cấp VCD, chứ không phải là Ái Đạt không muốn. Cát Minh Tín bổ sung thêm. Còn một nguyên nhân nữa, T và C, Q rất chú trọng danh dự bảo vệ tri thức bản quyền, là hạng làm gái điếm lại còn muốn bia trinh tiết. Nếu chỉ 4 công ty đó độc chiếm siêu cấp VCD, vậy vấn đề nguồn đĩa ra sao? Bọn họ không muốn thành mục tiêu bị chỉ trích, cho nên phát tán kỹ thuật ra, sau này có xuất hiện hành vi xâm phạm bản quyền, bọn họ cũng phủi sạch. Tạ Kiếm Nam gật đầu, dù lý trí hay là nhu cầu tâm lý hắn cũng muốn tin Ái Đạt không mạnh tới mức đó, nếu không chẳng khác gì cái tát quá mạnh với hắn. Chúng ta khả năng đã quá lo lắng, T và C, Q chiếm chủ đạo, Ái Đạt không có lợi nhiều như ban đầu chúng ta nghĩ đâu. Hiện giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề linh kiện thử nghiệm, có thể đi đường vòng với công ty khác, Ái Đạt chỉ hùng hổ bề ngoài, thực ra không có gì. Đám Tô Tân Đông vẫn bị phóng viên bám lấy không thoát thân được, Trương Khắc giáo huấn Tạ Chiêm xong tâm tình khoan khoái rời hiện trường, tụ họp với đám Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa. Diệp Kiến Bân vừa thấy Trương Khắc, hưng phấn nói lớn. Cuối cùng tôi cũng biết trong hồ lô của cậu bán thuốc gì rồi. Tôi bán thuốc gì? Trương Khắc bị Diệp Kiến Bân hét lớn làm giật mình. Tên nhóc cậu muốn kéo điện tử Gia Tín vào bẫy, cậu thích tung một chiêu giấu một chiêu,
lần này nhất định còn thứ gì đó giấu kín. Trương Khắc nhún vai. Có gì lạ đâu, ai lại đem hết bí mật công ty công bố ra. Quan trọng là tôi đoán được cậu giấu gì sau lưng rồi. Diệp Kiến Bân vinh mặt đắc ý nói. Chương 487, một cơ hội khác. Giấu cái gì? Trương Khắc khoanh tay mỉm cười. Tôi đứng đây nghe anh đoán đây. Tôi không cần đoán, tôi có thể khẳng định rồi. Diệp Kiến Bân nói chắc nịch, thấy mắt Trương Khắc có vẻ hoài nghi, kéo y ra chỗ vắng người nói. Mục đích lớn nhất của cậu là nhanh chóng phổ biến siêu cấp VCD để ngăn chặn DVD xuất hiện, nhưng tình thế ở Đông Nam Á đang lo ngại, cậu không muốn chúng tôi mạo hiểm, nên trăm phương nghìn kế kích thích Khoa Vương Liên Hợp Điện Tử Gia Tín đi khai thác thị trường Đông Nam Á. Tên tiểu tử cậu không làm cái chuyện hại người không có lợi cho mình, nhưng Khoa Vương khai thác thị trường Đông Nam Á thì có lợi gì cho cậu? Khoa Vương lại không mua mắt đọc của Ái Đạt, mà chip điều khiển thì lợi nhuận không cao. Tới đây hắn cười gằn. Khai ra đi, Ái Đạt được chia bao nhiêu lợi nhuận từ chip giải mã? Trương Khắc cười lớn. Không đơn giản, không đơn giản, ít nhất đám Cát Minh Tín, Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam không thể đoán ra dụng ý của tôi, nhưng không phải Ái Đạt mà là Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ được lợi. Bọn chúng đoán không ra là vì bọn chúng không coi trọng bài viết của chú hai. Diệp Kiến Bân thấy Trương Khắc thừa nhận, cao hứng cười. Bọn chúng chỉ cho rằng Ái Đạt không đủ sức khai thác thị trường Đông Nam Á. Lúc này nói ra cũng không sao, Diệp Kiến Bân đáng tín nhiệm. Đa định sẵn không thoát khỏi kiếp nạn này, Trương Khắc không thể để Thực Nghiệp Gia Tín đi mạo hiểm, nhưng chuyện phổ biến VCD, siêu cấp VCD không thể để sau khi nguy cơ kinh tế qua đi mới làm, tới lúc đó siêu cấp VCD sẽ triệt để mất đi thị trường mới nổi này. Phương pháp tốt nhất là để Điện tử Gia Tín làm thay. Bất kể là từ quy mô hay sức ảnh hưởng, Điện tử Gia Tín đều có năng lực mau chóng khai thác thị trường Đông Nam Á, Trương Khắc lại ghét cha con Cát Minh Tín, không hại chúng thì hại ai. Còn về phần Tạ gia, có lẽ kiếm được lợi ích trong đó, đương nhiên rồi, nếu không liên kết với Điện tử Gia Tín hạ giá thành sản xuất tới, cơn bão tài chính sẽ cho bọn chúng chết rất khó coi, nhưng để Khoa Vương bên mép vực sinh tồn mới càng phù hợp với tình thú thẩm mỹ độc đáo của Trương Khắc. Trong mục tin tức buổi tối của DTHTW có đưa tin sự ra đời của siêu cấp VCD, đương nhiên vì quan hệ tốt đẹp giữa DTHTW và Ái Đạt, nên tin tức nhấn mạnh tác dụng của Ái Đạt trong việc phát triển đầu đĩa mới, đồng thời cho đăng Ái Đạt huy động được 20 triệu đô la Mỹ. Còn trong mắt người trong nghề, tác dụng của Ái Đạt nhỏ hơn một chút, nhưng nhận thấy tin tức này cùng tin tức hơn 20 tờ báo nhận lời mời tới Hải Châu của Khoa Vương, chắc chắn đã tăng cường thêm sức ảnh hưởng của Ái Đạt. Đồng thời giảm bớt sức ảnh hưởng của quảng cáo Tiêu Vương. Gần như không một ai quan tâm tới tin tức Khoa Vương đầu tư 50 triệu đô la Hong Kong vào trung tâm nghiên cứu, hoạt động Tạ Kiếm Nam dày công chuẩn bị đều biến thành làm nền cho Ái Đạt, làm hắn rất uất hận. Đương nhiên hắn không còn nhiều thời gian điều chỉnh lại tâm tình, Ái Đạt Liên Hợp TCQ, Philip chính thức đưa ra lời mời doanh nghiệp đầu đĩa tham gia thử nghiệp đầu đĩa siêu cấp VCD, Khoa Vương bị gạt ra khỏi danh sách. Trần Gia Thiện đề nghị để Chu Phú Minh ra mặt gây áp lực với Ái Đạt, Tạ Kiếm Nam cảm thấy khả năng Trương Khắc nhượng bộ là rất nhỏ, y hoàn toàn có thể lấy ti, c, kêu ra làm lá chắn, nếu như thế, Khoa Vương tự chuốc nhục vào thân. Có điều nếu Chu Phú Minh sẵn lòng ra mặt thì thử một chút cũng không sao, nhưng Khoa Vương tập trung tinh lực tìm chỗ đột phá khác. Úc Bình gọi điện cho Chu Phú Minh nhắc tới chuyện này, ông ta do dự một lúc mới gọi điện cho Đương Học Khiêm. Chu Phú Minh không tự tin khiến Trương Khắc nhận lợi, nếu trực tiếp đề cập với y mà bị từ chối ngay trước mặt thì bí thư thành ủy ông ta còn mặt mũi nào nữa. Nguy hiểm quá lớn, tên nhóc đó dám làm thế lắm, thư ký trưởng chính phủ tỉnh có tỉnh trưởng đứng sau mà y còn dám mỉa mai ngay trước đám đông thì có ngán gì kẻ đang thất thế như ông ta. Thông qua Đường Học Khiêm thì không có mấy vấn đề, ít nhất về chức vụ trong đảng, Đường Học Khiêm phải tôn trọng ông ta. Đường Học Khiêm tất nhiên không tiện trực tiếp từ chối. Lý do của Chu Phú Minh hết sức quang minh chính đại, thêm một doanh nghiệp điện tử Hải Châu tham gia thử nghiệm, là có lợi cho kinh tế Hải Châu. Nếu như Chu Phú Minh không mặt mũi nào chỉ đích danh Khoa Vương, Trương Khắc được Đường Học Khiêm chuyển lời liền sảng khoải đồng ý. Đúng thế, thêm một doanh nghiệp điện tử Hải Châu tham gia thử nghiệm, đúng là có lợi cho kinh tế Hải Châu. Hải Châu có hơn 20 doanh nghiệp điện tử, Ái Đạt vì đại cục, sẽ thuyết phục Ti và C, Q, Philip đồng ý cho một doanh nghiệp tham gia thử nghiệm. Đường Học Khiêm chuyển lời cho Chu Phú Minh, ông ta càng nghiền ngẫm lời Trương Khắc càng thấy ý tứ không ổn, nhưng lúc này ông ta không thể trường cái mặt ra nữa, ông ta làm thế là đủ rồi, đem nguyên văn nhờ tiểu tình nhân Úc Bình chuyển cho đám Tạ Kiếm Nam.
Tạ Hán Tĩnh nghe được lời Trương Khắc truyền qua mấy cái miệng, tức tới khí huyết trong lồng ngực nhộn nhạo, ý của Trương Khắc quá rõ rồi, không chỉ không cho Khoa Vương tham dự, còn nâng đỡ một doanh nghiệp điện tử khác ở Hải Châu cạnh tranh với Khoa Vương. Địa vị của Ái Đạt trên thị trường đầu đĩa đã được củng cố, dù Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, đều không có năng lực đi lay chuyển được. Ái Đạt muốn nâng đỡ một doanh nghiệp điện tử ở Hải Châu, cũng chỉ thu hẹp không gian thị trường của đám doanh nghiệp cấp 2 bọn họ. Lời của Trương Khắc không phải là dọa dẫm, như thế ở Hải Châu, Khoa Vương không phải chỉ chống lại Ái Đạt, còn phải trực tiếp cạnh tranh với một doanh nghiệp nữa, chưa kể các đối thủ rất mạnh như Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa đang đợi chúng. Toàn bộ tầng quản lý của Khoa Vương ngay trong đêm thương lượng đối sách, cách giải quyết tận gốc là phải nhanh chóng xoay chuyển thế yếu về kỹ thuật và giá cả, yêu cầu điện tử Gia Tín lập tức đưa lượng lớn nhân viên kỹ thuật tới chi viện cho Khoa Vương. Trái lại tin tức một hạn ngạch thử nghiệm dành cho doanh nghiệp điện tử Hải Châu được đưa ra, hơn 20 doanh nghiệp điện tử Hải Châu tức thì trở nên phấn khích. Trước mặt Ái Đạt và Khoa Vương thì thực lớn hơn 20 doanh nghiệp kia thực lực không bằng được, dù bọn họ thời gian làm đầu đĩa có lâu hơn Khoa Vương một chút, nhưng không có ưu thế tài chính, cho nên trong thời gian ngắn khó mở rộng quy mô thành lập nên được mạng lưới tiêu thụ của mình. Nhưng không thể phủ nhận hai đại hội nhà phân phối quy mô lớn ở Hải Châu cho doanh nghiệp này lợi ích không nhỏ, không phải nhà phân phối nào cũng đáp ứng được yêu cầu tiền đảm bảo của Ái Đạt, Khoa Vương nên những doanh nghiệp kia thành lựa chọn thay thế, xúc tiến lượng tiêu thụ của họ. Tháng 12 năm 96 lượng tiêu thụ của Ái Đạt giữ ở mức 23 vạn chiếc, Khoa Vương tăng lên mức 6 vạn chiếc. Các doanh nghiệp khác cũng chừng 3 vạn chiếc, tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Những doanh nghiệp này chi phí marketing thấp hơn hẳn Khoa Vương, Ái Đạt nên cho dù chi phí chế tạo hơi cao, nhưng lợi nhuận thu được cũng rất khá. Có người giàu lên thì hài lòng, có người thích mạo hiểm, càng theo đuổi nhiều tài phú hơn nữa, nhưng Ái Đạt có sức mạnh tuyệt đối, Khoa Vương không phải là đối thủ mà doanh nghiệp thường có thể cạnh tranh trực tiếp, các doanh nghiệp điện tử Hải Châu không có cơ hội và không gian. Hiện không ngờ có tin một doanh nghiệp Hải Châu có cơ hội tham gia thử nghiệm máy mới, mà tin tức này truyền ra từ miệng Hứa Thụy Bình, như vậy tất nhiên không phải là giả. Các doanh nghiệp vất vả tìm kiếm cơ hội kia tức thì sôi sùng sục, đặc biệt là những người có tham vọng làm lớn, đây đúng là cơ hội trời ban. Trong những doanh nghiệp này có nhà máy trước kia cung cấp linh kiện cho Ái Đạt, bọn họ tiếp xúc gần gũi với người của Ái Đạt, nên biết sớm tin tức ngành đầu đĩa. Một trong số đó là Đinh Văn Tường, giám đốc nhà máy Tân Nguyên. Đinh Văn Tường biết được tin tức từ chỗ đứa cháu ngoại làm việc từ văn phòng chính phủ, lúc đó ông ta đang ở nhà ở huyện Đông Nguyên, lập tức cầm lấy áo khoác nói với vợ một tiếng rồi xuống lầu, vừa đi vừa gọi. Lị Hoa, đã ngủ chưa? Mau xuống đây chúng ta tới thành phố. Chương 488, dụng tâm sâu xa. Đinh Lị Hoa là con gái của anh ông ta cần trợ thủ trong công tác, nhưng vợ chua ngoa đanh đá, không muốn vì chuyện này gây tranh cãi trong gia đình. Liền chủ động gọi cháu gái tới làm trợ lý, 2 năm trước cô gái còn rất lung túng vụng về, chuyện gì cũng phải dạy, hiện đã trưởng thành rồi, xác định quan hệ yêu đương với một thanh niên tên Chu Tiểu Binh làm việc ở phòng thị trường nhà máy. Kỳ thực Chu Tiểu Binh là thanh niên được Đinh Văn Tường coi trọng, quan hệ hai người phát triển thuận lợi do ông ta thúc đẩy đằng sau. Con trai Đinh Văn Tường còn học tiểu học, ông ta cần người có thể tín nhiệm trong công việc, có quan hệ này có thể yên tâm giao việc cho Chu Tiểu Binh. Đinh Văn Tường vào xe gọi điện cho phó quản đốc xưởng điện khí, cùng Chu Tiểu Binh tới trấn Ích Long, lại gọi cho chủ nhiệm vật tư Ái Đạt là Tiêu Kim Nghĩa, xác thực thông tin. Tin tức do Trương Khắc thông qua Hứa Thụy Bình truyền ra ngoài, còn chưa kịp thông báo cho phía Ái Đạt nên Tiêu Kim Nghĩa không biết, nghe Đinh Văn Tường nói như thật, còn do thư ký cả Đường Học Khiêm nói ra, không dám nói là tin đồn. Tiêu Kim Nghĩa có tư giao không tệ với Đinh Văn Tường, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích của công ty thì giúp được là sẽ giúp. Hơn nữa chuyện này rất phù hợp với phong cách làm việc của ông chủ, liền đồng ý giúp nghe ngóng tin tức. Tiêu Kim Nghĩa không tiện gọi điện cho Trương Khắc, gọi cho Tô Tân Đông hỏi. Tô Tân Đông đang cùng nhóm Trương Khắc, Trần Tín Sinh uống rượu trong quán Ba Ngõa Đan Tỉnh, ngải mặc rất mê quán ba này, dù hiện chưa tán tỉnh được các cô gái nhà lành ở Hải Châu, song không ít cô gái đứng đường chủ động nhào vào lòng. Tô Tân Đông hỏi Trương Khắc xem đồng hồ. Tin tức truyền nhanh quá. Mới được có 3 tiếng. Trương Khắc có chút ấn tượng về Đinh Văn Tường, một lần cùng Tô Tân Đông đi thị sát nhà máy cung cấp linh kiện có gặp ông ta, còn trêu ghẹo cô cháu gái trợ lý của ông ta, liền bảo Tiêu Kim Nghĩa xác thực tin này. Ngài mặc thấy lạ lắm. Có cần làm phức tạp thế không? Đưa máy mới ra thị trường thì dễ, nhưng không có nguồn đĩa sung túc, làm sao đẩy mạnh lượng tiêu thụ được?
Trương Khác thở dài. Các vị phủi sạch sẽ, tôi cũng muốn Ái Đạt phủi sạch sẽ. Trần Tín Sinh cười hăng hắc, Đông Xã là cái nguồn đĩa lậu cả nước, nếu đầu đĩa mới không công khai một vài kỹ thuật ở Hải Châu, Ái Đạt phải cãi nhau với bên ngoài ra sao việc đĩa lậu đồng bộ với máy mới. Ninh Văn Tường có được tin tức xác thực lòng càng phấn chấn, tới Trần Ích Long nói cho hai trợ thủ kia của mình, tuyên bố. Chúng ta phải tranh thủ lấy cơ hội này. Không nói Ái Đạt nữa, Hải Châu có một hạn ngạch, vì sao Khoa Vương không có được mà lại rơi lên đầu chúng ta? Phó Quản Đốc hỏi. Nghe nói Chu Phú Minh ra mặt đòi hạn ngạch này, nhưng Khoa Vương là đối thủ của Ái Đạt, lại không thể từ chối Chu Phú Minh, nên phát tán tin tức ra để các doanh nghiệp khác cạnh tranh với Khoa Vương. Khoa Vương định sẵn là bị đá đít rồi. Ninh Văn Tường nói chắc chắn. Chu Tiểu Binh trầm ngâm. Ái Đạt cũng chẳng phải làm việc thiện, nói không chừng bọn họ chọn một doanh nghiệp kém nhất, tránh tranh ăn với họ, nên cơ hội của chúng ta rất nhỏ. Ninh Văn Tường lắc đầu, ông ta có tiếp xúc với Trương Khác, để lại ấn tượng rất sâu, khi đó nhà máy của ông ta ngầm cung cấp linh kiện cho Khoa Vương, bị Ái Đạt bắt tại trận, còn tưởng thế là mất đi khách hàng lớn nhất, ai ngờ người ta căn bản không thèm để ý. Sự thực chứng minh Khoa Vương nhe nanh mùa vuốt mà có làm được gì Ái Đạt đâu, đó mới là khí độ doanh nghiệp chân chính. Ninh Văn Tường nói, tôi thấy Ái Đạt muốn gây rắc rối cho Khoa Vương, tầng cấp bọn họ, không tiện trở mặt, đặc biệt là chỗ dựa lớn nhất của Ái Đạt là tỉnh trưởng Từ đã bị điều khỏi Đông Hải, nên tôi không lo chúng ta không đủ phân lượng. Vị phó quản đốc kia gật đầu. Trừ Ái Đạt, Khoa Vương thì chúng ta có lượng tiêu thụ đầu đĩa lớn nhất Hải Châu rồi. Chu Tiểu Binh lại đưa ra một vấn đề. Nhà máy của chúng ta có đủ kỹ thuật để hoàn thành việc thử nghiệm đĩa mới không? Nếu thời gian thử nghiệm quá lâu, các doanh nghiệp khác đưa ra sản phẩm chính thức rồi mà chúng ta chưa thử nghiệm xong thì vô nghĩa. Ninh Văn Tường được hắn nhắc như thế, hiểu ra. Liên hợp lại, chúng ta phải liên hợp các doanh nghiệp khác tranh cái hạn ngạch này. Cùng lúc đó uống rượu từ quán ba về, Diệp Kiến Bân vào xe Trương Khác nói. Tình thế kinh tế Đông Nam Á một khi trở nên ác liệt, việc cạnh tranh trong nước cũng sẽ trở nên khốc liệt, cậu lo các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Châu không sinh tồn được, nên dẫn dắt bọn họ liên hợp lại chứ gì. Chơi với anh lâu quá cũng không hay, sau này làm sao giấu được cái đuôi hổ ly đây. Trương Khác cười ha hả. Thị trường trong nước cạnh tranh tàn khốc, giá sẽ dần hạ tới giới hạn sản xuất, Khoa Vương tuy không sống thoải mái bằng chúng ta, nhưng tồn tại là không thành vấn đề. Nhưng những doanh nghiệp vừa và nhỏ kia sẽ bị đả kích nặng nề, so với khi đó xác chết chồng chất, không bằng bọn họ ôm lấy nhau, Hải Châu xuất hiện thêm một doanh nghiệp lớn nữa, điều này có lợi cho chỉnh thể công nghiệp điện tử Hải Châu. Tiếc là người ta chưa chắc đã nhận ân tình của cậu. Diệp Kiến Bân cảm khái. Tôi cũng chẳng có lòng dạ rộng lớn làm chuyện nhìn qua có vẻ rất thừa thãi này. Tôi cần gì người ta nhớ ơn đức, bọn họ gây được phiền phức cho Tạ Kiếm Nam là tôi đã vui lắm rồi. Là bí thư tỉnh ủy, Đào Tấn đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của tỉnh Đông Hải, mặc dù ông không coi trọng cả Chu Phú Minh lẫn Đường Học Khiêm, song vẫn chú ý tới Hải Châu, ông được biết ngay lập tức chuyện Trương Khác va chạm với Tô Giật Quần, ông ta đang nghiền ngẫm thái độ của Lý Viễn Hồ. Đào Tấn lúc này ngồi ở trong thư phòng, chỉ có một chiếc đèn bàn bật sáng, chiếu sáng một không gian rất nhỏ. Lúc này đã là rạng sáng, ngoài trời có những tia sáng le lói, đồng hồ chỉ 5 giờ. Chẳng biết do tuổi đã cao hay do vị trí áp lực này, Đào Tấn mỗi ngày 3,4 giờ sáng đều tỉnh giấc, tới thư phòng suy tính công việc trong ngày. Cẩm Hồ có quan hệ với Từ Học Bình đúng là làm người ta không thích, hơn nữa Trương Khác trẻ quá mức làm người ta cảm thấy kết giao với y hạ giá bản thân, mà chắc chàng thanh niên trẻ này cũng không muốn đi uốn gối nịnh bợ người khác. Tới 7 giờ 15, Liễu Chí Quân và tái xế tới đón ông ta tới tỉnh ủy, khi ra khỏi Tân Mai Uyển nhìn thấy xe của Lý Viễn Hồ cùng đi ra. Gần như tới cơ quan cùng một lúc, xe của Đào Tấn đỗ trước tòa nhà cơ quan, Đào Tấn và Liễu Chí Quân xuống xe, còn xe của Lý Viễn Hồ đi vào bãi đỗ, sau đó ông ta mới đi bộ vào, đây gần như là một sự thỏa thuận ngầm. Đào Tấn tới văn phòng, tự pha một ấm tràn, thổi nguội nhấp vài ngụm mới gọi điện cho Lý Viễn Hồ. Viễn Hồ này, chuyện an bài chức vụ của Kim Quốc Hải, tôi muốn trao đổi với anh trước khi đưa lên thường ủy thảo luận, cậu ta kinh nghiệm phong phú ở hệ thống chính pháp. Hay là ta đưa tới sở công an gánh thêm trọng trách. Năm 96, duy trì ổn định xã hội dần trở thành quan điểm chính, địa vị của công an chính pháp ngày càng trở nên quan trọng, thậm chí ở một số nơi để các cục trưởng, sở công an làm bí thư chính pháp ủy tiến vào thường ủy. Lý Viễn Hồ cũng biết xu thế này, ông ta tìm mọi cách áp việc thảo luận công tác của Kim Quốc Hải xuống,
tránh bị Từ Học Bình trước khi rời khỏi Đông Hải đưa hắn lên, không ngờ Đào Tấn lại muốn đưa Kim Quốc Hải tới vị trí quan trọng đó. Lý Viễn Hồ đặt điện thoại xuống, nhìn bức tranh chữ tĩnh lặng thấm sâu, vừa đúng lúc Tô Giật Quần vào báo cáo công tác, Lý Viễn Hồ nghe xong nhắc một câu. Sau này đừng tùy tiện tỏ thái độ. Tô Giật Quần lòng thấp thỏm, nhưng không dám hỏi gì nhiều, thành khẩn gật đầu. Lý Viễn Hồ hiểu thái độ của Tô Giật Quần đã kích thích Đào Tấn, chẳng phải vì Đào Tấn muốn giúp Trương Khác, ông ta an bài như thế chỉ là muốn nhắc Lý Viễn Hồ biết, bầu trời tỉnh Đông Hải này vẫn còn là của Đào Tấn. Chương 489, hất tay trên. Chiều ngày 13 tháng 1, tại sân bay quốc tế Kiến Nghiệp, Thành Hán Trương Tống giám đốc công ty ISS, phó tổng giám đốc Tiêu Tấn Thành dáng vẻ mệt mỏi xuống máy bay, ngồi bay thời gian dài, làm cả hai không chịu nổi nữa. Ra sân bay thấy có người giơ tấm biển Thành Hán Trương viết vội vàng thì tỏ ra hơi thất vọng. Người tân khoa phái tới đón bọn họ không phải là quản lý cao cấp hai bên thường tiếp xúc nữa, tấm biển kia viết tùy tiện, chẳng thể hiện chút tôn trọng nào. Tân khoa quả nhiên vứt bỏ bọn họ rồi. Thung lũng Silicon là nơi tập trung nhân tài kỹ thuật cao của Mỹ, nhân viên kỹ thuật các nước tập trung ở đây đông hơn trăm vạn, trong số đó cũng có người Hoa tới từ nội địa, Hồng Kông, Đài Loan. Các công ty kỹ thuật của người Hoa ở thung lũng Silicon cũng hơn trăm cái, chiếm khoảng 1/7 số công ty ở nơi này, ISS là một trong số đó. Năm ngoái chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu của Tân Khoa tìm tới bọn họ, phân tích tiền đồ chip giải mã đầu đĩa với bọn họ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cung cấp tài chính kỹ thuật nhất định. Được khoản đầu tư 20 vạn USD đầu tiên do Tân Khoa cung cấp, Thành Hán Trương và Tiêu Tấn Thành quyết định đem tinh lực của công ty tập trung vào khai thác chi giải mã. Năm ngoái đã thành công đưa ra chip giải mã đời đầu, chỉ cần tăng thêm tài chính tin rằng sẽ mau chóng đuổi kịp thậm chí vượt qua kỹ thuật chip giải mã hiện nay của C, Q và T. Không ngờ C, Q và T tung ra chip giải mã đời 3. Chướng ngại kỹ thuật chỉ là thứ yếu, quan trọng thái độ của T và C, Q muốn giết chết mắt đọc của Sony, tin rằng Sony sẽ mau chóng đưa ra quyết định lui khỏi thị trường đầu đĩa, cho dù ISS đưa ra được chip giải mã có kỹ thuật tương đương chip giải mã đời 3. Nhưng không có mắt đọc phối hợp, doanh nghiệp nào sẽ dùng sản phẩm của họ. Đây đúng là đả kích chí mạng, không một công ty kỹ thuật nào còn chưa thành lập bao lâu chịu nổi đả kích lãng phí một năm này, huống hồ mất đi sự hợp tác của Tân Khoa. Thành Hán Trương không cam lòng, ISS đâu phải không có tác dụng gì với Tân Khoa, trước khi tới đã liên hệ với Tân Khoa, bên phía Tân Khoa khách khí nói sẽ phải người tới đón, nhưng thấy người tới đón tựa hồ chỉ là một lái xe bình thường, lòng không kìm được thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, nhưng vẫn phải đối diện với thực tế, nếu không chẳng lẽ mua vé máy bay quay về. Thành Hán thu lại tâm tình, đi tới người giơ cao tấm biển kia, dùng tiếng phổ thông giọng Đài Loan hỏi. Xin hỏi anh có phải là người do Tân Khoa phái tới? À, ông Thành, ông Tiêu. Thành Hán Trương chưa nói hết thì nghe đằng sau có người gọi, quay đầu lại thấy có một nam nhân chừng trên 30 đi về phía bọn họ, không hiểu ở đây ai còn nhận ra họ. Người lái xe cầm biển kia nói. Chúng tôi là người của Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ. Chỉ vào nam nhân kia. Đó là giám đốc Đinh Hòe của chúng tôi. Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Tài đưa mặt nhìn nhau, không biết Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ là cơ cấu gì, Viện Nghiên cứu trong nước có chức giám đốc à? Hơn nữa nam nhân đi tới kia bề ngoài không được chỉnh tề lắm, tuy mặc com lê, áo sơ mi, nhưng không đeo cà vạt, cổ áo hơi sộc sạch lộ cả góc áo may ô bên trong. Có vẻ không hợp hình tượng giám đốc lắm. Xin chào, hôm nay ở trên xe tôi uống hơi nhiều, vừa rồi đi giải quyết một chút. Đinh Hòe đi tới nhiệt tình bắt tay, thấy bọn họ cứ ngây ra mới ý thức được bọn họ chưa chắc đã nghe tới cái tên Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ. À, trước kia tôi là người phụ trách trung tâm nghiên cứu của Ái Đạt, đầu năm nay trung tâm tách ra lập Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ. Không ô không, Tân Khoa lúc này như ruồi không đầu. Bốn cự đầu liên hợp phát triển siêu cấp VCD, hiển nhiên là muốn đá Sony ra khỏi cuộc chơi, Tân Khoa trước giờ luôn hợp tác quy mô lớn với Sony, cũng bị ảnh hưởng lớn. Trước khi Tân Khoa muốn thoát khỏi sự lũng đoạn của Philip nên hợp tác với Sony, thoát khỏi kìm kẹp của T và C, Q nên chuyển sang đầu tư cho ISS, giờ mọi nỗ lực đã tan thành bong bóng. Tân Khoa không còn hơi sức nào đi quan tâm tới ISS nữa, không ai muốn nhìn thấy bằng chứng của sự thất bại. Tân Khoa tự hồ cố ý quên đi sự tồn tại của ISS. Sau khi tìm hiểu từ rất nhiều con đường biết được chuyến bay của Thành Hán Trương và Tiêu Tấn Thành, Đinh Hòe liền tới muốn cướp người từ tay Tân Khoa, ai ngờ tới sân bay chẳng hề gặp người của Tân Khoa, Đinh Hòe lại chưa gặp hai người kia, xé một tờ giấy viết tên Thành Hán Trương lên.
Thành Hán Trương và Tiêu Tấn Thành không lạ gì Ái Đạt, từ tài liệu công khai mà xét, Ái Đạt không phải hung thủ làm bọn họ thê thảm thì cũng là đồng lõa trọng yếu. Có điều trong lĩnh vực khai phá kỹ thuật, không thể nói gì tới thủ oán, huống hồ một doanh nghiệp trong nước làm được tới bước này cũng khiến người ta khâm phục. Hai người bọn họ vẫn rất phong độ bắt tay Đinh Hòe mời bọn họ tới Hải Châu, hai người nhìn quanh không thấy người Tân Khoa tới, thầm nghĩ lần này tới cũng là muốn xem ISS còn cơ hội sinh tồn không, liền đồng ý lời mời của Đinh Hòe. Ngày 13 tháng 1, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, Vạn Lợi Đạt. Mấy chục đại biểu doanh nghiệp đầu đĩa tề tụ ở Hải Châu tranh thủ hạn ngạch khảo nghiệm đầu đĩa mới. Các doanh nghiệp đầu đĩa vừa và nhỏ Hải Châu cũng hết sức náo nhiệt, Đinh Văn Tường cầm đầu chuẩn bị liên doanh 6 doanh nghiệp đầu đĩa tương đối xuất sắc ở Hải Châu, cùng tranh một hạn ngạch của Hải Châu. 6 doanh nghiệp này nhà máy liền kề nhau, đều nằm phía bắc khu công nghiệp điện tử, có 2 doanh nghiệp giống Điện Khí Tân Nguyên, đều là nhà cung ứng linh kiện cho Ái Đạt. Mấy doanh nghiệp này liên doanh với nhau đúng là có rất nhiều ưu thế. Hai ngày qua Đinh Văn Tường hết sức bận rộn, không chỉ thương thảo chuyện liên doanh của 7 doanh nghiệp, còn phải triển khai xã giao với Ái Đạt. Thực ra chuyện thực nghiệm máy mới các cơ cấu nghiên cứu của Ái Đạt phối hợp nhân viên T, C, Q, Philip vẫn đang tiến hành, làm ra động tĩnh lớn như vậy chẳng qua là vì Trương Khác muốn gia tăng sức ảnh hưởng của Ái Đạt, với 3 công ty kia mà nói cũng chẳng tổn thất gì, nên vui vẻ phối hợp. Loại quảng cáo khéo léo này dựng lên hình tượng tốt dẫn đầu kỹ thuật của Ái Đạt trong lòng công chúng, còn tốt hơn là bỏ tiền ra quảng cáo nhiều. Ngày hôm đó Trương Khác phải thi 2 môn, Lý Nghĩa Giang được một vị phó sử trưởng phòng tổ chức Tháp Tùng tới Hải Châu báo danh, sau nghi thức hoan nghênh đơn giản, được Dương Húc Thăng, Tống Bồi Minh đưa tới khu Thành Nam, chính thức cộng tác với Đới Văn Tiến. Buổi tối Trương Khác sẽ tham gia tiệc tẩy trần Lý Nghĩa Giang. Lúc này bọn họ chưa được biết Kim Quốc Hải đã thành nhân tuyển phó bí thư chính pháp ủy, sở trưởng sở công an tỉnh. Nói ra thì Trương Khác có rất nhiều việc phải xử lý, có điều khi y từ phòng thi ra, chuyện đầu tiên là bị Đường Thanh kéo ra thao trường đối chiếu đáp án bài thi. Lần thi toàn quốc này của học sinh năm thứ 3 có môn thi trùng thi đại học, đối với học sinh bình thường không có gì khó khăn, nhưng với Trương Khác thì khác, đặc biệt là số học. Tiết trời rất tốt, mấy ngày qua nhiệt độ ấm lên. Quay về mực trên 0 độ, không có gió, mặt trời đỏ rực treo trên không trung, ngồi trên bãi cỏ của thao trường cảm giác toàn thân thư thái. Trương Khác hết sức tự tin nói, thi số học không thành vấn đề, Đường Thanh thì cực kỳ hoài nghi, hôm qua cô ra để cho Trương Khác làm, chỉ miễn cưỡng ở mức hợp cách. Hai người ngồi trên bãi cỏ đối chiếu đáp án, phát hiện nếu gặp một giáo viên chấm thi nghiêm khắc thì Trương Khác cứ xác định là ôn tập thi lại trước luôn. Chẳng may toàn trường chỉ có một mình bạn thi lại. Bạn có đau khổ không? Đường Thanh nhìn Trương Khác thương hại. Hiện giờ mình đang rất đau khổ đây. Trương Khác dầu dĩ nói. Tốn bao nhiêu ngày ôn tập mà uống công, hay là bạn hôn mình một cái, để tâm tình mình dễ chịu hơn. Ma mới tin bạn. Đường Thanh cắn môi nói. Bạn ở Hong Kong lâu như thế, thì không đỗ là đáng đời. Trương Khác cười gượng, thời gian qua y bận bù đầu tới cha mẹ ở Tân Vu cũng chẳng có thời gian để ý. Liền nói kỳ nghỉ đông này cùng Đường Thanh tới Tân Vu ở vài ngày, sau đó sẽ cùng Tạ Vãn Tình, chỉ đồng tới Bắc Kinh ăn Tết với Từ Học Bình. Vậy là chút oán giận của Đường Thanh bị quét sạch, xong cô lại lo mẹ không cho mình lưu lãng bên ngoài với Trương Khác dài ngày như vậy, đúng là buồn chết người. Chương 490, tham vọng kỹ thuật. Buổi tối tới nhà hàng Tây Thành tẩy trần cho Lý Nghĩa Giang, hắn tạm thời sống ở khu chiêu đãi Thành Nam. Ăn tối xong Trương Khác còn có việc khác. Kéo Trương Chi Phi qua nói chuyện an bài hoạt động tiếp theo nhờ chú phụ trách rồi đi. Hiện rất nhiều người ở Hải Châu, nhóm Trần Tín Sinh khỏi phải nói, nhóm Tôn Thượng Nghĩa phân lượng cũng không phải là nhỏ, may mà bọn họ thông cảm bên Ái Đạt bận rộn, lại ở Hải Châu đã lâu, nên không cần người Ái Đạt tiếp đãi. Những đại biểu doanh nghiệp trong nghề thì Ái Đạt phải chiêu đãi chu đáo, bọn họ sẽ tìm cách tiếp xúc với nhóm Trần Tín Sinh. Ít nhất trong mắt bọn họ thì tam cự đầu kia có quyền xác định danh sách thử nghiệm sản phẩm lớn hơn Ái Đạt nhiều. Song tất cả những người này Trương Khác mặc kệ, y muốn đi gặp mặt Thành Hán Trương và Tiêu Tấn Thành. Thung lũng Silicon là nơi tập trung nhân tài kỹ thuật toàn thế giới, mặc dù các nước trên thế giới vì xúc tiến phát triển kỹ thuật công nghệ cao, ý đồ xây dựng lên thung lũng Silicon của mình, như Nhật Bản, Hàn Quốc, cả trong nước cũng có trung quan thôn ở Bắc Kinh. Phổ Đông ở Thượng Hải, Hàng Châu Chiết Giang cũng làm một cái thiên đường thung lũng Silicon. Nhưng những thứ hàng nhái này không thể so sánh với thung lũng Silicon ở California. Theo thống kê một nửa sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa,
hoặc sớm hoặc muộn đa phần sẽ ra nước ngoài, trong đó hướng đi chủ yếu là thung lũng Silicon này. Mặc dù Cẩm Hồ có thể cung cấp một số lương khá hậu hĩnh giữ lại một phần nhân tài, nhưng kỹ thuật mới thay đổi từng ngày, nhân viên kỹ thuật nếu không ngừng học tập, nâng cao kiến thức là bị đào thải ngay. Nên trừ giữ các tinh anh kỹ thuật lại, Cẩm Hồ còn cần một con đường không ngừng giúp nhân viên kỹ thuật giao lưu tiếp xúc với kỹ thuật mới nhất trên thế giới, cho nên Trương Khác quyết định trực tiếp thành lập trụ sở thực nghiệm ở thung lũng Silicon. Rời bữa tiệc tẩy trần Lý Nghĩ Giang, Trương Khác đưa Đường Thanh về nhà rồi tới ngõ Đan Tỉnh, mới 8:30, không biết Đinh Hòe trò chuyện với Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành thế nào rồi. Trương Khác vừa đi vào Bát Cẩm chân thì Trần Phi Dung cúi đầu đi ra, sắp nhào vào lòng y mới dừng chân nổi, giật mình lùi lại, ôm ngực nhìn Trương Khác, ánh mắt hết sức phong phú, khuôn mặt trắng muốt như mỡ đông tức thì phủ áng hồng rực rỡ quyến rũ, che mặt quay đầu đi, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, vai còn hơi rung rung. Có chuyện gì thế? Phó Tuấn chả hiểu ra sao, phản ứng của Trần Phi Dung tựa hồ hơi thái quá. Trương Khác biết nhất định Tô nhất định đem tuốt tuồn tuột chuyện mình bêu xấu ở quán ba 1978 ra kể cho Trần Phi Dung nghe rồi, trong lòng thở dài, hình tượng hỏng hết cả, thấy Phó Tuấn vẫn tròn mắt không hiểu ra sao, bĩu môi nói. Anh không thấy mị lực của tôi dạo này tăng vọt à? Phó Tuấn chỉ cười, chỗ này mọi người quen thuộc rồi, đi thẳng tới nhã phòng đám Đinh Hòe ăn cơm, Trần Kỳ đi ra niềm nở nói. Khác thiếu lâu lắm rồi mới tới đây, ăn tối hay ăn khuya vậy? Thật ra cháu cũng khó mà phân biệt được. Trương Khác đưa đồng hồ lên xem, thấy Trần Phi Dung đứng ở một góc sảnh nhịn cười, sương băng bao phủ trên mặt tan chảy, lộ ra một mặt xuân sắc hiếm có phong tình vô hạn của thiếu nữ, làm thực khách ngồi trong đại sảnh nhìn không chớp. Có một đôi tình lữ trẻ ngồi ở gần chỗ Trần Phi Dung, chàng trai đang gắp thức ăn cho cô gái, mắt mải nhìn Trần Phi Dung thiếu chút nữa đũa chọc vào mặt người yêu, làm người yêu trợn mắt lên, anh chàng sợ vỡ mật, rối rít xin lỗi. Phó Tuấn nói thật, chúng tôi ăn rồi, có hẹn với người ở đây, à bên kia rồi. Trần Kỳ đưa hai người họ đi tới cửa nhã phòng, bảo con gái lấy thêm chén bát. Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành thấy Trương Khác đi vào, Đinh Hòe và hai chủ nhiệm viện nghiên cứu đứng dậy, không hiểu là nhân vật nào. Tiêu Tấn Thành thì Trương Khác gặp rồi, có điều đó là ở triển điện tử Tokyo vào năm 2005, khi đó ISS có thành tựu không tệ về hệ thống lưu trữ số kiếp. Tuy đó là chuyện 8 năm sau, nhưng khi đó Tiêu Tấn Thành trong trẻ trung và có tinh thần hơn hiện giờ rất nhiều, chắc từ khi nghe tin dữ tới giờ hắn ngồi máy bay đi nửa vòng trái đất đến đây, chưa được nghỉ ngơi. Thành Hán Trương thì Trương Khác chưa được gặp, nhưng trên các loại tạp chí thông tin điện tử chuyên nghiệp sau này thường có hình của hắn. Có điều hiện giờ bọn họ thất bại rồi, thành tựu ISS có được trước đó đều tập trung vào chip giải mã, bị một đòn nặng như thế ai có thể dễ chịu. Đương nhiên có loại người có dù bị đánh ngã bao lần, cũng quật cường đứng dậy. Trương Khác cười ôn hòa nói. Ngồi xuống cả đi, ông Thành, ông Tiêu, Đài Loan không có quy củ giới thiệu nhất định phải đứng chứ. Trần Phi Dung đi vào, cô nhịn cười được rồi, có điều mặt vẫn còn đỏ, không dám nhìn Trương Khác cái nào, sợ lại phì cười. Trương Khác nói với Trần Phi Dung. Lấy cho chúng tôi hai cốc nước là được. À này, sao bạn không mặc sườn xám? Phục vụ của Bát Cẩm chân đều mặc sườn xám màu lam, tiếc là chỉ xẻ tới đầu gối, không được nhìn thấy đùi như mong muốn của Trương Khác. Hôm nay mình mới về, chỉ giúp tạm thời thôi. Ở góc tường bên ngoài có tủ, Trần Phi Dung cúi đầu lấy hai chiếc cốc sứ đưa cho Trương Khác, không dám nhìn y. Đi tàu thủy về cùng với Tô Nhất Đình. Trương Khác thấy Trần Phi Dung nhìn cười đến khổ, bảo Phó Tuấn đi rót trà, nếu không Trần Phi Dung rót rất có nguy cơ đổ lên người mình, lúc đó lại không thể trách được ai khác. Đinh Hòe giới thiệu Trương Khác, Phó Tuấn cho hai người kia. Cả Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành đều du học ở Stanford xong là trực tiếp mở công ty, tuổi chưa quá 30, nghe Đinh Hòe giới thiệu Trương Khác là ông chủ phía sau Ái Đạt thì đều hơi ngạc nhiên, có điều họ tiếp nhận sự thực này dễ hơn người trong nội địa nhiều. Chẳng có gì lạ thung lũng Silicon là nơi tập trung các triệu phú trẻ nhiều nhất trên thế giới, bọn họ toàn mới trên 20 đã sở hữu tài sản hàng triệu, trăm triệu USD, có cả người chưa tốt nghiệp. Trong đó có huyền thoại Bill Gates. Mọi người đang nói chuyện gì mà say sưa thế? Trương Khác khoác cởi áo vắt lên lưng ghế. Vừa nói Cẩm Hồ cần một nền tảng, ngoại trừ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhất định ra, còn có thể giữ tiếp xúc với động tính kỹ thuật mới nhất ở thung lũng Silicon, để nhân viên kỹ thuật của Cẩm Hồ không ngừng học tập nâng cao trình độ. Ninh Hòe trình bày.
Tôi đã đem dụng ý Cẩm Hồ muốn thành lập trụ sở thực nghiệp ở thung lũng Silicon nói với hai vị đây rồi. Trương Khắc gật đầu. Tốt, nếu vậy tôi đi thẳng luôn vào vấn đề, tôi sẵn lòng mua lại ISS, đồng thời hy vọng hai vị ở lại làm việc. Thành Hán Trương không hề bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi hy vọng biết được sự thực, đương nhiên chúng tôi thực hiện nghĩa vụ bảo mật. Trương Khắc nghĩ, chắc bọn họ muốn biết sự thực hy vọng của bọn họ bị CQT Liên Hợp bóp nát ra sao. Liền nói, nếu vậy, Lão Đinh, có mang hiệp nghị bảo mật soạn trước không, đưa hai vị đây ký. Nếu đã là đàm phán, tất cả sẽ đi theo trình tự chính quy, cơ mật thương nghiệp nếu tiết lộ ra, sẽ làm sụt giảm lợi nhuận sau này của bọn họ. Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành không hề giận, thập niên 90, kinh tế Đài Loan tốt hơn trong nước nhiều, lại du học sáng nghiệp bên Mỹ, rất tôn trọng hiệp ước, nhận lấy văn bản hiệp nghị bảo mật từ một chủ nhiệm, lật xem xong rồi ký trả lại. Trương Khắc có chút ngượng ngùng nói. Ái Đạt nửa năm trước đã làm ra siêu cấp VCD từ nửa năm trước, chỉ là thiếu kỹ thuật tất yếu đem gộp lại thành chip giải mã, nên cùng TCQ Liên Hợp làm ra chip giải mã đời 3, Cẩm Hồ sở hữu độc quyền kỹ thuật, cấp quyền cho TCQ và CQ khai thác sử dụng. Nếu chẳng phải đích thân tới Hải Châu, Thành Hán Trương và Tiêu Tấn Thành không sao tin trình độ kỹ thuật trong nước lại tới mức này, từ tư liệu công khai Ái Đạt đúng là một công ty chú trọng nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Tuy có ngạc nhiên, nhưng không tới mức không thể tin, hai người bọn họ chỉ gật đầu nghe Trương Khắc nói tiếp. Chương 491, sơ hở trong hợp đồng. Kỳ thực chúng tôi đã có phương án kỹ thuật hoàn chỉnh chip giải mã đời 2, trước kia chúng tôi cung cấp cho TI phương án này để họ phân chia thị trường chip giải mã với CQ. Trương Khắc không giấu giếm gì. Trước đó, chúng tôi đã tìm hiểu thành quả và nỗ lực của ISS, sau khi Cẩm Hồ mua ISS rồi. Vẫn tiếp tục công tác trước đó, mau chóng nghiên cứu phát triển chip giải mã đời 3 độc lập. Thành Kiến Trương cực lực tiêu hóa tin tức Trương Khắc đưa ra, có một điểm làm người ta khó lý giải. Chẳng lẽ TCQ Liên Hiệp khai phát chip giải mã đời 3 không có lợi ích của Cẩm Hồ? Có chứ. Vậy họ không có điều kiện hạn chế Cẩm Hồ sao? Đặc biệt biết rõ một khi Cẩm Hồ mua ISS hoàn toàn có khả năng độc lập phát triển chip giải mã đời 3. Họ không hạn chế Cẩm Hồ mua ISS hay chuyển nhượng kỹ thuật cho bên thứ ba. Nếu các vị đã có cùng lợi ích, thì sẽ không thể chấp nhận một trong các bên tại lợi ích chung còn mưu cầu thêm lợi ích khác. Trừ khi hợp đồng cơ sở hở. Công ty lớn như TCQ có thể ký một hợp đồng có sơ hở sao? Hợp đồng tất nhiên không có sơ hở. Trương Khắc cố trình bày tường tận hết mức có thể. Căn cứ vào hiệp nghị của chúng tôi. Hạn chế Cẩm Hồ chuyển nhượng kỹ thuật cho bên thứ ba cùng tự khai phát sản phẩm liên quan, đương nhiên hạn chế này chỉ liên quan lĩnh vực chip giải mã đầu đĩa siêu cấp VCD. TCQ có phải ngốc đâu, cho dù Trần Tín Sinh có muốn thiên vị Cẩm Hồ cũng không được, vì hợp đồng cuối cùng phải do Tổng bộ TI xác nhận mới có hiệu lực. Thành Hán Trương gần như nắm được ngay suy nghĩ của Trương Khắc, vọt miệng hỏi. Vậy vì sao Cẩm Hồ muốn độc lập sở hữu chip giải mã đời 3? Hiệp nghị của ba bên không hạn chế Cẩm Hồ dựa cơ sở này phát triển chip giải mã cao hơn, hoặc dùng vào sản phẩm điện tử khác. Trương Khắc bình tĩnh trình bày. Dù từ góc độ tích lũy kỹ thuật mà nói, Ái Đạt cũng cầm sở hữu kỹ thuật chip giải mã đời 3 hoàn chỉnh. Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành im lặng một lúc, cuối cùng Tiêu Tấn Thành nói. Thành công của Ái Đạt đúng là không phải may mắn, có Cẩm Hồ làm chỗ dựa, tôi tin Ái Đạt sẽ giữ được ưu thế kỹ thuật trong thời gian dài. Hai người bọn họ không có nhiều lựa chọn, lối thoát tốt nhất bọn họ nghĩ ra được là bán ISS, nếu không chỉ còn cách tuyên bố phá sản đóng cửa, một năm nghiên cứu biến thành vô giá trị, với tình hình hiện giờ thành quả kỹ thuật này ngoại trừ Cẩm Hồ ra thì không có mấy giá trị với nơi nào khác. Quan trọng là Cẩm Hồ trả giá bao nhiêu? Đương nhiên hai bên không thể quá vội vàng thảo luận vấn đề này, tới cuối chương khác nói. Mấy ngày này Hải Châu tương đối náo nhiệt hơn mọi khi. Để Cẩm Hồ khoản đãi hai vị để thể hiện thịnh tình chủ nhà, đồng thời để hai vị hiểu sâu hơn về Cẩm Hồ. Khi bọn họ kết thúc cuộc hội đàm thì Bát Cẩm Chân chỉ còn lại mỗi bọn họ là khách, phục vụ đã nghỉ hết rồi. Trương Khắc thấy Lưu Phân đứng đợi ở đại sảnh mới ý thức được đã muộn lắm rồi, áy náy chắp tay xin lỗi. Không cần đuổi, chúng tôi đi ngay đây. Không biết muộn thế này rồi, gì phải nhắc một chút chứ, cháu tới quán ba nói chuyện cũng được. Lưu Phân đùa. Chúng tôi có ai có gan nhắc nhở Khắc thiếu gia chú ý thời gian chứ? Dì nói thế là mắng cháu rồi. Trương Khắc xưng hô rất thân thiết, liếc thấy Trần Phi Dung môi hơi dùng sức mím lại,
Chắc vẫn nhịn cười, chuyện đó đáng cười vậy sao? Trương Khác hơi buồn bực, vốn định nói chuyện với cô một lúc mới về nhưng lại thôi. Trở về Tân Vẩm Viên đã không còn mấy ngôi nhà sáng đèn nữa, cả nhà Tạ Vãn Tình cũng tắt đèn rồi. Tường bao là do hàng rào sắt và cây leo chằng chịt bám vào tạo thành, mùa đông lá cây thưa thớt, có ánh sáng mờ mờ hắt ra, chắc là phòng khách bật đèn, Trương Khác lấy làm lạ, lúc này trong nhà làm gì có ai. Trương Khác đẩy cửa đi vào, thấy Tạ Vãn Tình nằm cuộn mình trên ghế sofa, tay ôm trước ngực, khuôn mặt mỹ nhân trong giấc mộng, càng có mị lực khác biệt. Phòng khách tuy có bật điều hòa, nhưng không gian quá lớn, không đủ ấm, nhìn Tạ Vãn Tình nằm cuộn tròn như thế, Trương Khác sờ tay cô, hơi lạnh, lắc đầu chạy lên lầu mang chăn tới đắp cho cô rồi mới vào nhà bếp mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Trương Khác đúng là hơi đói, chỉ vì ngại không nhờ Trần Kỳ chuẩn bị đồ ăn khuya, pha cà phê thêm đường và sữa, vậy là không sợ đêm đói tới không ngủ được rồi. Nhìn thân hình mê người của Tạ Vãn Tình trên ghế sofa, ngửi mùi cà phê thơm lừng, bốn bề tĩnh lặng, một đêm như thế này thực sự không tệ. Trương Khác cầm cốc cà phê đi ra phòng khách, vừa đặt cốc cà phê xuống bàn ngồi xuống góc ghế sofa thì Tạ Vãn Tình tỉnh lại, ôm lấy Trương Khác từ đằng sau, gác đầu lên vai y, bầu vú săn chắc cọ sát lên lưng y, mùi hương trên người cô át cả mùi thơm của cà phê, Tạ Vãn Tình ghé môi hồng ướt át sát tai y thì thầm những lời đầy khao khát. Chị Đồng hôm nay ngủ cùng hai nha đầu nhà Lý Minh Du. Chị đợi em tới tận bây giờ. Á! Tạ Vãn Tình chạm vào hạ thể dựng đứng của Trương Khác liền tỉnh lại, cười khẽ nắm lấy nó vuốt nhẹ nhẹ. Mấy giờ rồi? Trương Khác cầm đồng hồ đặt ở đầu giường lên xem. Mới 8 giờ, trước 9 giờ tới trường thi là được. Cuộc sống của y thật là thư thái, như đám đường thanh trước 6 giờ 45 đã phải tới trường ôn tập sáng rồi. Trương Khác quay sang bắt gặp ánh mắt phơi phới xuân tình của Tạ Vãn Tình, không nói một lời, chờ mình đè lên người cô, tham lam hôn cánh môi đỏ, rồi trượt dần xuống, vùi đầu vào giữa hai chân của cô, chiếc lưỡi ma quái thành thạo đường đi lối về, kích thích điểm nhạy cảm nhất cơ thể Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình người run rẩy, hơi thở gấp gáp, tay vò tóc Trương Khác, đùi kẹp lại như muốn mãi mãi giam giữ nam nhân này chỗ đó, nhưng lý trí chưa mất hết, chỉ dám hưởng thụ chốc lát, đẩy người Trương Khác ra. Hứa Tư nói 8 giờ 30 sẽ tới, đừng nhịn nữa. Trương Khác cắn rái tai Tạ Vãn Tình, nói nhỏ. Tập thể dục buổi sáng 15 phút là đủ rồi. Hứ, em thật tham lam. Tạ Vãn Tình cong hai chân lên, đưa tay nắm lấy con quái vật gân guốc của Trương Khác, dẫn dắt nó tiến vào cơ thể chật trội ẩm ướt của cô, cảm giác hạ thân lấp kín, căng chặt đó làm cô lịm đi trong khoái lạc, đột nhiên ý thức được gì đó, giữ lấy Trương Khác, không cho y cử động. Lúc này không cho em nghĩ tới con yêu tinh Hứa Tư đâu đấu. Á! Trương Khác nhìn đôi mắt mê ly của Tạ Vãn Tình, vốn y đâu nghĩ gì, lúc này nghĩ được gì mới là quái, đột nhiên nghe Tạ Vãn Tình nói thế, kích thích dữ dội, hất chăn ra, đôi chân trắng muốt lộ ra giữa ánh sáng mặt trời, giữa mép thịt hồng hồng, giọt trâu lóng lánh nhỏ xuống, Trương Khác như con ngựa thoát dây cương, tiến vào cơ thể Tạ Vãn Tình một cách điên cuồng mạnh mẽ, Tạ Vãn Tình không rú lên tiếng kêu dài đầy nhục dục. Hai tấm thân lại lần nữa quấn vào nhau không còn màng giờ giấc gì nữa. Bị kích thích như thế, Trương Khác rất nhanh trở nên vô dụng khoái cảm dồn dập tràn tới, y nhắm mắt lại kêu một tiếng khoan khái, hạ thể tê đi không kìm chế được nữa, không ngờ Tạ Vãn Tình còn thất trận sớm hơn, Trương Khác cảm thấy dòng nước ấm ào ào tuôn ra, cũng đồng thời xối xả tuôn dịch thể vào cơ thể Tạ Vãn Tình. Kiệt sức nằm xuống, ôn nhu vuốt ve cơ thể còn nóng hổi của Tạ Vãn Tình, Trương Khác hỏi. Hôm nay sao chị lợi hại thế, hơn 40 cái đấy. Đáng ghét, còn tâm tư mà đếm cái đó à? Tạ Vãn Tình lườm y, cao trào vừa qua, dư âm vẫn còn, ánh mắt cô cực kỳ say lòng người. Hôm qua em quá hung, sáng cơ thể tất nhiên là mẫn cảm. Tuyệt đối không chịu thừa nhận có nguyên nhân khác. Mặc dù người mềm nhũn, Tạ Vãn Tình vẫn phải ngồi dậy trở về nhà, cho dù Hứa Tư không tới, giúp việc nhà cô lát nữa cũng tới dọn dẹp. Chương 492, thanh đao trên chữ sắc. Hứa Tư mang tài liệu tới, bị Trương Khác vô lại hôn mấy cái mới thoát được, chuyện tiểu tổ chấp hành phương án tăng cổ phần, do cô, Tôn Thượng Nghĩa, Tương Vi, Thái Phi Quyên làm chủ, mỗi người lại còn các công việc thường ngày, khoảng thời gian này Hứa Tư tuy ở Hải Châu, nhưng không có nhiều thời gian ở bên Trương Khác. Hôm nay Trương Khác phải thi 3 môn, may đó là 3 môn sở trường của Trương Khác, chẳng có gì phải lo. Hết kỳ thi toàn quốc, tiếp theo đó là thi cuối kỳ. Nhưng thời gian này Trương Khác quá bận, thật sự không bỏ thời gian ra được, may là trường học cũng chẳng hy vọng gì việc thi cử của y.
Đường Thanh hôm qua về nhà đã thuyết phục được Cố Kiến Bình cho theo Trương Khác tới Tân Vu vào kỳ nghỉ đông, sau đó tới Bắc Kinh ăn Tết. Trương Khác chiều thi xong liền rời khỏi trường, Đường Thanh vẫn phải ôn tập thi cuối kỳ. Vừa mới ra khỏi cổng trường thì thấy xe của Trương Chi Phi ở tựa hồ chuyên môn đỗ ở cổng đợi mình, Trương Khác chui vào xe ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì mà chú lại tới tận đây chặn cháu? Không phải là chuyện kỹ thuật đĩa chứ ạ, về kỹ thuật thế nào cũng cung cấp cho phía chú. Cháu chỉ sợ bên chú nóng vội đưa hàng ra thì Ái Đạt có trăm miệng cũng không cãi được, lần này thời gian thử nghiệm không ngắn, dư thời gian cho phía chú chuẩn bị mà, ít nhất tháng riêng mới đưa ra máy mới, bên chú gấp thế làm gì? Không phải chuyện đó. Trương Chi Phi lái xe rời khỏi trường. Cháu đi đâu? Chú đưa cháu tới. Cháu tới viện nghiên cứu ở đường Thành Sơn. Trương Khác nhìn chú mặt mày nặng nề, nói. Nhìn chú thế này cháu không yên tâm, hay để cháu lái xe cho. Ha ha, không sao, chẳng có gì quan trọng, Trương Dịch tới thành phố rồi. Lại xảy ra chuyện gì nữa thế ạ? Trương Khác không nghĩ xảy ra chuyện lần trước rồi Trương Dịch còn quay về thành phố. Nó cãi nhau với ba nó, nói là đoạn tuyệt quan hệ cha con, tới nương nhờ chú, cháu nói chú nhẫn tâm đuổi nó đi được không? Trương Chi Phi cười nói đùa, thấy Trương Khác không có phản ứng gì mới thở dài. Thật ra nó không tới tìm chú, có người nhìn thấy nó ở thành phố, cùng một cô gái thuê phòng ở Bắc Quan, chính là cô gái đính hôn với nó. Ồ, Trương Khác hiểu ra. Nói thế là bác cả đoạn tuyệt cha con với anh ấy. Đúng thế, trong mắt bác cả cháu, cô gái kia không bằng bát nước đã hất đi, trước kia chính vì cô ta mà gây ra lắm chuyện như thế, Trương Dịch mất cả việc tốt vì cô ta, sao bác cả cháu chấp nhận cô ta được? Trương Khác trầm ngâm. Cô gái đó ở Đông xã có thanh danh không tốt ạ. Cục xuất nhập khẩu vật tư phát ra vụ án lớn, tuy tin tức không công khai. Nhưng người ta hứng thú với loại tin kiểu này nhất mà, ai, cô gái đó thối hôn trước, sau đó đi làm nhân tình cho người ta, chuyện lan đi, làm sao còn có thanh danh tốt được nữa, cô ta còn có thai với tên giám đốc kia, nhưng xảy rồi. Trương Chi Phi lại lần nữa thở dài, chuyện này đúng là ngoài thở dài ra còn có thể nói gì. Trương Dịch quay về lại đi tìm cô ta, tất nhiên gây ầm ĩ cả lên, bác cả cháu tức tới hôn mê, nằm liệt giường gần nửa tháng. Chuyện xảy ra lâu chưa ạ? Trương Khác không ngờ Trương Dịch trước kia trang hoa mà giờ trở nên si tình như thế. Lúc đó cháu ở Hong Kong, chú cũng nghe người ta nói thấy Trương Dịch thuê phòng ở Bắc Quan mới biết chuyện này. Trương Khác cười rất vô lương tâm. Trên chữ sắc là thanh đao mà, nam nhân dinh vào nó là không sao thoát được, bác cả nghĩ không thông ạ. Họ ở đâu, chú tới xem chưa? Trương Chi Phi cười gượng theo y, nói. Còn chưa có cơ hội tới, cháu có đi cùng không? Trương Khác xem đồng hồ, nói. Dù sao cũng chẳng có gì làm, tới cũng được ạ. Khu Bắc Quan là nơi giao nhau giữa nông thôn và thành phố, ở đó có một khu nhà dân lập nên cho những người làm công thuê, sập xệ sơ sài lại hỗn loạn, trông như một cái thôn tạm, chẳng tìm ra cả được đường cho xe đi vào, đành đỗ xe ngoài cửa thôn. Hai chú cháu họ Trương ra khỏi xe nhìn cảnh trước mắt đều thấy đau đầu, chỗ này lộn xộn như thế, làm sao mà tìm được người. Trương Khác cười méo xẹo. Chú chắc nơi này có biển số nhà chứ? Nếu đã tới rồi thì đành cố mà tìm thôi. Trương Chi Phi vỗ gáy, bọn họ đang đứng cạnh một nơi thu mua phế liệu, trong sân có nhà xí chĩa thẳng ra đường, chỉ có một bức tường thấp bao quanh, tường thủng lỗ chỗ. Hôm nay chẳng phải là cuối tuần. Mà có là cuối tuần thì người đi làm công cũng chẳng được nghỉ, nhìn quanh thấy vắng hoe, chỉ có mấy đứa bé đang đuổi nhau, còn có mấy người già, chắc là cha mẹ người ra ngoài làm thêm, đang làm mấy việc lặt vặt như quét sân, nhặt rau thấy hai người bọn họ áo quần sang trọng đều dừng tay lại nhìn ngó. Trương Dịch chắc đưa cô gái đó tới đây chưa lâu, có thể không tiếp xúc mấy người nơi này, hỏi mấy người liền đều không biết chỗ Trương Dịch ở, đã thế những người này đủ mọi nơi tới, khẩu âm đủ kiểu, chỉ nói chuyện đủ vất vả rồi. Trương Khác và chú định bỏ rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng Trương Dịch ở góc nào đó. Không phải anh đã bảo em đừng chạm vào nước sao, trời lạnh như thế, quần áo cứ để đấy, anh đi làm đêm về sẽ giặt. Hôm Trương Khác rạn xương, Trương Dịch ngồi dưới nhà suốt một ngày, hôm đó Trương Khác chẳng nhìn mặt hắn, lần này tính ra phải cả năm rồi mới gặp lại. Trương Khác và chú đi theo tiếng Trương Dịch, chỗ này nhà cửa còn hơi chỉnh tề một chút, một dãy nhà có 10 gian phòng kề sát nhau. Có cái 18 gian, nhà thấp lụp sụp, loại nhà này một gian phòng thuê cả tháng không quá 50 đồng. Nơi này khá nhiều công nhân của nhà máy dệt, đa số là các cô gái trẻ, y phục đơn giản, có mấy cô gái khá là xinh đẹp,
chẳng giống 10 năm sau, cô gái nào có chút nhan sắc là chạy tới hết trung tâm massage, tắm gội làm việc. Trương Dịch và một cô gái đứng ở giếng trước phòng, dưới chân có một cái chậu nhựa đầy quần áo, so với một năm trước, Trương Dịch trông chững chạc hơn, cằm có để chút râu, mặc đồng phục công nhân dính dầu mỡ, hình tượng rất nhếch nhác, chắc là làm việc sửa chữa máy móc gì đó ở nhà máy dệt gần đây. Hắn đang gỡ một bộ quần áo ướt từ trong tay cô gái, đẩy cô ta vào phòng. Đó chính là cô gái đi cùng Trương Dịch mà Trương Khác gặp ở trước cổng trường, so với lần đó, cô ta gầy hơn rất nhiều, xương gò má trơ ra, mặt trắng bệch, gần như không nhận ra nữa, không thể nói là xinh đẹp được. Nghe chú nói cô ta mới sẩy thai không lâu, chắc sức khỏe chưa khôi phục. Cô gái đó không muốn vào phòng, nhưng bị Trương Dịch nắm tay cố kéo vào, đang quay lại định nói gì đó thì thấy chú cháu Trương Khác, liền sững người tại chỗ. Trương Dịch thấy vậy quay lại nhìn, cũng đứng ngây ra, không biết bọn họ tới làm gì, nhưng cũng chẳng muốn nói thêm gì về tình cảnh của mình, cứ trầm mặc đứng đó. Trương Khác không lên tiếng, hai chú cháu y nghe thấy mẩu đối thoại của Trương Dịch và cô gái kia, vốn không định tới làm Trương Dịch thấy mất mặt, nhưng trông cô gái kia sức khỏe không tốt, hai người họ lại sống khó khăn như vậy, nếu để thành bệnh thì có hối không kịp nữa, nên đi tới. Chú và Tiểu Khác đi qua đây, nên ngó qua xem, chuyện cháu và ba cháu, chú không quản. Trương Chi Phi lấy ra một cái phong bì nhét vào tay Trương Dịch, nhưng hắn rụt tay không nhận, đành đưa cho cô gái, lại nói với Trương Dịch. Chú cũng chẳng mang nhiều tiền, chỉ có thế thôi, cháu cũng đừng làm ra vẻ nam nhi hảo hán gì ở đây, số tiền này nhận lấy đi, sau này trả lại là được. Cô gái kia do dự nhìn Trương Dịch không biết có nên nhận hay không, Trương Dịch nhìn Trương Khác rồi lại nhìn sang Trương Chi Phi, nói lạnh nhạt. Cháu sẽ chiếu cố tốt cho Văn Nhàn. Còn với Trương gia thì cháu không liên quan gì nữa, cũng không làm mất mặt Trương gia đâu, số tiền này cháu sẽ trả lại. Chuyện này như con người ta uống nước, nóng lạnh tự bản thân biết, chỉ cần anh tự hiểu là đủ rồi. Trương Khác chẳng muốn thừa lời. Còn về thể diện Trương gia, không phải anh muốn làm mất được, anh không phải lo chuyện vô nghĩa đó. Chú, chúng ta đi thôi chứ. Trương Chi Phi định nói gì nhưng chỉ chép miệng rồi thôi, xoay người cùng Trương Khác rời đi. Chương 493, có thể mà. Vòng vèo mất một hồi mới tìm lại được chỗ đỗ xe, vào trong xe Trương Khác đột nhiên nói. Cái vũng bùn cuộc đời này lún vào dễ, thoát ra khó, quá khó. Nhưng thoát ra rồi, sẽ hiểu hết mọi thứ. Sao cháu đột nhiên lại cảm khái thế? Trương Chi Phi hỏi. Cháu hy vọng hai đứa nó hiểu ra được. À, đột nhiên cháu cảm khái thế thôi. Trương Khác vẫn tự nói một mình. Thế sự động minh giai học vấn. Nhân tình luyện đạt diệt văn chương, người và người chỉ hơn nhau cái đó. Hiểu được sự đời là cả một học vấn, hiểu được tình người đủ thành văn. Trương Chi Phi không chắc cháu mình muốn nói gì, chỉ thấy với tuổi tác này thốt lên một câu như vậy quá tang thương. Nói ra người trong thời bọn họ, đa phần đều chịu khổ cực, trắc trở, nhưng có thể thoát ra khỏi khổ cực không, từ trắc trở có nhìn ra được gì không thì phải xem ngộ tính từng người. Trương Chi Phi nghĩ anh trai mình thuộc loại không thoát ra được bể khổ. Chỉ mong cháu mình nhìn ra được điều gì đó, trở nên kiên cường cứng cỏi hơn, làm lại cuộc đời. Hai chú cháu Trương Khác rời khỏi cái thôn lao động đó thì ánh nắng tắt gần hết, liền tới một quán thịt dê ở Bắc Quan ăn tối. Trương Khác hứng chí rất cao, còn rủ chú uống rượu, loại rượu gạo này một chén một đồng, uống vừa êm vừa ngọt, nhưng độ rượu không thấp chút nào. Trương Khác trong lòng vẫn vương vấn chuyện của Trương Dịch, cuộc đời hắn nếu không có mình xen vào, mặc dù cả đời tầm thường ảm đạm. Nhưng chẳng phải chịu đau khổ gì, hiện giờ lại đi trên con đường vất vả như vậy, mong hắn có thể thoát ra được. Vậy còn mình rốt cuộc đã thoát ra được hay chưa? Chắc là vẫn chưa hoàn toàn thoát được. Uống rất nhiều rượu, cả hai chú cháu đều không lái nổi xe nữa, đành phải gọi Phó Tuấn lái xe tới đón, lảo đảo vào xe, hơi rượu xông lên, ý thức bắt đầu bồng bềnh, trước kia mình chẳng phải cũng có ý nghĩ bất kể cô ấy biến thành thế nào, thậm chí thà cô ấy biến thành xấu xí để giữ lại bên người sao? Nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi, thậm chí sau này cô ấy sống có tốt không mình cũng chẳng đủ dũng khí tìm hiểu. Trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt làm người ta nhìn vào sinh cảm giác tuyệt vọng của Hứa Tư kiếp trước, chớp mắt đó chẳng phải cũng có ý nghĩ vì cô ấy mà vứt bỏ tất cả sao. Ý thức chỉ có tới đó, tiếp sau đấy Trương Khác chỉ biết mình nôn, nôn suốt, không cả nhớ mình nôn bao lâu. Tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt toác ra, Trương Khác phát hiện ra mình nằm trên giường, rèm cửa kéo xuống. Chỉ có tia sáng yếu ớt qua khe rèm chiếu vào, Trương Khác mò mẫm ngồi dậy, tay đè lên một mái tóc dài. Á! Hứa Từ bị đau kêu lên.
Trương Khác vội giơ tay lên, trong ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ, chỉ thấy được đôi mắt sáng của Hứa Tư. Cậu tỉnh rồi à? Hứa Tư bật đèn giường lên, nhỏ nhẹ hỏi. Sao uống nhiều rượu thế, có muốn uống nước ấm không? Cô đứng dậy định đi rót nước, nước chuẩn bị sẵn để ở đầu giường đã lạnh hết cả. Để em ôm chị một lúc. Cái gì? Hứa Tư không nghe rõ lắm. Trương Khác ôm lấy eo cô, ôm chặt, thật chặt, trong đầu cứ hiện lên đôi mắt tuyệt vọng của Hứa Tư ở phiên tòa, trong lòng đau vô hạn. Hứa Tư cảm nhận được tâm tình của Trương Khác, nhưng không hiểu tình cảm này từ đâu trào ra, để cho y ôm chặt mình, dịu dàng xoa đầu y, xoa dịu trái tim y. Một lúc lâu sau Trương Khác thu lại tâm tình, súc miệng, uống liền hai cốc nước ấm, đầu đỡ đau hơn, hỏi Hứa Tư. Sao chị lại ở đây, em nhớ mình có nôn, không nôn lên người chị chứ? Tôi ở cùng chị Vãn Tình, nghe nói cậu uống quá nhiều, không yên tâm tới xem sao, cậu không nôn lên người tôi, đợi trời sáng chị xin lỗi chị Vãn Tình ấy, tay cậu còn tóm không đúng chỗ đấy. Hứa Tư lườm một cái. Tôi sợ tối không ai chiếu cố cậu cho nên ở lại. Trương Khác không dám hỏi mình tóm vào chỗ nào của Tạ Vãn Tình, nghe Hứa Tư nói thế không dám nhìn cô, cố giải thích. Rượu đó êm lắm, uống ở quán chẳng có cảm giác gì, hơi say thôi, tưởng gió thổi một cái là ổn, không ngờ đứng dậy một cái hơi rượu bốc lên, chú em có làm sao không? Phó Tuấn đưa chú ấy về nhà trước, sau khi cậu về, chú cậu còn gọi điện thoại tới hỏi cậu thế nào, nói cậu còn uống nhiều hơn chú ấy. Hi hi, Trương Khác nhích người ra, để Hứa Tư chui vào chăn, ôm cô vào trong lòng đem chuyện buổi chiều cùng chú đi thăm Trương Dịch nói cho cô nghe. Tắt đèn đi. Hứa Tư nằm gối đầu lên tay Trương Khác, lặng lẽ nằm nghe, ánh mắt sáng long lanh như bảo thạch, nghe hết không kìm được tiếng thở dài. Cô gái đó gặp được Trương Dịch cũng là may mắn, nhưng sao cậu uống nhiều rượu thế, vì chuyện này à? Em nhớ tới một giấc mơ không thể vãn hồi tỉnh lại vẫn làm người ta đau lòng không thôi. Mơ thế nào? Cho dù lấy giấc mơ làm cái cớ, Trương Khác cũng không nỡ nhẫn tâm đem chuyện Hứa Tư phải trải qua kiếp trước kể cho cô nghe, kéo đầu cô áp vào ngực mình. Một giấc mơ thôi mà, nói ra chị lại đau lòng, không nói nữa thì hơn. Sáng sớm tỉnh lại, Trương Khác vẫn dựa ở đầu giường, ôm Hứa Tư trong lòng, hàng mi dài để lại bóng râm mờ mờ trên mí mắt, có tiếng dương cầm không ra thứ âm điệu gì truyền vào gian phòng, tiếng đàn ngắt quãng, ánh ban mai tản mát, kể cũng thấy thú vị. Trương Khác cứ như vậy ôm Hứa Tư, hưởng thụ ôn nhu tĩnh mịch, mặc thời gian lặng lẽ trôi qua. Đường Thanh gọi điện tới hỏi Trương Khác có tới trường tham gia thi cuối kỳ không? Chột dạ rời giường mặc y phục, Trương Khác nói chuyện điện thoại xong, gọi Hứa Tư đang nhón chân muốn rời phòng. Em tắm nước nóng đây, đầu vẫn hơi đau, chị nấu cho em ít cháo nhé. Đường Thanh không tới sao? Hứa Tư luôn cho rằng mình cướp mất phần tình cảm vốn thuộc riêng của Đường Thanh. À, cô ấy chỉ hỏi em có tới trường thi cuối kỳ không? Trương Khác mặt dày nói. Cần gì cố ý đi thi lấy cái hạng cuối? Cậu chẳng phải cố ý cũng xếp bét. Cậu có học hành gì đâu. Hứa Tư để túi sách xuống. Để tôi đi pha nước nóng cho cậu. Trương Khác là loại thích nằm lì, nếu không có ai thúc vào đít, y khó mà tự rời giường được, tỉnh lại y nằm trên giường suy nghĩ, hoặc đọc sách, hay làm bất kỳ chuyện gì khác, nói chung mỗi ngày tỉnh lại rời giường với y là cả cuộc đấu tranh vất vả. Hứa Tư cuối cùng đành phải lột sạch y, lôi xuống giường đẩy vào bồn tắm, Trương Khác kỳ kèo đòi cô tắm chung, song ai mà biết Tạ Vãn Tình sang lúc nào. Hứa Tư nhất định không chịu, nói phải xuống nhà nấu cháo. Trương Khác nằm trong bồn tắm, cầm điện thoại treo trên tường, gọi điện cho Tạ Vãn Tình, cười hì hì hỏi cô hôm qua tóm nhầm vào chỗ nào. Tạ Vãn Tình mắng cho y một trận, không chịu nói, bắt Trương Khác đền bù một cái áo khoác mới, có tiếng chỉ đồng nhõng nhẽo đòi qua chơi. Tạ Vãn Tình đang bện tóc cho cô bé, chỉ đồng phụng phịu bảo tích xung tích vũ không bện tóc, nó cũng không muốn bện tóc. Trương Khác vội vàng rời khỏi bồn tắm. Đợi y mặc y phục xong, cầm cốc nước chanh Hứa Tư pha đầu giường, vừa uống được hai ngụm thì chỉ đồng đã chạy sang, đang ở dưới lầu nói. Ấy, dì Hứa Tư, sao dì ở đây, đêm qua dì ngủ với Trương Khác à? Trương Khác thiếu chút nữa phun hết nước chanh khỏi miệng, thầm nghĩ Hứa Tư nghe câu này nhất định sợ hết vía. Tạ Vãn Tình vội nói át đi. Nói lung tung, dì Hứa buổi sáng từ nhà tới đây nấu cháo cho con ăn đấy, con gái sao ngủ với con trai được? Ồ. Thế ạ, nhưng mà tích xung tích vũ lại nói con gái mà yêu con trai là có thể ngủ với nhau, hơn nữa nhất định phải ngủ với nhau mới được, nếu mẹ yêu Trương Khác cũng có thể ngủ với anh ấy.
Một lúc sau lại nghe Chỉ Đồng dùng một loại ngữ khí rất kiên định nhấn mạnh. Mẹ có thể mà. Chương 494, miếng thịt béo. Trương Khác nghe thấy có tiếng vật gì đó bằng kim loại rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, cảm giác sáng nay điên thật rồi, một lúc sau mới nghe Tạ Vãn Tình dùng giọng nói cố trấn tĩnh hỏi Chỉ Đồng. Vậy con trai mà yêu con gái có thể ngủ với nhau không? Vậy thì không được, trong nhà trẻ có rất nhiều con trai thích con không muốn ngủ với lũ nhãi con đó, Tích Dung Tích Vũ cũng không thèm. Chỉ Đồng trả lời rất ngây thơ. Sao ba đứa con nít danh ở với nhau sinh ra suy nghĩ điên khùng như vậy? Trương Khác nghe mà chán toát mồ hôi lạnh. Trương Khác không thể trốn mãi trên lầu được, Chỉ Đồng nhảy chân sáo lên kéo y xuống ăn sáng, Tạ Vãn Tình khi húp cháo mắt nhất quyết nhìn ra ngoài trời. Bữa sáng chỉ có mỗi tiếng líu lo của Chỉ Đồng, ba người lớn mỗi người mang một suy nghĩ riêng, không ai nói gì, không ai nhìn nhau. Kiến trúc chủ thể của trường học đã xong, hiện giờ chỉ còn việc trang trí, cũng bắt đầu tuyển mộ một số nhân viên công tác tiến hành bồi huấn, Tạ Vãn Tình định đưa Chỉ Đồng tới trường xem, có điều lát nữa cô còn bảo trợ thủ đi đón hai tiểu nha đầu Tích Dung Tích Vũ. Tích Dung Tích Vũ lại gây họa rồi, làm cô giáo chủ nhiệm phải khóc ngay trước lớp. Lý Minh Du từ bỏ ý định rèn hai cô bé thành thục nữ, đành chiều theo tâm nguyện của chúng, cho chúng thôi học, đợi trường học bên này xây xong mới đi học cùng Chỉ Đồng. Chỉ Đồng đã từ kiến nghiệp về được vài ngày, hôm qua Trương Khác uống say, mới bị Tạ Vãn Tình đưa về nhà ngủ, còn lại thì ba nha đầu suốt ngày quấn lấy nhau, còn hẹn sau này cùng tìm một bạn trai, không ai được ghen tị hết. Trương Khác không thể không thừa nhận, y thiếu nhận thức về con gái thế hệ 9X, ba tiểu nha đầu đều sinh năm 90. Trương Đình lái xe đưa Tích Dung Tích Vũ tới, Tạ Vãn Tình vừa kéo vừa xách Chỉ Đồng khỏi bàn ăn, Hứa Tư và Trương Khác cùng đi thu dọn rửa bát, đến giờ tới công ty rồi, trước khi rời đi cô còn hỏi. Có phải là chỉ cần nữ nhân thích nam nhân nào là có thể ngủ với anh ta không? Hả? Trương Khác ngớ ra, nhìn ánh mắt che giấu nụ cười của Hứa Tư, nói. Ai ngủ với ai chứ, chỉ coi nam nhân là ngựa giống à? Hứa Tư nhoẻn miệng cười, tới hôn Trương Khác một cái. Cầm chìa khóa lái chiếc VS40 tới công ty. Hứa Tư đi rồi, Trương Khác mặt mày rầu rĩ ngồi bên bàn, không biết có phải Hứa Tư ý thức được điều gì đó không, nữ nhân nhiều đúng là đau đầu. Tắm nước nóng, húp cháo gà xong, đầu nhẹ nhõm hẳn đi, xe bị Hứa Tư lái đi rồi, Trương Khác đành đợi Phó Tuấn lái xe tới đón, trước tiên gọi điện hỏi thăm chú, chuyện Trương Dịch cứ để như thế đã, nếu hắn tự chọn đi con đường này, thì hắn phải gánh vác hết thảy. Trương Chi Phi nghe thấy Trương Khác còn ở nhà, vội lái xe tới bàn việc. Sau khi thay đổi cụ bộ quy hoạch thành phố, quần thể kiến trúc cổ đông Sa Điền đã liệt vào phạm vi kiến trúc có giá trị bảo hộ, còn về phần bảo hộ ra sao còn cần chuyên gia định ra phương án chi tiết. Ngoài ra còn quyết định tăng tốc khai thác đất thương nghiệp Tây Sa Điền, cái vòng kim cô trên đầu Cẩm Hồ ngày một siết chặt. Thiệu Chí Cương hao phí không ít tâm tư chiếm được một mảnh đất ở Ngũ Lý Khê xây dựng tòa nhà thương nghiệp cao 16 tầng. Hiện đã xây tới tầng cao nhất, nhưng thập niên 90 chưa có khái niệm bán trả trước, lợi nhuận trên giấy tờ không tệ, gần 2.000 vạn, có điều đem so với 4.000 vạn xây hơn 40 vạn mét vuông nhà định cư của Hoành Viễn kém quá xa. Hoành Viễn gần 2 năm qua bố trí nơi ở cho hơn 2 vạn nhân khẩu bị giải tỏa, công hiến này cho dù không có đường học khiêm ở thành phố thì thành phố cũng không thể lờ đi. Thành tựu này thường đủ khiến người ta tự hào, tiếc là Cẩm Hồ phóng quá nhanh, hào quang chói lọi. Trương Chi Phi thẹn không khoe thành tích của Hoành Viễn với người khác. Song thành phố điều chỉnh quy hoạch, Trương Chi Phi cảm thấy Hoành Viễn có thể tăng tốc rồi. Hai năm qua từ lợi nhuận hạng mục nhà định cư, đĩa lậu cũng liên tục mang tới lợi nhuận, một phần đã đầu tư vào tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ, ông còn chút tài chính có thể làm hành động lớn liền tới thương lượng với Trương Khác. Trương Khác còn đang lo chuyện của y với Tạ Vãn Tình bị Hứa Tư nhìn ra, nghe chú nói về quy hoạch phát triển của Hoành Viễn. Y chẳng tập trung mấy, mãi lúc lâu sau mới nói. Ồ, trong tay chủ tích góp không ít tiền. Không so với cháu được. Chú làm tốt lắm rồi, Triệu Cẩm Vinh quật khởi tại Hải Châu bao năm như thế, trong tay chỉ có 300, 500 triệu thôi, lần này bị Tạ gia đẩy khỏi Khoa Vương, ông ta nhét hết trứng vào cái giỏ địa ốc, có điều Cẩm Thành đầu tư giàn trải quá, hạng mục chưa xây dựng xong hơn 30 mét vuông, chưa tính mấy trăm mẫu đất Tây Sa Điền chưa khai thác. Nếu chỗ này bán được hết đã trở thành tỷ phú đầu tiên của Hải Châu. Trương Khác nói thể hiển nhiên không tính bản thân vào rồi. Đáng tiếc, tài chính lưu động trong tay ông ta không quá 50 triệu, nếu muốn hoàn thành công trình giang dở kia và mấy trăm mẫu đất đợi khai phát, ông ta phải vay từ NS kiến thiết từ Tân Gia Pha mấy trăm triệu,
mấy khoản tiền này đều phải kịp thời chi trả lãi suất hàng tháng, chỉ tùy tiện cho thêm cọng cỏ thôi là ông ta đổ ngay. Trương Chi Phi nghe tới đây mắt sáng lên phấn khích, ai chẳng biết kéo sập Cẩm Thành, mua lấy tài sản giá rẻ của chúng là cuộc mua bán hời nhất. Sao, cháu có hứng thú không? Trương Chi Phi hưng phấn hỏi. Không ạ. Trương Khác nói dứt khoát. Vì sao, cháu chấp nhận cho cái mặt thối của Triệu Cẩm Vinh tiếp tục diễu võ dương oai ở Hải Châu à? Trương Chi Phi nghi hoặc. Triệu Cẩm Vinh bị Tạ Gia hại thảm lắm rồi. Trương Khác mặt lộ vẻ không đành lòng, dừng một chút lại nói. Đánh chó rớt nước thì tất nhiên cháu cũng muốn làm. Có điều cháu thấy Cẩm Thành không phải là chó rớt nước nữa, mà là thịt béo rồi. Cháu đang nghĩ, đám Tạ Kiếm Nam chơi trò này, mà Cát Minh Tín nắm địa ốc Hàng Đại, trong tay chính thái cũng có công ty địa ốc, chú bảo bọn chúng có nhắm vào nó không? Địa ốc Hồng Kông mặc dù hết sức thịnh vượng, nhưng nơi đó đất chật người đông, chẳng còn mấy đất đai cho city địa ốc nữa rồi, cho dù không có cơn bão tài chính, các ông trùm địa ốc Hồng Kông cũng sẽ chuyển hướng sang nội địa. Nếu nói đám Tạ Kiếm Nam, Cát Minh Tín không nhìn thấy miệng thịt béo bờ kia, đánh chết Trương Khác cũng không tin. Bọn chúng chưa vội ra tay chẳng qua là chuyện ở Khoa Vương chưa ổn, cho nên bọn chúng không vội đánh cỏ động rắn. Trương Chi Phi tầm nhìn giới hạn ở Hải Châu nên cách cục hơi thấp, nghe Trương Khác nhắc như thế, cảm thấy rất có khả năng. Bọn chúng tốn tâm tư đưa Tô Giật Quần tới Hải Châu như thế là vì đề phòng Cẩm Thành rơi vào tay kẻ khác. Chắc thế ạ, bọn chúng không thể đem hắn ta tới chỉ vì nhắm vào Ái Đạt. Ái Đạt chuyên tâm làm thực nghiệp, cống hiến cho chính phủ, lại không gây phiền phức cho chính phủ. Đám Tạ Hán Tĩnh, Tô Giật Quần, Chu Phu Minh toàn là những con hồ ly, chắc không hành động theo cảm tính. Trương Chi Phi lòng đầy hưng phấn chạy tới đây, bị gáo nước lạnh, vừa thất vọng vừa tức tối. Miệng thịt béo như thế không cho bọn chúng hưởng lợi được. Ha ha ha, cháu không hứng thú mấy với vụ này, chú tìm lão Thiệu thương lượng đi, không chừng có cơ hội cướp lại đấy. Cướp thế nào, cháu có hứng thú thì chúng ta còn có thể thử một chút. Bằng vào bọn chú thì đấu sao lại lực lượng của bọn chúng. Trương Chi Phi ủ rũ nói. Triệu Cẩm Vinh đã cảnh giác với hai nhà Tạ, cắt rồi không dễ bị lừa đâu, bọn chúng khả năng lớn nhất là lấy khoản vay lãi cao đè chết Cẩm Thành. Trương Khác phân tích. Cháu đoán bọn chúng sẽ đứng sau ép Cẩm Thành phải tăng tốc khai phát mấy trăm mẫu đất trống của ông ta, tăng gánh nặng nợ nần. Nếu cuối cùng thông qua đòi nợ nuốt lấy miếng thịt béo đó thì chú vẫn còn cơ hội. Chương 495. Hai chú cháu. Toàn bộ đất của Cẩm Thành, tổng quy mô tài sản đoán chừng hơn 1,5 tỷ. Mà tài sản cố định của Cẩm Thành không quá 500 triệu, đám Tạ Hán Tĩnh, Cát Minh Tín muốn nuốt lấy Cẩm Thành phải huy động tầm 1 tỷ mới nắm chắc. Bất kể chính thái, đại nhã đều không thể rút ra khoản tiền lớn như vậy trong thời gian gần, chỉ có dựa vào Hàng Đại, nhưng Cát Minh Tín nắm 25% cổ phần của Hàng Đại, không thể tùy tiện quyết định. Chỉ cần Hàng Đại có do dự, cơ hội sẽ rơi vào tay kẻ khác. Lúc này đám Trương Chi Phi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng đợi thời cơ. Một vài chi tiết không thể nói thấu triệt, Trương Khác nói. Hiện giờ chúng và Triệu Cẩm Vinh là chó cắn chó, chú chuẩn bị đi, đợi hai con chó bị thương hết nhảy vào nhặt thịt là được. Đương nhiên bọn chú thèm miếng thịt của Cẩm Thành, song chuyện còn quá xa, chú nghĩ làm chuyện của mình là quan trọng nhất. Trương Chi Phi lúc này mới chuyển sang chính đề. Bên ngõ Đan Tỉnh. Chờ đã. Trương Khác ngửi ra mùi lạ. Chú không liên kết với người ngoài hại cháu mình đấy chứ. Trương Chi Phi cười hăng hắc. Làm sao thế được? Cháu không tin. Trương Khác gọi điện ngay cho Thiệu Chí Cương. Lão Thiệu, ở đây đấy. Tôi đang nói chuyện với chú tôi, anh có rảnh thì tới Tân Cẩm Viên. Được, tôi tới ngay, 5 phút thôi. Tiếng Thiệu Chí Trương hơi to, Trương Chi Phi cũng nghe rõ ràng. Trương Chi Phi lắc đầu. Thằng nhóc này, thôi thì đợi anh ta tới rồi nói vậy. Thiệu Chí Cương đúng là tới ngay trong 5 phút, biết Trương Chi Phi nói vấn đề Cẩm Thành cả tiếng rồi, chuyện của họ lại chưa nói, ngượng ngập lên tiếng. Tòa nhà Ngũ Lý Khê trong tay tôi chỉ 3 tháng nữa thôi là xây xong, chỉ là không nắm chắc tiền cảnh thị trường lắm, mấy ngày trước cùng chú cậu đi qua Tân Hải Thông, nghĩ tới Cẩm Hồ hiện giờ không ngờ còn giúp ở trong tầng 12 của Tân Hải Thông, cảm thấy có chút không xứng tầm. Trương Khác cười lớn. Muốn Cẩm Hồ mua tòa nhà của anh chứ gì? Hi hi, Cẩm Hồ đúng là không nên ở đó mãi, thế nào cũng cần một tòa nhà riêng thuộc về mình chứ. Tân Hải Thông xây năm 92 là nhà cao nhất Hải Châu khi ấy, mà tòa nhà của anh cũng đâu cao hơn được nó. Trương Khác dửng dưng nói. Thiệu Chí Cương vẫn tỉnh queo nói.
kém 2 tầng, có điều Ngũ Lý Khê được quy hoạch làm trung tâm thương mại mới của thành phố, qua 2 năm nữa thôi là ăn đứt Tân Hải Thông rồi. Cậu chẳng luôn than vãn cơ sở hạ tầng của Tân Hải Thông còn gì, trong đó có mỗi 2 cái thang máy, tôi nhớ cậu nói tiêu chuẩn là trong giờ cao điểm, nhân viên không phải chờ thang máy quá 30 giây. Chẳng lẽ tòa nhà của anh có 6 cái thang máy à? Không cần lãng phí như thế, chỉ có 4 cái thôi, nhưng quan trọng nhất là thiết kế bên trong mới đang bắt đầu, Khác Thiếu Gia có thể thay đổi theo ý muốn của mình. Thiệu Chí Cương dụ khỉ. Hôm nay tới tiếp thị bán nhà đấy hả? Trương Khác vỗ đầu. Được rồi, nói sau khi có tiền sẽ tính toán thế nào. Chủ yếu là một lập một công ty khai thác địa ốc thương nghiệp, chỉnh hợp nghiệp vụ địa ốc của chúng tôi vào làm một, có điều hạng mục nhà định cư của Hoành Viễn là kho bạc của chú cậu, anh ấy không nỡ nhường ra. Cái đó tôi có thể cân nhắc, cái gì cũng có thể. Trương Chi Phi nói, hiện tiền đồ hạng mục nhà định cư rõ ràng, lợi nhuận nhiều, tài sản rất cao, nếu đem gộp vào công ty mới, cổ phần của đám Thiệu Chí Cương sẽ bị sụt giảm nhiều, nên cần tách riêng nói ra. Thiệu Chí Cương nói vậy chỉ là đùa thôi, hắn tiếp tục giải thích cho Trương Khác tính toán của bọn họ. 2 năm qua chứng minh thời cơ khai thác Tây Sa Điền là chưa chín muồi, nhưng hiển nhiên địa ốc thương nghiệp sẽ quật khởi, quan trọng là làm sao hóa giải nguy hiểm của nó. Trương Khác hiểu ra, các anh định tổ chức công ty địa ốc, chuyên môn làm nơi phục vụ cho tập đoàn Thế Kỷ. Sau khi lập công ty mới, mục tiêu đầu tiên là ngõ Đan Tình chứ gì. Thầm nghĩ, Thiệu Chí Cương này quả nhiên là không tầm thường. Thiệu Chí Cương gật đầu. Tôi nghĩ kinh nghiệm cầu tứ phương đủ cho chúng tôi tham khảo, Khác Thiếu Gia nhìn một cái ra ngay giá trị của nó, nếu lúc ấy cậu chiếm lấy, hiện giá trị của nó ít nhất tăng gấp hơn 10 lần. Có những thứ lợi không cần cũng được. Trương Khác gạt đi. Hơn nữa tôi kiếm không ít từ Ái Đạt. Điều này làm chúng tôi khâm phục Khác Thiếu Gia, ngay cả bất động sản ngõ Đan Tỉnh cũng mua lấy với giá cao, nếu đổi lại là người khác, ai lại chê mình nhiều tiền. Đó là chính là thiên phú, chúng tôi muốn học không được. Thiệu Chí Cương vỗ mông đôm đốp. Dừng, dừng gấp, tôi nghe mà sởn gai ốc đây này. Trương Khác vội cắt ngang lời hắn. Hi hi, 2 tháng trước tôi nói với Khác Thiếu Gia chuyện khai thác ngõ Đan Tỉnh, cậu chưa trả lời, tôi nghĩ có phải suy tính của mình còn thiếu chu toàn. 2 tháng qua không dám làm phiền Khác Thiếu Gia, tôi nghĩ mãi đã hiểu ra một chút, trước đó cách cục của tôi quá thấp, chỉ nhìn thấy một hạng mục. Không suy nghĩ tới quan hệ giữa các công ty với nhau. Không phải vậy. Trương Khác lắc đầu. Hiện thương nghiệp địa ốc trong nước mới dừng lại hình thức cho thuê truyền thống, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn chẳng qua là hình thức cụ thể hơn. Thế nhưng thông qua thao tác địa ốc thương nghiệp, đưa cả giá trị một khu vực lên mới là quy tắc cuộc chơi. Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi nghe thế thì tinh thần phấn chấn, bọn họ luôn suy tính vấn đề này. Trương Khác chẳng hứng thú khoe khoang gì, chỉ nói. Nói thì nói thế, nhưng cơm phải ăn từng miếng một, ngõ Đan Tỉnh không giao cho các anh không phải vì chê các anh cách cục không đủ. Chủ yếu vì điều chỉnh quy hoạch cục bộ chưa được thông qua, ngõ Đan Tỉnh không thể lập hạng mục được. Còn nỗi lo nữa là các anh quá nóng vội kiếm lợi, phá hỏng kiến trúc ngõ Đan Tỉnh, đó là thứ không thể phục hồi được, cho nên tuyệt không thể gấp gáp. Vậy phải làm sao? Trương Chi Phi hỏi vội. Trương Khác khó xử gãi đầu. Cái này phải trực tiếp trao đổi với Hứa Tư. Ngõ Đan Tỉnh không còn thuộc về Cẩm Hồ nữa. Hả? Trương Chi Phí ngớ người, không ngờ Trương Khác đem hết bất động sản ngõ Đan Tỉnh cho Hứa Tư. Ai hôm qua còn nói trên đầu chữ sắc có thanh đao nhỉ, sao cháu chưa bao giờ khẳng khái với người chú này như thế hả? Hắc hắc, Cẩm Hồ có quy mô hôm nay cũng không phải do một mình cháu hóa phép ra, ai bỏ bao nhiêu công sức, được hưởng bấy nhiêu lợi ích. Chuyện mua tòa nhà của Lão Thiệu, mọi người tìm chị Thái thương lược. Chị ấy cảm thấy Cẩm Hồ cần chuyển chỗ thì chuyển, gần đây cháu ít qua đó lắm. Tới tìm cháu chỉ nói 2 chuyện, cháu đều không thể tự quyết, vậy bọn chú tìm cháu làm gì? Trương Chi Phi chán nản. Cũng không phải không có tác dụng nào, cháu có thể tiến cử Diệp Kiến Bân. Còn cháu? Diệp Kiến Bân tất nhiên là đối tác cực kỳ có giá trị, nhưng đám Trương Chi Phi muốn kéo xuống nước nhất là Trương Khác. Cháu à? Trương Khác từ chối. Cháu thì thôi đi. Cháu nhiều việc lắm rồi, còn đang đau đầu đây, hơn nữa cháu là học sinh, nên lấy học tập làm việc chính, chuyện khác ít quan tâm thì hơn. Có cái kiểu nói lừa người thế này không hả? Trương Chi Phi dở khóc dở cười. Nếu cháu khẳng khái tặng cả ngõ cho Hứa Tư rồi, vậy bọn chú tìm Hứa Tư hợp tác cháu không ý kiến chứ? Cháu ý kiến gì? Trương Khác giang tay. Chú thuyết phục được cô ấy là được.
vậy trước đó cháu có thể gọi điện cho cô ấy được không? Nếu sau này mọi người định có hành động âm hiểm gian trá sau lưng cô ấy thì đừng làm phiền cô ấy nữa. Đường đường chính chính làm người đâu phải không có được phú quý. Hai năm qua Thiệu Chí Cương dần nhận ra, theo đuổi tài phú còn phải giữ được tài phú, chuyện nguy hiểm ít làm thì hơn. Vậy là được, tôi không xen vào. Trương Khắc gật đầu. Có Trương Khắc đảm bảo, Trương Chi Phi tất nhiên có lòng tin thuyết phục Hứa Tư, lập tức gọi điện thoại cho Hứa Tư ngay trước mặt Trương Khắc. Tiểu Tư, cháu ở đâu thế? Cháu hỏi ta là ai à? Ta là chú cháu. Trương Khắc chố mắt, chú muốn lấy thân phận trưởng bối ra, cô ngốc Hứa Tư này quá nửa không dám từ chối, chú mình quá vô lại rồi, sao giống mình thế cơ chứ? Chương 496, khí độ kinh doanh. Hứa Tư lúc này đang ở Trấn Ích Long thương lượng chuyện tăng cổ phiếu với phía Tôn Thượng Nghĩa, Trương Chi Phi liền kéo Thiệu Chí Cương tới đó, buổi trưa mời cả Thái Phi Quyên tới ăn cơm, ăn xong bữa cơm chưa bàn ổn thỏa cả hai việc. Thiệu Chí Cương lập một công ty tên City hữu hạn quản lý tài sản Cẩm Hồ, đem tòa nhà 16 tầng ở Ngũ Lý Khê vào công ty này, sau đó đem toàn bộ cổ phần của công ty chuyển nhượng cho Cẩm Hồ, hoàn thành quá trình bán lấy tiền mặt. Hứa Tư nhận được điện thoại của Trương Chi Phi, nghe ông xưng là chú, chột dạ không biết Trương Chi Phi tìm mình có chuyện gì.